Sáng sớm hôm nay, một tin tức nhanh chóng khiến ngành giải trí Long Quốc rung động, không những vậy còn chiếm tất cả trang đầu Long Quốc. Nội dung chính của tin tức này là một đống ảnh thân mật, có ảnh hôn, thậm chí còn có cả ảnh giường chiếu. Nhà gái trong bức ảnh chính là ngôi sao lớn chạm tay là bỏng của ngành giải trí Long Quốc, người được gọi là nữ thần quốc dân, Tô Nhược Tuyết. Nhà trai là người đàn ông bí ẩn bị chụp ôm ấp ngoài đường với Tô Nhược Tuyết, cũng chính là Diệp Phàm. Những bức ảnh nóng này vừa được tung ra, Long Quốc lập tức bùng nổ. Bảng hot search lập tức nổ tung, thậm chí ngay cả server Weibo cũng bị lag. Vô số truyền thông và cánh nhà báo đổ xô về Thiên Hải vì muốn phỏng vấn Tô Nhược Tuyết. Hình tượng nữ thần quốc dân của Tô Nhược Tuyết lập tức sụp đổ, dưới Weibo đều là những lời mắng chửi của cư dân mạng, thậm chí còn có một lượng lớn người hâm mộ thoát fan. Giờ phút này, trong căn biệt thự số 3 khu biệt thự Tử Kinh, một tiếng hét chói tai đột ngột xuất hiện. Anh rể, thật không ngờ anh lại thật sự ngoại tình luôn đấy. Trong biệt thự, Trần Tiểu Manh cầm điện thoại đọc tin tức, vừa đọc xong lập tức hét to. Con nhóc này, em nói linh tinh cái gì vậy? Diệp Phàm nhíu mày. Tự anh đi mà xem, có cả ảnh chụp luôn rồi nè. Trần Tiểu Manh ném điện thoại cho Diệp Phàm. Diệp Phàm nhận điện thoại nhìn, mày hơi nhíu lại. Ảnh chụp này là giả. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Ngoài lần ôm ở bên ngoài kia ra thì giữa hắn và Tô Nhược Tuyết vốn không có lần tiếp xúc nào khác, sao có thể có những hành động thân mật này được? Giả, nhìn rất chân thực mà, hoàn toàn không giống giả chút nào. Trần Tiểu Manh lẩm bẩm. Lúc này Đường Sở Sở với vẻ mặt nghiêm trọng đi ra. Chị họ, chị đọc tin rồi phải không? Chị đừng tức giận, em đang giúp chị mắng anh rể rồi. Trần Tiểu Manh nói với Đường Sở Sở. Vợ, ảnh chụp này là giả. Diệp Phàm giải thích với Đường Sở Sở. Anh Tiểu Phàm, em tin anh. Nhưng chuyện này đã tạo nên sóng gió rất lớn, bây giờ toàn bộ người dân Long Quốc đều đang theo dõi vụ này, một khi xử lý không tốt thì không chỉ ảnh hưởng lớn đến danh dự của anh và Tô Tiểu Thư mà còn hình ảnh của tập đoàn Đường thì cũng sẽ bị ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng. Đường Sở Sở nghiêm trang nói. Anh ngược lại muốn xem là ai đang làm trò. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Hắn liên hệ thẳng với Xuân Lan, nói đối phương lập tức điều tra rõ ràng xem ai là người làm chuyện này. Dám bôi nhọ sự trong sạch của hắn, điều này khiến Diệp Phàm rất tức giận. Đường Sở Sở cũng lập tức nhận được một cuộc điện thoại, cô nhíu mày nhìn Diệp Phàm nói, anh Tiểu Phàm, bây giờ có rất nhiều phóng viên chặn Tô Tiểu Thư ở ngoài khách sạn, họ muốn phỏng vấn cô ấy, em phải đến đó một chuyến. Anh đi với em. Diệp Phàm nói. Bây giờ anh đang là người có độ chú ý cao, nếu anh xuất hiện chỉ sợ không cản được việc những ký giả kia sẽ chụp ảnh. Đường Sở Sở lo lắng nói. Yên tâm, anh sẽ cho người xử lý đám phóng viên đó. Diệp Phàm nói. Họ lập tức đến khách sạn Tô Nhược Tuyết đang ở. Khi họ vào khách sạn lại không thấy phóng viên và truyền thông, bên ngoài khách sạn là một đoàn người mặc tây trang màu đen. Thiếu chủ. Người phụ trách Điện Long Vương quận Thiên Hải Từ Thiên đứng bên ngoài, thấy Diệp Phàm thì vội vàng nói. Mọi chuyện đều xong rồi. Diệp Phàm hỏi. Thiếu chủ yên tâm, cam kết không có phóng viên trong phạm vi 3 km quanh khách sạn. Từ Thiên cung kính nói. Đi thôi. Diệp Phàm và Đường Sở Sở đi thẳng đến phòng của Tô Nhược Tuyết trong khách sạn. Bên ngoài phòng là một dàn vệ sĩ của nhà họ Tô. Tôi là tổng giám đốc của Đường Thị. Đường Sở Sở, tôi đến gặp Tô Tiểu Thư. Đường Sở Sở lên tiếng. Cửa phòng mở ra, Hồ Cầm bước ra, thấy Đường Sở Sở thì nói, Tổng Giám Đốc Đường, cô đến rồi. Sao anh lại ở đây? Nhưng khi Hồ Cầm thấy Diệp Phàm thì vẻ mặt thay đổi. Tôi không tới sao? Diệp Phàm nói rồi bước vào trong phòng. Tô Nhược Tuyết ngồi trong phòng, vẻ mặt vô cùng khó coi, ánh mắt mang theo sự tức giận. Tô Tiểu Thư, cô không sao chứ? Đường Sở Sở bước đến hỏi thăm. Đường, anh đến rồi. Tô Nhược Tuyết thấy Đường Sở Sở, đang định nói chuyện thì thấy Diệp Phàm, ánh mắt cô hiện lên sự vui mừng. Đột nhiên Tô Nhược Tuyết nghĩ đến chuyện gì đấy, cô cúi đầu nói, Tổng Giám Đốc Đường, tôi rất xin lỗi về chuyện ngày hôm nay, tôi không ngờ sẽ xảy ra chuyện này, đã khiến hai người gặp phiền phức rồi. Nhưng Tổng Giám Đốc Đường, ảnh chụp thân mật của tôi và anh Diệp đều là giả, chúng tôi không có bất kỳ quan hệ nào. Tô Tiểu Thư, tôi tin anh Tiểu Phàm, tôi cũng tin cô. Đương nhiên cho dù hai người có gì thì cũng không sao, tôi không ngại.
Đường Sở Sở mỉm cười nói. Tô Nhược Tuyết nghe được câu sau của Đường Sở Sở không khỏi kinh ngạc. Cô không ngờ vị tổng giám đốc Đường thị này lại bao dung như vậy. Lúc này anh không nên xuất hiện ở đây, một khi bị phóng viên chụp được sẽ càng phiền phức hơn. Hồ Cầm trách Diệp Phàm. Phóng viên bên ngoài tôi đã cho người xử lý, về phần người đứng sau tung tin đồn tôi đã cho người điều tra. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Đúng lúc này điện thoại Diệp Phàm vang lên, hắn vừa nhận được thông tin ánh mắt đã trở nên sắc lạnh, giải trí đế vương. Đúng vậy thiếu chủ, những bức ảnh Photoshop này do người của giải trí đế vương tung ra, hơn nữa họ còn tuyên truyền một cách trắng trợn nữa. Xuân Lan đáp lời. Ánh mắt Diệp Phàm nhìn về phía Tô Nhược Tuyết, cô có thù với giải trí đế vương sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Giải trí đế vương. Chẳng lẽ chuyện này do giải trí đế vương làm? Tô Nhược Tuyết kinh ngạc nói. Không sai, họ cho người Photoshop những bức ảnh này rồi đăng lên. Diệp Phàm nói. Tôi nên sớm nghĩ đến bọn họ mới đúng. Không ngờ lần này đám người kia lại to gan như vậy, bọn họ không sợ nhà họ Tô nổi giận ư. Hồ Cầm tức giận quát. Đối phương làm vậy còn không phải vì chúng ta hủy hợp đồng với Chu Doãn Nhi rồi mời Tô Tiểu Thư làm người đại diện. Vậy nên họ muốn trả thù. Đường Sở Sở nhíu mày trầm giọng nói. Trả thù. Bọn họ cũng gan đấy. Diệp Phàm hừ lạnh. Hắn cầm điện thoại lên nói với Xuân Lan ở đầu dây bên kia. Không tiếc bất cứ giá nào, tôi muốn giải trí đế vương hoàn toàn biến mất. Đương nhiên trước khi bọn họ biến mất phải để bọn họ làm rõ chuyện này. Vâng thiếu chủ. Xuân Lan trả lời. Anh muốn đối phó giải trí đế vương. Giải trí đế vương là công ty giải trí lớn nhất cả nước, sau lưng còn có thế lực ở đế đô làm chỗ dựa, không dễ đối phó như vậy đâu. Tôi đi liên hệ với ba tôi để ông ấy xử lý. Tô Nhược Tuyết nhìn Diệp Phàm nói. Yên tâm, chuyện này sẽ được giải quyết nhanh thôi. Diệp Phàm tự tin nói. Nhà họ Tô tại đế đô. Sao lại thế này? Rốt cuộc là ai làm? Lập tức điều tra cho tôi. Gia chủ nhà họ Tô. Tô Uy vô cùng tức giận nói khi biết tin tức ngày hôm nay. Gia chủ, tôi đã cho người điều tra, rõ ràng lần này đối phương nhằm vào đại tiểu thư, hơn nữa chúng ta không hề giấu giếm thân phận đại tiểu thư nhà họ Tô, đối phương biết mà vẫn dám làm vậy, chỉ sợ lai lịch không nhỏ. Quản gia nhà họ Tô nói, không cần tra, chuyện này chắc chắn liên quan đến đám người kia. Lúc này một giọng nói trầm thấp khàn khàn vang lên. Một ông lão chống gậy đi đến. Đó chính là ông cụ nhà họ Tô, Tô Định Sơn. Cha, sao cha lại đến đây? Tô Uy nhìn Tô Định Sơn vội vàng nói. Xảy ra chuyện lớn như vậy, sao cha có thể không đến được? Bên phía Nhược Tuyết sao rồi? Tô Định Sơn trầm giọng. Con đã liên lạc với Nhược Tuyết, tạm thời con bé không sao. Cha, cha yên tâm đi, con đã cho người xóa hết những tấm hình kia xuống rồi. Đồng thời cũng đã cảnh cáo những trang web truyền thông kia để họ lập tức xóa hết tin tức đi. Tô Uy nói, ánh mắt nhìn Tô Định Sơn, nhưng mà cha, vừa rồi ba nói chuyện này liên quan đến đám người kia, ý của cha là. Chính là bọn họ, lúc trước muốn bắt cóc Nhược Tuyết, bây giờ lại muốn phá hủy danh dự của con bé, tất cả đều là muốn cảnh cáo chúng ta. Tô Định Sơn lạnh nhạt nói. Không ngờ đám người kia lại dám đánh chủ ý lên người Nhược Tuyết, đúng là buồn cười. Tô Uy tức giận nói lớn. Mục đích của họ cũng chỉ vì muốn những tài liệu trong sở nghiên cứu mà thôi. Tô Định Sơn gằn giọng. Vẻ mặt Tô Uy căng lại, ông nói, cha, chúng ta tuyệt đối không được đưa những tài liệu kia cho bọn họ, nếu không Long Quốc sẽ chịu tổn thất rất lớn. Tô Định Sơn trừng mắt với con trai, chuyện này còn cần con nói à? Lòng yêu nước của ông già này còn lớn hơn con nhiều, nhà họ Tô chúng ta trung thành với Tổ quốc. Vất vả lắm mới có địa vị như ngày hôm nay, sao cha có thể làm ra chuyện bán nước cầu vinh này được? Cha, bây giờ chúng ta làm gì đây? Có cần liên lạc với bên trên không? Chắc chắn bọn họ sẽ không từ bỏ ý định, cha sợ lúc đó họ lại làm ra chuyện có hại cho nhà họ Tô chúng ta. Vẻ mặt Tô Uy lúc này vô cùng nghiêm trọng. Liên hệ Long Soái giúp cha. Ánh mắt Tô Định Sơn khẽ lóe lên, ông nói. Mà tại trụ sở chính của tập đoàn giải trí đế vương. Trong văn phòng chủ tịch, giám đốc Vương Bụng Phệ đang đứng trước mặt chủ tịch Hà Thiên. Chủ tịch, Tô Nhược Tuyết này xem như đã bị hủy hoại hoàn toàn rồi. Tên giám đốc Vương kia mỉm cười báo cáo với Hà Thiên. Hừ,
Cái cô Tô Nhược Tuyết này ỷ vào việc có nhà họ Tô chống lưng nên nhiều lần khiến chúng ta bẽ mặt. Lần này còn công khai vả mặt giải trí đế vương, không dạy cho cô ta một bài học thì chắc cô ta nghĩ chúng ta không có bản lĩnh gì hết. Hà Thiên khinh thường hừ một tiếng. Quỳnh. Đúng lúc này, cửa văn phòng đột nhiên bị đá toang, một đám người vọt vào trong. Trong số những người này, kẻ đi đầu chính là Cơ Như Yên. Mấy người là ai? Sao dám? Tên giám đốc Phương kia lập tức chỉ tay về phía nhóm Cơ Như Yên, quát lớn, nhưng còn chưa nói hết câu thì đã bị người của Bách Hoa Lâu ấn cho nằm bẹp dí xuống đất. Không phải cô. Về phần Hà Thiên, vừa nhìn thấy Cơ Như Yên, anh ta lập tức biến sắc. Là khách quen của Bách Hoa Lâu, tất nhiên Hà Thiên có quen biết với hoa khôi hàng đầu của Bách Hoa Lâu rồi. Sao hôm nay tiểu thư Như Yên lại đích thân đến thăm thế này? Chẳng lẽ là có chuyện gì muốn bàn sao? Hà Thiên nhìn Cơ Như Yên, ra vẻ nhún nhường hỏi. Là ông chủ của công ty giải trí lớn nhất Trung Quốc, đương nhiên Hà Thiên cũng biết đôi chút về bối cảnh phía sau Bách Hoa Lâu, là sự tồn tại mà anh ta tuyệt đối không thể đắc tội. Nếu không thì làm gì có chuyện mãi đến tận bây giờ mà vị hoa khôi đứng đầu Bách Hoa Lâu vẫn chưa bị bắt cơ chứ? Ảnh nóng bị lan truyền rầm rộ trên mạng hôm nay của Tô Nhược Tuyết là do anh thuê người Photoshop ra đúng không? Cơ Như Yên nhìn Hà Thiên, hỏi thẳng. Chuyện đó không liên quan gì đến tôi cả, có phải tiểu thư Như Yên đã hiểu lầm gì đó rồi không? Mặt mày Hà Thiên hơi biến sắc, vội thoái thác. Không thừa nhận, thế ném thẳng xuống dưới đi, Cơ Như Yên lạnh lùng nói. Ngay sau đó, Hà Thiên đã bị người túm lấy, xách thẳng tới trước cửa sổ. Người đó mở tung cửa, dúi hẳn nửa người của Hà Thiên ra bên ngoài. Nơi này là một tòa nhà cao mấy chục tầng đấy. Lỡ mà té xuống thật thì có khi chỉ còn lại một đống thịt nát thôi. Tiểu thư Như Yên, đừng mà. Hà Thiên sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, hoảng loạn hét lớn. Vẫn không chịu nói thật sao? Ném xuống đi, Cơ Như Yên dứt khoát nói. Ngay sau đó, Hà Thiên chợt có cảm giác cả người như sắp rơi ra ngoài. Tôi nói mà. Hà Thiên vội vàng đầu hàng. Cơ Như Yên phất tay ra hiệu, Hà Thiên cũng được thả ra, ngã ngồi xuống nền nhà. Miệng thở hồng hộc, đúng quần có hơi ẩm ướt. Nói đi, Cơ Như Yên lạnh lùng ra lệnh. Chuyện lần này là do tôi làm, nhưng là có người đã ra lệnh cho tôi chỉ làm theo thôi, thật sự không liên quan gì đến tôi đâu. Hà Thiên hổn hển nói hết câu. Là ai ra lệnh, Cơ Như Yên hỏi. Không biết, họ không để lộ thân phận cho tôi biết, chỉ ép tôi phải làm theo lời họ, còn nói nếu xảy ra chuyện họ sẽ bao che giúp tôi. Hà Thiên run rẩy trả lời. Tốt lắm, kế tiếp tôi cần anh phối hợp với tôi mở một cuộc họp báo. Hoàn thành tốt thì anh sẽ được sống, còn nếu chẳng ra hồn thì anh chết chắc. Cơ Như Yên nở nụ cười quyến rũ, nhưng lời cô ấy thốt ra lại khiến người ta không rét mà run. Chẳng bao lâu sau, giải trí đế vương mở cuộc họp báo ở đế đô thật. Trong cuộc họp báo, chủ tịch và tổng giám đốc của giải trí đế vương đã đứng ra thừa nhận rằng ảnh nóng bị tung lên mạng hôm nay của Tô Nhược Tuyết. Tất cả là sản phẩm do bọn họ Photoshop, mục đích là vì muốn đổ oan cho Tô Nhược Tuyết, khiến cô ấy thân bại danh liệt ngay trước mặt cánh báo chí và truyền thông. Thông báo vừa dứt, lượng tin tức khủng bố lập tức oanh tạc tất cả ký giả truyền thông có mặt tại hiện trường. Buổi họp báo lần này nhanh chóng bò lên hot search, hấp dẫn vô số người tiến vào tranh luận. Ngay sau đó, bên phía công ty của Tô Nhược Tuyết cũng vội mời phóng viên tới tham gia họp báo để làm sáng tỏ chân tướng đằng sau bê bối lần này của Tô Nhược Tuyết, đồng thời đưa ra lời cảnh cáo tới các trang báo mạng rằng nếu không kịp thời gỡ bỏ tin đồn thất thiệt thì họ sẽ gửi đơn tố cáo hết một lượt. Trong chớp mắt, tất cả các blogger lớn, trang báo mạng, cũng như đài truyền hình tức tốc thu hồi và hủy bỏ toàn bộ bản tin về sự việc của Tô Nhược Tuyết, thanh danh bị vấy bẩn của cô ấy cũng được rửa sạch chỉ trong một đêm. Thậm chí có không ít người qua đường vì thương xót cô ấy bị bịa đặt, nói xấu mà chuyển thành fan. Nhất thời, lượng fan của Tô Nhược Tuyết không giảm lại tăng, hơn nữa còn thu hoạch một làn sóng fan hâm mộ từ người qua đường, độ nổi tiếng cũng theo đó mà tăng vọt. Về phần giải trí đế vương, trải qua chuyện lần này, giá cổ phiếu của họ tụt dốc không phanh, cuối cùng phải tuyên bố phá sản, toàn bộ quản lý cấp cao của công ty bị bắt vào tù, các nghệ sĩ của họ cũng phải chịu ảnh hưởng lớn. Tô Nhược Tuyết, tôi và cô thề không đội trời chung. Ở một nơi nào đó trong đế đô, sau khi biết giải trí đế vương đã biến mất, Chu Doãn Nhi tức giận thét lớn. Giờ giải trí đế vương đã không còn, toàn bộ núi dựa của cô ta cũng lập tức biến mất theo,
thử sao không cô ta lại không căm hận Tô Nhược Tuyết cho được. Vì thế, như một lẽ đương nhiên, bên phía Chu Doãn Nhi có thể nói là nổi trận lôi đình. Còn bên Thiên Hải thì, sau khi Tô Nhược Tuyết biết sự việc đã được giải quyết ổn thỏa thì ngạc nhiên hỏi, giải trí đế vương thật sự thừa nhận tất cả là do họ làm hả? Sao lại như thế được? Tôi đã nói có thể xử lý tốt chuyện lần này thì nhất định sẽ giải quyết thỏa đáng cho cô mà. Diệp Phàm ngồi trên ghế sofa, cười nói. Chuyện này là do anh làm hả? Năng lực của anh cao tới vậy sao? Tô Nhược Tuyết kinh ngạc nhìn Diệp Phàm. Tô tiểu thư, cô chớ xem thường anh Tiểu Phàm, anh ấy lợi hại lắm đấy. Đường Sở Sở mỉm cười. Cảm ơn anh vừa cứu tôi một bàn thua trông thấy đấy. Tôi cũng không biết phải báo đáp anh thế nào mới đủ nữa. Tô Nhược Tuyết nhìn Diệp Phàm, trong mắt ánh lên tia sáng lấp lánh. Hay là lấy thân báo đáp đi. Diệp Phàm cười ngả ngớn. Nghe vậy, hai gò má Tô Nhược Tuyết lập tức đỏ bừng, ngại ngùng nói, anh nói bậy gì thế, Tổng Giám Đốc Đường còn đang ngồi đây mà. Tôi thấy không sao hết. Đường Sở Sở phản bác. Đúng lúc này, điện thoại của Đường Sở Sở reo vang, sau khi nhận cuộc gọi, cô quay sang nhìn Diệp Phàm, anh Tiểu Phàm, cha gọi chúng ta về nhà họ Đường một chuyến. Vừa nghe phải quay về nhà họ Đường, Diệp Phàm cau mày, nhưng vẫn gật đầu nói, vậy đi thôi. Tô Tiểu Thư, bọn tôi xin phép về trước, có chuyện gì thì cứ gọi cho chúng tôi. Đường Sở Sở nói lời tạm biệt với Tô Nhược Tuyết rồi cùng Diệp Phàm rời khỏi phòng khách sạn. Về phần Tô Nhược Tuyết, biểu cảm trên mặt cô liên tục thay đổi, không biết đang nghĩ chuyện gì nữa. Con nhóc này, đang nghĩ gì đấy hả? Hồ Cầm nhìn Tô Nhược Tuyết, nói. À, không có gì đâu. Tô Nhược Tuyết vội lắc đầu. Nhóc con, chị đã theo em nhiều năm như vậy rồi, sao có thể không biết em đang nghĩ gì chứ? Có phải em đã thấy rung động với Diệp Phàm rồi không? Hồ Cầm hỏi thẳng Tô Nhược Tuyết. Chị Hồ nghĩ nhiều rồi đó. Tô Nhược Tuyết vội vàng giải thích. Thế em có dám nhìn thẳng vào mắt chị mà nói em không hề cảm thấy rung động trước cậu ta không? Hồ Cầm nói tiếp. Lần này, Tô Nhược Tuyết cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Hồ Cầm. Nhược Tuyết, đúng là cậu Diệp Phàm kia không tệ thật, nhưng người ta đã có bạn gái rồi, em và cậu ta không thể nào đến với nhau được đâu. Em nghĩ gia chủ và ông cụ trong nhà sẽ để mặc cho em đi làm người thứ ba sao? Trừ khi cậu ta chia tay với cô Đường Sở Sở kia thì may ra em mới có cơ hội. Nhưng theo như chị thấy thì mối quan hệ giữa hai người họ rất bền chắc, e là không thể nào khiến họ chia tay được đâu. Hồ Cầm khuyên nhủ. Chị Hồ, em hiểu rồi. Tô Nhược Tuyết gật đầu. Quay lại nhà họ Đường, Diệp Phàm và Đường Sở Sở vừa về tới nơi đã nhìn thấy mấy người bà cụ Đường, Dương Ngọc Lan, Đường Chính Nhân và Đường Chính Nghĩa ngồi chờ sẵn, trong số đó còn có một người đàn ông xa lạ mặc tây trang. Lúc phát hiện ra người đàn ông kia, trong mắt Đường Sở Sở lóe lên vẻ ngạc nhiên, ngay lúc cô định mở miệng nói chuyện thì lại bị mẹ mình, bà Dương Ngọc Lan cắt ngang. Bà ta chỉ tay vào mặt Diệp Phàm, hét lớn, tên đáng chết này, cậu dám làm chuyện có lỗi với Sở Sở hả? Hôm nay tôi phải đánh chết cậu. Dương Ngọc Lan vội cầm lấy cây chổi lông gà, lao về phía Diệp Phàm, vung ta đánh tới tấp. Mẹ, mẹ làm gì vậy? Anh Tiểu Phàm không làm gì có lỗi với con hết. Đường Sở Sở lập tức xông lên trước. Chặn bà ta lại. Con còn nói đỡ cho cậu ta nữa hả? Mẹ đã nhìn thấy tin tức hôm nay rồi. Tên trời đánh này thế mà lại gian díu với cô Minh Tinh kia. Còn chụp ảnh lại nữa chứ. Giờ thì hay rồi. Bị bại lộ hết trơn. Mặt mũi nhà họ Đường chúng ta cũng mất sạch luôn rồi. Sở Sở, con phải chia tay cậu ta ngay. Tuyệt đối không thể để loại người trăng hoa này trở thành con rể nhà mình được. Dương Ngọc Lan nhìn thẳng vào mặt Đường Sở Sở, nghiêm giọng nói. Mẹ ơi! Mẹ hiểu lầm cả rồi, ảnh chụp là giá đó, mọi người không xem tin tức sao? Có người cố tình cắt ghép chỉnh sửa lại đấy. Đường Sở Sở mở miệng giải thích. Vợ, là thật đó. Đường Chính Nhân lướt xem điện thoại, rồi quay sang nói với Dương Ngọc Lan. Dù lời con nói là thật thì sao người ta không cắt ghép ảnh của những người khác mà lại cố tình làm giả ảnh chụp của cậu ta và cô Minh Tinh kia chứ? Điều này chứng tỏ hai người họ chắc chắn có một chân với nhau rồi. Sở Sở. Con tuyệt đối đừng để cậu ta lừa. Dương Ngọc Lan liến thoáng một tràng. Đủ rồi đó, nói xong chưa vậy? Diệp Phàm ngoáy lỗ tai, nhịn hết nổi mà mở miệng. Nếu không phải nể mặt bà già này là mẹ vợ tương lai của mình thì chắc chắn anh sẽ quăng cho bà ta một bạt tai để đóng cái họng đó lại ngay. Mấy người gọi bọn tôi về là để nói chuyện này hả?
nếu nói xong rồi thì giờ bọn tôi có thể đi được chưa? Diệp Phàm lạnh lùng hỏi. Sở Sở, hôm nay gọi cháu về là vì có chuyện khác cần báo. Đây là cậu Sở, hẳn là cháu cũng biết rồi nhỉ. Đúng lúc này, bà cụ Đường bỗng chỉ tay về phía người đàn ông mặc tây trang rồi giới thiệu anh ta với Đường Sở Sở. Và người đàn ông đó chính là Sở Hà. Anh Sở, sao hôm nay anh lại xuất hiện ở nhà họ Đường bọn tôi thế? Đường Sở Sở nhìn Sở Hà, cau mày hỏi. Cậu Sở đây là khách hàng của bà, hôm nay cậu Sở đã đồng ý bỏ 30 tỷ ra để góp vốn vào tập đoàn Đường Thị nhà ta, bà đã chấp nhận, cũng ký hợp đồng luôn rồi. Ngoài ra, cậu Sở nghe người khác nói dạo gần đây cháu đang chạy đôn chạy đáo tìm một mảnh đất để xây dựng nhà xưởng sản xuất mới nên đã cố tình chuyển nhượng vô điều kiện mảnh đất trị giá 5 tỷ ở phía đông thành phố cho Đường Thị đấy. Từ nay về sau cậu Sở chính là thành viên hội đồng quản trị mới của Đường Thị, bà cụ Đường nói với Đường Sở Sở. Cái gì, bà nội, bà cho phép anh ta góp vốn vào Đường Thị ư? Tại sao bà không bàn bạc trước chuyện này với cháu chứ? Vừa hay tin, Đường Sở Sở lập tức biến sắc, vội chất vấn. Còn bà cụ Đường khi nghe thấy Đường Sở Sở hỏi ngược lại mình thì lập tức để lộ biểu cảm lạnh lùng, nói, sao đây? Ngồi trên chiếc ghế tổng giám đốc Đường Thị lâu quá nên tự cảm thấy Đường Thị đã là của riêng bản thân cháu rồi đúng không? Vậy là mỗi lần chủ tịch Đường Thị nắm trong tay 30% cổ phần công ty như bà mà đưa ra quyết định gì đều phải báo cáo trước với cháu chứ gì? Bà nội, cháu không có ý đó, nhưng mà... Nếu không có ý đó thì thôi, đừng nói nữa. Hôm nay bà gọi cháu tới đây là để báo cho cháu biết tin này, mai mốt nhớ qua lại với cậu Sở nhiều hơn. Có sự ủng hộ của cậu Sở, chắc chắn Đường Thị sẽ ngày một tốt hơn cho xem. Với cả cậu Sở biết cảm thông cho tình hình cấp bách của cháu mà tặng miễn phí mảnh đất 5 tỷ cho công ty nữa đó thôi, cháu nhất định phải cảm ơn cậu Sở cho tốt đấy. Bà cụ Đường cắt ngang lời Đường Sở Sở, lạnh lùng quát lớn. Anh Sở, cảm ơn anh. Đường Sở Sở hơi nhíu mày, cuối cùng vẫn quay sang cảm ơn Sở Hà. Tổng giám đốc Đường khách khí quá, sau này chúng ta chính là đồng nghiệp rồi. Sở Hà bước tới trước mặt Đường Sở Sở, khách sáo vài câu rồi vươn tay ra. Ngay lúc Đường Sở Sở tính bắt tay đối phương thì Diệp Phàm đã giành trước một bước, nắm lấy tay Sở Hà. Anh là bạn trai của Tổng giám đốc Đường đúng không? Thấy Diệp Phàm xong lên bắt tay mình, Sở Hà thoáng sửng sốt, rồi lập tức mỉm cười nói. Tôi cảnh cáo anh, tốt nhất là đừng dòm ngó gì vợ tôi, bằng không tôi sẽ khiến anh phải hối hận vì đã đến với thế giới này đấy. Diệp Phàm lạnh lùng đe dọa, đồng thời dồn lực, siết chặt lấy bàn tay của đối phương, cơn đau ập tới bất ngờ khiến Sở Hà phải mặt nhăn mày nhỏ, thậm chí là để lộ vẻ đau khổ. Thằng nhãi này này, cậu đang làm gì vậy? Cậu Sở là khách quý của nhà họ Đường chúng ta đó, mau buông tay. Dương Ngọc Lan hét lớn vào mặt Diệp Phàm. Diệp Phàm tức khắc thả tay Sở Hà ra, tay phải anh ta liên tục run lên, cảm giác như nứt cả xương luôn rồi, nhớ kỹ lời tôi nói đấy. Diệp Phàm liếc nhìn Sở Hà, sau đó nghênh ngang dẫn Đường Sở Sở rời đi. Sở Hà ngước mắt dõi theo Diệp Phàm, lúc này, mặt mày anh ta tái nhợt, nhưng trong con ngươi tăm tối chợt ánh lên vẻ cay nghiệt. Phía bên kia, Đường Sở Sở nhìn Diệp Phàm, tò mò hỏi, anh Tiểu Phàm ơi, anh nói như vậy là vì đã phát hiện ra điều gì sao? Tên đó vừa nhìn đã biết không tốt lành gì rồi. Diệp Phàm cười khẩy nói, có điều vợ à, dựa theo phản ứng của em thì hình như giữa em và anh ta đã xảy ra mâu thuẫn thì phải, có phải hai người có quen biết với nhau không? Đường Sở Sở lập tức kể lại từ đầu đến đuôi những chuyện đã xảy ra lúc trước giữa cô và Sở Hà, rồi nói, lai lịch của tên này cực kỳ bí ẩn, thế nên hồi trước em đã từ chối không cho anh ta góp vốn vào công ty, thật không ngờ anh ta lại chạy đi tìm bà nội. Quả nhiên thằng nhãi này có âm mưu gì đó mà, ban nãy anh đã quá khách sáo với anh ta rồi. Diệp Phàm lạnh lùng hừ một tiếng. Anh lôi điện thoại ra, gọi cho Xuân Lan, bảo đối phương đi điều tra thân phận của tên Sở Hà này. Vợ, nếu tên đó dám làm chuyện sằng bậy, em nhất định phải nói ngay cho anh biết đấy. Diệp Phàm quay sang căn dặn Đường Sở Sở. Sau đó, anh chở Đường Sở Sở tới Đường Thị, còn cẩn thận sai U Ảnh âm thầm đi theo bảo vệ cho Sở Sở. Có U Ảnh bên cạnh, Diệp Phàm cũng yên tâm hơn. Đưa Đường Sở Sở đi làm xong thì anh quay về biệt thự. Lúc này, trong biệt thự số 3, Khương Vân Hy e dè đứng yên một chỗ, trên mặt lộ rõ vẻ căng thẳng. Sao cô lại tới đây? Lại muốn bái tôi làm thầy đó hả? Diệp Phàm nhìn Khương Vân Hy, hỏi. Tên U Dương Mục kia,
là do tôi giết. Khương Vân Hy trông thấy Diệp Phàm, vừa mới mở miệng nói được mấy chữ thì đã bị anh giành mất quyền trả lời. Vừa nghe U Dương Mục là do anh giết, trên mặt Khương Vân Hy lập tức để lộ vẻ sợ hãi. Hóa ra là mày giết chết cậu cả. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh như băng vang lên, một nhóm người theo tiếng mà xuất hiện, đó chính là cao thủ do gia tộc U Dương phái tới, trong số đó có tới hai vị cường giả huyền cảnh cấp 7. Người nhà Âu Dương. Diệp Phàm liếc nhìn người này, nói. Dám giết đại thiếu gia gia tộc Âu Dương, mày tới số rồi. Hai vị cao thủ huyền cảnh thất trọng của gia tộc Âu Dương lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, cả người tản ra hơi thở đáng sợ. Không chừa lại một tên nào. Không chờ đám người này ra tay, Diệp Phàm nói. Xoẹt xoẹt xoẹt. Chỉ trong nháy mắt, ba người huyết đồ, lôi chiến, bắc cực xuất hiện, lao thẳng về phía đám người của gia tộc Âu Dương. Chưa đầy 10 giây, đám cao thủ của gia tộc Âu Dương đã bị giết không còn ai. Thực lực rác rưởi như vậy cũng dám đòi giết thiếu chủ, ai cho bọn họ lá gan đó. Lôi chiến khinh thường, nói. Thiếu chủ, có cần tôi đi tiêu diệt gia tộc Âu Dương kia không? Vua Bắc Cực hỏi Diệp Phàm, trên người tản ra khí lạnh thấu xương. Thiếu chủ, để tôi ra tay cho. Lôi chiến nói. Không gấp, xử lý thi thể của bọn họ đã. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, nhìn về phía Khương Vân Hy, nói, cô còn có vấn đề gì không? Khương Vân Hy nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng càng thêm chấn động, xin lỗi. Cô xin lỗi tôi làm gì? Diệp Phàm ngạc nhiên nói. Bởi vì tôi nên Âu Dương Mục mới thù ghét anh, mới xảy ra chuyện ngày hôm qua, cho nên tôi muốn nói một câu xin lỗi với anh. Khương Vân Hy nói, tôi và tên kia vốn đã không đội trời chung, không liên quan đến cô không cần để trong lòng. Còn chuyện bái sư, tôi khuyên cô nên từ bỏ đi, tôi sẽ không nhận cô làm đồ đệ. Diệp Phàm nói thẳng, lúc này, điện thoại của Khương Vân Hy vang lên. Tử Huyên, cậu đến Thiên Hải. Sau khi bắt máy, Khương Vân Hy ngạc nhiên nói. Nửa tiếng sau, trong biệt thự cạnh nhà Diệp Phàm, một người phụ nữ thắt bím tóc, mặc một bộ quần áo da, lộ ra thân hình gợi cảm nóng bỏng ngồi trước mặt Khương Vân Hy, ngạc nhiên nói, chính vị thần y kia đã giết Âu Dương Mục. Đúng vậy, thực lực của anh ta rất mạnh, cách đây không lâu, người của gia tộc Âu Dương đến báo thù nhưng đã bị thuộc hạ của anh ta giết chết. Khương Vân Hy gật đầu. Không phải cậu nói anh ta là thần y chữa bệnh cứu người sao? Sao lại biến thành kẻ cuồng giết người rồi? Vân Hy, loại người này quá nguy hiểm, không thể bái làm thấy. Người phụ nữ mặc áo da nói. Tớ cảm thấy anh ta không xấu, anh ta giết người bởi vì có người muốn giết anh ta chỉ đang tự bảo vệ bản thân mà thôi. Khương Vân Hy nói. Vân Hy, sao tớ cảm thấy cậu thay đổi rất nhiều vậy nhỉ? Chẳng lẽ cậu thật sự yêu tên kia? Anh ta đã có bạn gái rồi đó. Người phụ nữ mặc áo da trêu chọc. Đâu có. Khương Vân Hy xấu hổ nói. Không phải là tốt, tớ cố ý chạy đến Thiên Hải vì cậu đó, đêm nay cậu phải đi chơi với tớ. Người phụ nữ áo da cười nói. Màn đêm buông xuống. Trong một quán bar ở Thiên Hải. Khương Vân Hy và người phụ nữ áo da kia đang ngồi ở đây. Tử Huyên. Nơi này không phù hợp với tớ lắm, hay chúng ta đổi chỗ khác đi. Khương Vân Hy nghe tiếng nhạc ồn ào, nhìn đám người cuồng ma loạn vũ trên sân nhảy, nhíu mày nói. Có gì không phù hợp chứ, cậu quá ngoan, đây mới là chỗ người trẻ tuổi chúng ta đến chơi. Cậu cũng nên tiếp xúc chơi thử, đừng suốt ngày chỉ nghĩ đến chữa bệnh cứu người. Nào, uống một ngụm. Người phụ nữ áo da rót một ly rượu cho Khương Vân Hy. Tớ không biết uống rượu. Khương Vân Hy nói, đến quán ba không thể nói không uống rượu, nào, uống một ngụm. Có tớ ở đây, cậu yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì. Người phụ nữ mặc áo da cười nói. Khương Vân Hy đành phải cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, sặc rượu ho khan, khuôn mặt đỏ bừng. Anh Trịnh, anh nhìn xem, ở đó có hai người đẹp xuất sắc. Có mấy người trẻ tuổi ngồi ở bên kia quầy ba. Một người trong đó chỉ vào Khương Vân Hy và người phụ nữ mặc áo da. Thanh niên được gọi là anh Trịnh liếc nhìn qua đó, khi hắn ta nhìn thấy Khương Vân Hy cột tóc đuôi ngựa, khuôn mặt ngây thơ, hai mắt lóe sáng. Không ngờ ở Thiên Hải cũng có vẻ đẹp xuất sắc này, xem ra lần này đến Thiên Hải là lựa chọn đúng đắn. Thanh niên này nở nụ cười xấu xa, cầm ly rượu đi qua. Hai người đẹp,
tôi có thể mời các cô uống một ly không? Thanh niên đi đến trước mặt hai người, mỉm cười nói. Không được. Người phụ nữ áo da từ chối. Hai người đẹp muốn uống gì, cứ nói, đêm nay tôi bao hết. Thanh niên hào phóng nói. Anh rất có tiền hả? Người phụ nữ áo da hỏi. Ở Long Quốc, rất ít người có nhiều tiền hơn tôi. Thanh niên tự hào nói. Vậy cầm tiền của anh đi tìm người khác uống, đừng làm phiền chúng tôi. Người phụ nữ mặc áo da lạnh lùng nói. Cô bé, sao lại ăn nói với anh Trịnh như vậy, em biết anh Trịnh là ai không? Người đàn ông phát hiện ra hai người Khương Vân Hy đứng lên nói. Ai quan tâm anh ta là ai, nhanh cút đi cho tôi, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Người phụ nữ áo da tức giận nói. Một ngây thơ, một nóng bỏng, tôi thích. Người đây, dẫn hết đi cho tôi, đêm nay thiếu gia đây muốn chơi threesome. Thanh niên nhìn hai người Khương Vân Hy, búng tay nói. Ngay lập tức có người bước lên muốn dẫn hai bọn họ đi. Tìm chết. Người phụ nữ mặc áo da lạnh mặt lại, tung ra một đấm, đánh bay một người trong số đó, mấy người còn lại lao thẳng về phía người phụ nữ áo da. Mấy người làm gì, nhanh dừng tay. Khương Vân Hy kêu lên, vội vàng gọi điện. Alo. Đầu máy bên kia vang lên giọng nói của Diệp Phàm. Diệp thần y, anh có thể đến quán Ba Hoa Hồng không? Bên chỗ chúng tôi đã xảy ra chuyện. Khương Vân Hy nói. Người đẹp, hôm nay em gọi cho ai cũng vậy, đêm nay em đã được định sẵn là của anh. Thanh niên được gọi là anh Trịnh nhìn Khương Vân Hy gọi điện thoại, không hề hốt hoảng, sợ hãi. Đầu bên kia, Diệp Phàm nghe thấy thanh niên kia nói gậy, nhăn mặt lại. Sao vậy? Đường Sở Sở tò mò hỏi. Bạn của anh có chút việc, anh đi ra ngoài một lát. Diệp Phàm nói. Mặc dù anh và Khương Vân Hy mới quen biết mất ngày, nhưng cũng coi như có quen biết. Hơn nữa cô nhóc kia cũng không tồi, bây giờ đối phương gặp rắc rối, cầu cứu anh, Diệp Phàm cũng không thể bỏ mặc. Tất nhiên, có lẽ trong lòng anh cũng không muốn một bắp cải trắng như Khương Vân Hy bị heo ngậm đi. Chưa đầy 10 phút, Diệp Phàm đi vào quán bar kia. Hắn vừa bước vào quán bar đã nhìn thấy Khương Vân Hy và một người phụ nữ bị một đám người dẫn ra ngoài. Mấy người thả tôi ra. Khương Vân Hy và người phụ nữ áo da kia không ngừng kêu. Hai người đẹp, đừng giãy giụa, đêm nay anh sẽ yêu thương chăm sóc các em. Thanh niên họ Trịnh kia cười nói. Thả bọn họ ra. Diệp Phàm bước đến, lạnh nhạt nói. Diệp Phàm y. Khương Vân Hy thấy Diệp Phàm xuất hiện, vui sướng nói. Chó con, dám xen vào chuyện của tao, cút. Thanh niên họ Trịnh kia kiêu ngạo nói. Ầm. Diệp Phàm nhấc chân đá bay tên này ra ngoài. Bảo tao cút, mày là cái thá gì? Diệp Phàm khinh thường nói. Anh Trịnh. Đám vệ sĩ đi theo thanh niên họ Trịnh biến sắc, kêu lên. Giết thằng chó đó cho tao. Thanh niên họ Trịnh kia nằm trên mặt đất, ôm bụng, đau khổ kêu to. Đám vệ sĩ kia xông vào Diệp Phàm, kết quả còn chưa đến gần hắn đã bị hắn đánh ngã trên mặt đất. Thanh niên họ Trịnh thấy vậy thay đổi sắc mặt. Cô không sao chứ? Diệp Phàm hỏi Khương Vân Hy. Diệp thần y, cảm ơn anh. Khương Vân Hy nhìn Diệp Phàm, nói xong lời cảm ơn, trực tiếp dựa lên người Diệp Phàm ngủ gục. Say rượu. Diệp Phàm sửng sốt. Anh là Diệp thần y kia. Người phụ nữ áo da nhìn chăm chú vào Diệp Phàm. Cô là ai? Diệp Phàm nhìn về phía đối phương. Tôi là bạn thân của Vân Hy, tên là Lý Tử Huyên. Người phụ nữ áo da nói. Rời khỏi đây đã. Diệp Phàm đỡ Khương Vân Hy rời khỏi đây. Chó chết. Thanh niên họ Trịnh trơ mắt nhìn hai người đẹp không cánh mà bay, sắc mặt tràn đầy tức giận. Sau đó, Diệp Phàm đưa Khương Vân Hy về biệt thự. Diệp Phàm và Lý Tử Huyên đỡ Khương Vân Hy đến, đặt cô nằm trên giường. Anh chăm sóc cô ấy một chút, tôi đi pha trà giải rượu cho cô ấy, không ngờ tử lượng của cô nhóc này kém vậy. Lý Tử Huyên nói xong đi ra phòng bên ngoài. Diệp Phàm liếc nhìn Khương Vân Hy, đáp chăn cho cô, định rời đi. Diệp thần y. Khương Vân Hy mở mắt, mơ màng nhìn Diệp Phàm. Có chuyện gì sao? Diệp Phàm hỏi. Diệp thần y, cảm ơn anh. Khương Vân Hy nói, đột nhiên lôi ké tay Diệp Phàm. Diệp Phàm không đứng vững, bị lôi ngã thẳng xuống giường. Không biết vô tình hay cố ý, Khương Vân Hy vòng tay ôm cổ Diệp Phàm, hai người môi chạm môi.
Vân. Trùng hợp hơn Lý Tử Huyên cũng đi vào. Hai người. Khi Lý Tử Huyên nhìn thấy hình ảnh Khương Vân Hy ôm lấy cổ của Diệp Phàm, hai người đang hôn nhau, ngạc nhiên đứng ngây ra ở cửa. Diệp Phàm vội vàng đẩy Khương Vân Hy ra, đứng dậy nói, cô đừng hiểu lầm, tôi đi trước, cô chăm sóc cô ấy đi. Diệp Phàm vội vàng rời khỏi đây. Lúc này Khương Vân Hy cũng tỉnh lại, nhìn Lý Tử Huyên nói, Tử Huyên, tớ làm sao vậy? Con nhóc này, cậu biết cậu vừa làm gì không? Lý Tử Huyên đi vào, kinh ngạc cảm thán nói. Tớ làm gì? Khương Vân Hy mơ hồ hỏi lại. Lý Tử Huyên kể lại chuyện vừa rồi cho Khương Vân Hy. Cái gì, tớ? Khương Vân Hy biết được chính mình và Diệp Phàm hôn nhau, cả người dại ra. Lý Tử Huyên trêu chọc, con nhóc này, không ngờ sau khi say rượu lá gan lại lớn vậy. Mặt của Khương Vân Hy đỏ bừng, vùi đầu vào trong chăn. Bên kia, Diệp Phàm cũng trở về biệt thự, sắc mặt cũng hơi xấu hổ. Mặc dù đây không phải nụ hôn đầu tiên của hắn, nhưng đây là người phụ nữ thứ ba mà hắn tiếp xúc thân mật ngoài Sở Sở và đại sư phụ, hơn nữa còn là người phụ nữ mới quen được mấy ngày, trong lòng hơi mất tự nhiên. Cùng lúc đó, trong một căn biệt thự tráng lệ nào đó ở Long Quốc, thanh niên mặc sơ mi trắng nghe thuộc hạ báo cáo, nhăn mày lại, người nói lão bát và lão cửu đều bị tên Diệp thiếu này giết chết. Chủ nhân, theo điều tra thì đúng vậy. Hơn nữa chúng tôi còn tra được, đối phương tên là Diệp Phàm, đến từ Thiên Hải, bối cảnh lai lịch rất thần bí. Người đàn ông đứng trước mặt thanh niên nói. Tuổi còn trẻ đã có thể giết được lão bát lão cửu và Trần Đại Sư kia, khi nào thì Long Quốc có một thiên tài như vậy? Không lẽ là đệ tử của một trong các thế lực lánh đời? Ánh mắt của thanh niên này lóe lên. Người đi điều tra rõ cho ta, dám giết người của ta, chuyện này không thể để yên được. Thanh niên lạnh lùng nói. Vâng. Người đàn ông kia gật đầu, đúng rồi chủ nhân, đại hội y đạo năm nay sắp bắt đầu rồi, hơn nữa người bên quỷ cốc cũng tham gia, ngay cả mấy tông môn y đạo lớn kia cũng định tham gia, phái âm dương của nước Anh, vu môn nước Mạn. Đều muốn tham gia. Một đại hội y đạo thôi cũng có nhiều thế lực tham gia như vậy. Đại hội năm nay có gì đặc biệt sao? Thanh niên nhíu mày, lạnh nhạt nói. Nghe nói phần thưởng của đại hội lần này rất phong phú, phần thưởng không không chỉ có ngọc rồng trong truyền thuyết của Long Quốc, nghe đồn còn có một chí bảo được dùng làm phần thưởng. Người đàn ông này nói, dùng ngọc rồng làm phần thưởng. Thanh niên này nói, chí bảo còn lại là gì? Cái này thì chưa xác định. Người đàn ông kia nói, nếu đã vậy ta cũng đến tham gia, thuận tiện nhìn xem trình độ y thuật của đám quỷ cốc kia đạt đến trình tự nào, liệu có đạt được chân truyền của sư phụ ta không? Trong mắt thanh niên này lóe lên một tia sáng kỳ dị, cười nói. Nước ngoài, tổng bộ thiên phạt. Ngay cả phán quan Hắc Bạch cũng không phải đối thủ của hắn. Con trai của Diệp Thiên Long mạnh đến vậy sao? Một giọng nói lạnh băng trầm thấp vang lên từ một người mặc áo choàng đen. Một đám cao thủ thiên phạt đang quỳ trước mặt người này. Tôi nguyện ý đi chóc nã tên nhóc đó. Đám cao thủ thiên phạt này lên tiếng. Truyền xuống. Triệu tập 3.000 tinh anh thiên phạt, gọi 4 thiên tướng phong hỏa lôi băng đến, bằng bất cứ giá nào cũng phải mang con trai của Diệp Thiên Long về đây, nếu không mang về được, lập tức xử quyết, tóm lại sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Bóng người bị bao phủ dưới lớp áo đen lạnh lùng quát. Rõ, đám cao thủ thiên phạt đáp. Hôm sau, Diệp Phàm vừa ăn xong bữa sáng, huyết đồ liền xuất hiện, khom người nói, thiếu chủ, tối qua bắt được một ninja nước Anh. Ninja nước Anh. Diệp Phàm nói. Vâng, theo lời khai, hắn đến từ hội Hắc Long nước Anh, là đại tiểu thư của hội Hắc Long sai hắn đến bắt thiếu phu nhân. Huyết đồ nói. Đại tiểu thư hội Hắc Long. Diệp Phàm nhíu mày. Đại tiểu thư hội Hắc Long muốn bắt Sở Sở làm gì? Đi điều tra xem đại tiểu thư hội Hắc Long là ai? Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Đứng lại. Lúc này bên ngoài biệt thự truyền đến tiếng quát của Lôi Chiến. Diệp Phàm đứng dậy chạy ra ngoài. Trong sân, Lôi Chiến và Vua Bắc Cực đứng đó, trước mặt bọn họ là một đám người mặc trang phục giống nhau. Hai người cầm đầu, một người lạnh như băng, tràn đầy sát ý, người còn lại là một người đàn ông trung niên, nhìn qua rất trung thực. Mấy người là ai? Sở giám sát làm việc, tránh ra. Người đàn ông lạnh như băng nhìn Lôi Chiến và Vua Bắc Cực, nói. Ai thèm quan tâm các người là ai, còn dám bước lên một bước, giết.
Lôi Chiến quát to. Sở giám sát các người lại muốn bắt tôi. Vị này chắc là Diệp Thiếu đúng không? Tôi là Từ Thành, người phụ trách tứ bộ của sở giám sát, người này là Giang Phong, người phụ trách tam bộ của sở giám sát. Người đàn ông trung niên nói. Dương Phong phái các người đến. Diệp Phàm nói. Không phải, chúng tôi vâng lệnh cấp trên đến mang thánh nữ huyết tộc đi, không phải đến đối địch với Diệp Thiếu, xin Diệp Thiếu tránh ra. Từ Thành nói. Thánh nữ huyết tộc. Diệp Phàm nhíu mày. Chính là cô ta. Từ Thành chỉ về phía A Cơ. Vì sao các người phải dẫn cô ta đi? Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Diệp Thiếu, cô ta chính là thánh nữ huyết tộc, nếu Long Quốc có thể khống chế được cô ta, điều này sẽ có tác dụng rất lớn với Long Quốc. Xin Diệp Thiếu tránh đường. Từ Thành nói. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Diệp Phàm nói. Vậy chết đi. Giang Phong nhìn Diệp Phàm, nói. Ngay lập tức, huyết đồ, Lôi Chiến, vua Bắc Cực lao ra, nhìn chằm chằm đám người này, sẵn sàng ra tay. Giang Phong bị ba cao thủ nhìn chằm chằm, trong lòng hơi giật mình, sắc mặt thay đổi. Diệp Thiếu, cô ta rất quan trọng, xin Diệp Thiếu giao cho chúng tôi. Đến lúc đó bên trên chắc chắn sẽ rất biết ơn Diệp Thiếu. Từ Thành nói, ai dám động đến thánh nữ huyết tộc? Đột nhiên, một tiếng quát lạnh băng vang lên, một đám cao thủ mang theo mùi máu xuất hiện. Huyết tộc, Từ Thành và Giang Phong nhìn về phía đám người này, hai người biến sắc. Long Quốc các người muốn bắt thánh nữ huyết tộc của chúng ta, thật to gan. Giết cho ta. Ánh mắt của người đàn ông cầm đầu huyết tộc lóe lên màu đỏ, lạnh lùng nói. Huyết tộc dám bước vào lãnh thổ của Long Quốc, lá gan không nhỏ, giết. Giang Phong quát to. Ai dám ra tay ở đây, giết không tha. Hai bên đang định ra tay, Diệp Phàm lên tiếng. Thánh nữ huyết tộc, cuối cùng cũng tìm được cô. Trốn rất kỹ. Lúc này, một giọng nói khàn khàn vang lên. Một người đàn ông mặc áo dài trắng, tay cầm một quyển kinh thánh xuất hiện, cả người tản ra hơi thở thần thánh. Thánh điện. Đám người huyết tộc nhìn thấy người này, sắc mặt thay đổi. Thánh điện. Từ Thành và Giang Phong nhìn người này, lập tức kinh sợ, sắc mặt nghiêm lại. Ngay cả ba người huyết đồ cũng cảnh giác nhìn người đàn ông này. Người đàn ông này vừa xuất hiện, không khí ở đây trở nên vô cùng nặng nề. Bảo vệ thánh nữ. Sắc mặt của nhóm người huyết tộc lập tức thay đổi khi thấy người đàn ông mặc trường sam màu trắng xuất hiện, trên tay còn cầm một cuốn thánh kinh, cả đám hét lên. Bọn quỷ hút máu sống trong bóng tối này không nên xuất hiện ngoài ánh sáng. Người đàn ông cầm cuốn thánh kinh vừa nhìn nhóm người huyết tộc vừa thì thầm. Sau khi nói xong, ông ta vung tay đánh về phía nhóm người huyết tộc để đàn áp bọn họ. Khi người đàn ông cầm cuốn thánh kinh vung tay, một đạo ánh sáng lóa mắt, chứa đựng lực lượng ánh sáng vô tận được phóng ra, đánh thẳng vào nhóm người huyết tộc. Trong khoảnh khắc này, những người khác trong sân của biệt thự đều cảm nhận được một cảm giác lo sợ chết chóc mạnh mẽ. Người đứng đầu bộ phận thứ ba và thứ tư của sở giám sát và đám người huyết phu đều có vẻ mặt nghiêm túc. Cùng với tiếng ầm ĩ, một luồng năng lượng đáng sợ quét tới, những người khác đang ở đây lập tức ra tay ngăn cản, nhưng vẫn bị đánh bay ra ngoài. Tuy nhiên, khi luồng năng lượng này lao tới chỗ Diệp Phàm thì tự động tan biến mất. Sau vài phút, năng lượng ánh sáng đáng sợ tan đi, người đàn ông mặc trường sam màu trắng, trên tay cầm cuốn thánh kinh thì vẫn đứng đó, nhưng đám người huyết tộc kia đều đã biến thành bột mịn, không còn sót lại một mảnh xương vụn nào, như thể chúng chưa từng xuất hiện. Vào lúc này, Giang Phong người phụ trách ban 3 của sở giám sát, Từ Thành người phụ trách ban 4 và các thành viên khác của sở giám sát đều sửng sốt. Huyết phu, Lôi Chiến và vua Bắc Cực đều cau mày, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn người đàn ông này. Không khí tại hiện trường lập tức trở nên vô cùng căng thẳng. Trong số đó, chỉ có Diệp Phàm và A Cơ là bình tĩnh nhất. Thánh nữ huyết tộc, cô đã gây ra tổn thất nặng nề cho thánh điện của tôi trong một trận chiến trước kia. Hôm nay, hãy dùng mạng của cô để hiến tế cho những linh hồn đã khuất trong thánh điện của tôi đi. Người đàn ông cầm cuốn thánh kinh trong tay nhìn A Cơ và nói một cách thờ ơ. Tôi không quen biết ông. A Cơ nhìn đối phương nói. Nhìn dáng vẻ này của cô, không lẽ bị mất trí nhớ? Ánh mắt người đàn ông nhìn A Cơ lóe lên, nói, có vẻ như ông trời đã định hôm nay cô sẽ chết trong tay bản xứ. Sau khi người đàn ông cầm cuốn thánh kinh nói xong, ông ta đi về phía A Cơ.
nhưng ngay lúc đối phương chuẩn bị đi tới trước mặt A Cơ, Diệp Phàm đã đứng trước mặt ông ta, lạnh lùng nói, đây là nhà của tôi, từ lúc nào lại đến lượt anh muốn giết ai thì giết. Người đàn ông liếc nhìn Diệp Phàm, cậu trai trẻ, xét đến việc cậu là người Long Quốc, bản xứ có thể tha thứ cho hành vi bây giờ của cậu, xin cậu hãy tránh ra ngay lập tức, nếu không. Nhưng trước khi người đàn ông kia nói xong, Diệp Phàm đã tung ra một quyền. Lúc Diệp Phàm tung ra một cú đấm, sắc mặt của người đàn ông thay đổi, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, ông ta đột nhiên lao ra để ngăn chặn cú đấm của Diệp Phàm. Ầm, một tiếng nổ chói tai vang lên. Người đàn ông bị đánh bay ra ngoài, quỳ gục trước cửa sân biệt thự, phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt. Lúc này, những người trong sở giám sát đều sửng sốt, trong mắt ba người huyết phu cũng sáng lên. Cậu! Lúc này, người đàn ông đến từ Thánh Điện nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt kinh hãi, không biết nên nói gì. Ông ta tuyệt đối không ngờ người trẻ tuổi đến từ Long Quốc này lại có thực lực đáng sợ như vậy, thậm chí ông ta còn bị một chiêu thức của đối phương làm bị thương nặng. Ông cũng có chút bản lĩnh đấy, còn có thể đỡ được cú đấm của tôi. Diệp Phàm nhìn người đàn ông này, hừ lạnh nói. Thực lực của người đàn ông này rất mạnh, dù sao cũng không có nhiều người có thể đỡ nổi cú đấm của hắn. Sốt của cậu là ai? Người đàn ông nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, nghiêm túc nói. Người chết không cần biết điều này. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Tôi là thánh sứ của Thánh Điện, cậu dám đối địch với Thánh Điện à? Người đàn ông nhìn Diệp Phàm, hét lớn. Tôi không quan tâm ông là người của điện gì đó. Diệp Phàm khinh thường nói, sau đó tiến lên một bước, lại tung ra một cú đấm. Xoẹt! Cú đấm của Diệp Phàm đánh ra đã xé nát không gian, ẩn chứa lực lượng khủng bố. Người đàn ông lập tức cảm giác được nguy cơ tử vong một cách mãnh liệt. Ông ta mở cuốn thánh kinh ra, lẩm bẩm những lời khó hiểu trong miệng, hai tay kết ấn bên trong quyển kinh thánh này. Ầm! Đột nhiên, kinh thánh mở ra, phát ra ánh sáng thần thánh chói lóa, một luồng áp lực kinh khủng quét qua, bao trùm toàn bộ biệt thự. Vào lúc này, tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy có cảm giác nghẹt thở mãnh liệt. Nhưng cảm giác ngột ngạt đó biến mất chỉ sau vài giây. Chỉ thấy Diệp Phàm vung nắm đấm làm nổ tung cuốn thánh kinh đang phát ra ánh sáng thần thánh, sau đó tiếp tục xuyên qua cơ thể người đàn ông, một đòn giết chết ông ta. Một vệt máu từ ngực người đàn ông bắn ra. Ông ta trợn mắt nhìn Diệp Phàm, chưa kịp nói câu nào mà trực tiếp ngã xuống đất, chết ngay tại chỗ. Vào lúc này, những người của sở giám sát và ba người huyết phu đều thầm giật mình. Đặc biệt là ba người huyết phu, tuy biết Diệp Phàm rất mạnh, nhưng không ngờ hắn mạnh đến thế, ngay cả thánh sứ của Thánh Điện cũng có thể bị một quyền của hắn giết chết. Thánh sứ gì chứ, cứ cầm một cuốn thành kinh mà muốn giả làm thần côn ở đây. Diệp Phàm nhếch môi, hừ lạnh nói. Lúc này, Diệp Phàm liếc nhìn nhóm người của sở giám sát, các người còn muốn bắt thánh nữ huyết tộc không? Xin lỗi Diệp Thiếu, là chúng tôi đã làm phiền anh, chúng ta sẽ rời đi ngay. Từ Thành người phụ trách ban 4 của sở giám sát nói ngay, trong khi Giang Phong người phụ trách ban 3 là người vừa rồi rất kiêu ngạo, cũng không nói gì nữa. Bọn họ lập tức rời khỏi đây. Tiện thể xử lý cái xác chết này đi. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Nhóm người của sở giám sát nhanh chóng khiêng thi thể người đàn ông của Thánh Điện lên rồi rời đi. Thiếu chủ, ngài thật sự rất lợi hại, ngay cả cường giả của Thánh Điện cũng không bằng ngài. Lôi Chiến nhìn Diệp Phàm với ánh mắt ngưỡng mộ. Thánh Điện này rất lợi hại à? Diệp Phàm tò mò hỏi. Thiếu chủ, Thánh Điện là thế lực cấp SSS trong thế giới ngầm, thậm chí là thế lực cấp SSS đỉnh cao, đã được truyền thừa hơn 1000 năm, nền tảng cực kỳ sâu và đáng sợ. Không ai trong toàn bộ thế giới ngầm dám khiêu khích Thánh Điện, tất nhiên ngoại trừ huyết tộc. Bởi vì huyết tộc vẫn luôn là kẻ thù không đội trời chung với Thánh Điện, hai bên đã gây chiến hàng 1000 năm, bọn họ đều muốn tiêu diệt lẫn nhau, nhưng vẫn chưa thể tiêu diệt hoàn toàn. Nhưng gần 100 năm qua, vì cuộc chiến giữa 13 thị tộc mà huyết tộc không thể đoàn kết với nhau nên luôn bị Thánh Điện đàn áp, các đệ tử của huyết tộc bị thương vong nặng nề. Tuy nhiên, nghe nói huyết tộc đã sinh ra một vị thánh nữ có thiên phú nghịch thiên và thực lực mạnh mẽ, không biết vị thánh nữ này đã làm gì mà có thể khiến 13 thị tộc của huyết tộc tuân theo mệnh lệnh của cô ta, lại đoàn kết chống lại Thánh Điện một lần nữa. Hơn một tháng trước, một cuộc chiến lớn đã nổ ra giữa huyết tộc và Thánh Điện, trong trận chiến đó, nghe nói thánh nữ huyết tộc đã giết chết vô số cường giả của Thánh Điện,
rửa sạch nỗi nhục nhã của huyết tộc hơn 100 năm qua, cô ta đã tát thẳng vào mặt thánh điện. Lôi Chiến nói liên tục không ngừng. Nói xong, ánh mắt hắn ta liếc nhìn A Cơ, nuốt nước miếng nói, thiếu chủ, cô ta thật sự là thánh nữ huyết tộc sao? Lúc này huyết phu và vua Bắc Cực đều liếc nhìn A Cơ. Tôi không biết, tôi đã cứu cô ta khỏi võ đài dưới lòng đất, cô ta đã bị mất trí nhớ và không biết gì cả. Diệp Phàm nhìn A Cơ và nói, tôi nhận được tin tức, thánh nữ huyết tộc đã biến mất sau trận chiến đó. Có phải vì cô ta đã bị thương và mất trí nhớ không? Vua Bắc Cực trầm giọng nói, đợi khi nào trí nhớ của cô ta hồi phục sẽ biết ngay. Diệp Phàm nhẹ nhàng nói, thiếu chủ, nếu cô ta thực sự là thánh nữ huyết tộc, e là huyết tộc và thánh điện sẽ không bỏ qua như vậy. Huyết phu nhìn Diệp Phàm nói, không quan trọng. Diệp Phàm xem thường việc này. Hắn đã thu nhận A Cơ vào nên đương nhiên không thể giao cô ta ra được. Về phần huyết tộc và thánh điện, Diệp Phàm không quan tâm. Trong mắt hắn, bất kỳ thế lực cấp SSS nào đều không đáng nhắc tới. Dù sao thì hắn đã được huấn luyện bởi 7 cường giả cực kỳ khủng bố. Đặc biệt sau khi hắn nhìn thấy thực lực như thần tiên của đại sư phụ, những kẻ được gọi là cường giả của thế giới ngầm này hoàn toàn không thể hù dọa được Diệp Phàm. Diệp thần y. Lúc này, Khương Vân Hy bước ra khỏi biệt thự, khi nhìn thấy Diệp Phàm thì vẻ mặt không được tự nhiên. Cô tỉnh rượu rồi à? Diệp Phàm nhìn về phía Khương Vân Hy nhưng không có vẻ gì là mất tự nhiên. Ừ, cảm ơn anh vì tối hôm qua. Khương Vân Hy nhìn Diệp Phàm, có chút ngượng ngùng nói. Không có gì, nhưng một cô gái tay trói gà không chặt như cô không nên đến quán bar, nơi đó không thích hợp với cô. Diệp Phàm nhìn Khương Vân Hy nói. Được. Khương Vân Hy gật đầu khi nghe những lời Diệp Phàm nói. Này, anh đã cướp đi nụ hôn đầu tiên của Vân Hy nhà chúng tôi, anh định bồi thường cho Vân Hy nhà chúng tôi thế nào đây? Lúc này, Lý Tử Huyên cũng bước ra, nhìn Diệp Phàm hỏi. Khuôn mặt Khương Vân Hy lập tức đỏ bừng, che miệng Lý Tử Huyên lại, đừng nói bậy. Hai đứa đã phát triển đến mức này rồi à? Ngay lập tức, một lão giả xuất hiện ở đây, nhìn Diệp Phàm và Khương Vân Hy rồi mỉm cười nói, đó là Hoa Ân, viện trưởng ngự y viện. Ông nội Hoa, sao ông lại ở đây? Khương Vân Hy vô cùng lúng túng khi nhìn thấy Hoa Ân xuất hiện. Vân Hy, không ngờ con và Diệp công tử đã. Ông nội Hoa, ông hiểu lầm rồi. Hoa Ân vừa mở miệng, Khương Vân Hy vội vàng giải thích với khuôn mặt đỏ bừng. Ha ha ha. Hoa Ân hiểu ý mỉm cười liếc nhìn Diệp Phàm. Diệp công tử rất tài giỏi lại đẹp trai, y thuật lại cường đại nên hoàn toàn xứng đôi với Vân Hy. Ông nội Hoa, ông thật sự hiểu lầm rồi. Lúc này, Khương Vân Hy xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Ông già, ông đừng ghép đôi lung tung. Diệp Phàm nói. Diệp công tử, không biết cậu có thời gian không? Tôi muốn nói chuyện với cậu một chút. Sau đó, Hoa Ân nghiêm túc nhìn về phía Diệp Phàm. Nói chuyện gì vậy? Diệp Phàm tò mò hỏi. Chúng ta đi tìm một chỗ ngồi xuống, tôi sẽ từ từ kể cho cậu nghe. Hoa Ân nhìn Diệp Phàm rồi nói. Nếu vậy, chúng ta cùng đi uống cà phê đi, tôi thấy bên ngoài chung cư này có một quán cà phê. Lý Tử Huyên đề xuất. Vậy đến quán cà phê đi. Diệp Phàm trả lời nhẹ nhàng. Sau đó, bọn họ cùng nhau đi về hướng quán cà phê, Lý Tử Huyên thì kéo theo Khương Vân Hy đi cùng. Ông nội Hoa tìm Diệp thần y nói chuyện, chúng ta đi theo không tốt đâu. Khương Vân Hy nói. Không sao đâu, đi chung đi. Hoa Ân mỉm cười nói. Ngay sau đó, bọn họ đến quán cà phê và tìm một chỗ ngồi, mỗi người gọi một tách cà phê. Sao cái này đắng quá vậy? Nhưng khi Diệp Phàm uống một ngụm cà phê, hắn lập tức nhăn mày. Đồ ngốc, anh quên bỏ đường rồi. Lý Tử Huyên không thể nhịn cười, nói. Anh chưa từng uống cà phê à? Chưa. Diệp Phàm trả lời thẳng thừng. Trước đây hắn ở trên núi Cửu Long, trên đó chưa từng được uống thứ này đâu. Đến thế giới này lâu như vậy, Diệp Phàm chưa từng động tới cà phê, hôm nay là lần đầu tiên hắn uống. Lúc này, Khương Vân Hy cho đường vào cà phê của Diệp Phàm, khuấy đều và nói, thử lại lần nữa đi. Ừ, cũng được. Diệp Phàm nếm một ngụm và gật đầu. Vân Hy. Vừa rồi cậu giống như một người vợ hiền đảm đang phục vụ chồng mình. Lý Tử Huyên nhìn Khương Vân Hy và nói đùa. Cô bé này,
cậu nói bậy gì vậy? Khương Vân Hy lại đỏ mặt. Nói đi, ông tìm tôi có chuyện gì? Ánh mắt của Diệp Phàm nhìn về phía Hoa Ân. Cậu đã nghe về cuộc thi đấu y thuật toàn thế giới chưa? Hoa Ân nhìn Diệp Phàm nói. Cuộc thi đấu y thuật toàn thế giới? Chưa từng nghe. Diệp Phàm lắc đầu. Cuộc thi đấu y thuật toàn thế giới là một cuộc thi y thuật được tổ chức bởi các quốc gia trên thế giới. Trong cuộc thi này, sẽ có nhiều thiên tài y thuật của các quốc gia tham gia, thậm chí còn có nhiều thế lực đặc biệt tham gia. Cuộc thi đấu y thuật toàn thế giới là cuộc thi so tài về y thuật cứu người. Nếu giành được giải nhất trong cuộc thi đấu y thuật này, không chỉ mang lại vinh dự cho đất nước mình, mà còn nhận được giải thưởng khổng lồ, thậm chí trở thành một bậc thầy y thuật nổi tiếng quốc tế. Cuộc thi đấu y thuật toàn thế giới được tổ chức 10 năm một lần. Tuy nhiên, trong những lần thi trước, thành tích của Long Quốc chúng ta không được tốt lắm, chúng ta bị Tây y các nước phương Tây và các phương pháp y học khác hoàn toàn áp đảo. Cuộc thi đấu y thuật mới sắp bắt đầu và sẽ được tổ chức tại Long Quốc. Hoa Ân vừa nhìn Diệp Phàm vừa nói từng câu một. Ông nói nhiều như vậy chỉ là muốn tôi làm ra cuộc thi đấu y thuật này để Long Quốc được vẻ vang đúng không? Diệp Phàm trực tiếp nhìn thấu suy nghĩ của Hoa Ân. Đúng vậy, y thuật của Long Quốc chúng ta từ xưa đến nay luôn đứng số một trên thế giới, nhưng theo sự phát triển của lịch sử cận đại, nhiều sách y cổ quý giá của Long Quốc chúng ta đã bị hư hại, khiến cho tinh hoa của y thuật đất nước ta bị đứt đoạn, dẫn đến việc y thuật Long Quốc bị các nước khác coi thường, thậm chí ngay cả người dân bản xứ cũng coi thường y học truyền thống của Long Quốc chúng ta và chuyển sang sùng bái y học phương Tây. Cuộc thi đấu y thuật lần này, nếu Long Quốc không thể đạt được thành tích tốt, không chỉ sẽ làm mất mặt toàn bộ đất nước ta mà còn là một đả kích lớn với toàn bộ giới y thuật của Long Quốc. Vì vậy, tôi hy vọng Diệp Công Tử có thể đại diện cho Long Quốc tham gia cuộc thi y thuật lần này. Hơn nữa, giải thưởng của cuộc thi y thuật lần này cũng rất phong phú, giải nhất không chỉ có thể nhận được một viên ngọc rồng và 50 tỷ, mà còn có thể nhận được một bảo vật. Hoa Ân nhìn Dương Phàm thẳng thắn nói. Hạng nhất sẽ nhận được ngọc rồng sao? Diệp Phàm nheo mắt lại, kinh ngạc nói. Bây giờ hắn đã có được 2 viên ngọc rồng, nếu lấy được thêm 1 viên ngọc rồng, hắn sẽ có được 1/3 trong số 9 viên ngọc rồng. Đúng. Diệp Công Tử chắc cũng biết truyền thuyết về ngọc rồng, nếu cậu có thể lấy được viên ngọc này, nói không chừng sẽ có cơ hội khám phá kho báu được giấu trong ngọc rồng. Hoa Ân mỉm cười. Bảo vật mà ông vừa nhắc tới là gì? Diệp Phàm hỏi. Bảo vật này tôi cũng không hiểu rõ lắm. Là do y các cung cấp. Hoa Ân nói. Y các? Diệp Phàm tò mò hỏi. Y các là tổ chức y thuật lớn nhất của Long Quốc, đã chiêu mộ một nhóm tinh anh về y thuật của Long Quốc, hơn nữa y các còn có nhiều cao thủ y thuật trấn giữ, ngay cả ngự y viện của tôi cũng không thể sánh bằng. Tuy nhiên, người của y các đều không được tham gia bất kỳ cuộc tranh giành quyền lực nào, chỉ có thể một lòng theo đuổi việc nghiên cứu y thuật. Hoa Ân giới thiệu. Ở Long Quốc lại có một thế lực như vậy. Vậy tại sao vẫn không giành được giải nhất cuộc thi đấu y thuật? Y thuật của các người thật sự quá tệ sao? Diệp Phàm không khách sáo nói. Hoa Ân ho khan một cách lúng túng và nói, Diệp Công Tử hiểu lầm rồi, cuộc thi y thuật này có quy định, chỉ có bác sĩ thế hệ trẻ mới được tham gia, những người thế hệ trước như chúng tôi không được phép tham gia thi đấu, nếu không dựa vào ngự y viện và các bậc thầy y thuật của y các cũng không thể thua các nước khác. Là vậy sao? Diệp Phàm hiểu ra, ánh mắt chợt liếc nhìn Khương Vân Hy, sao cô không gia nhập y các kia? Tôi từng muốn gia nhập y các, nhưng y các chỉ tuyển những người học y không có bất kỳ nền tảng gia đình nào, tôi đã bị loại. Khương Vân Hy bất đắc dĩ nói. Y các này khá thú vị. Diệp Phàm nhẹ nhàng mỉm cười. Cuộc thi đấu y thuật lần này do chính phủ Long Quốc tổ chức, ngự y viện và y các phụ trách hỗ trợ. Y các đã đưa ra một bảo vật làm giải thưởng cho người chiến thắng cuộc thi đấu y thuật lần này. Mặc dù tôi không biết bảo vật đó cụ thể là gì, nhưng theo những gì tôi được biết bảo vật này chắc chắn không đơn giản, lần này sẽ có rất nhiều thế lực bí ẩn tham gia, tất cả đều là để lấy được ngọc rồng và bảo vật này. Hoa Ân nói từng cái một. Xem ra cuộc thi đấu y thuật lần này khá thú vị, nếu vậy thì tôi cũng tham gia chơi vậy. Diệp Phàm nhếch môi nói thẳng. Nghe thấy Diệp Phàm đồng ý tham gia, trong mắt Hoa Ân hiện lên sự vui mừng nói, cảm ơn Diệp Công Tử, nếu cậu có thể giành được hạng nhất trong cuộc thi đấu y thuật lần này, Diệp Công Tử sẽ trở thành vị cứu tinh của ngành y học của Long Quốc chúng ta. Được rồi, đừng nói những lời tâng bốc này nữa. Tôi chỉ là đi chơi thôi.
Diệp Phàm thản nhiên nói. Với thực lực của Diệp Thần Y chắc chắn sẽ giành được hạng nhất trong cuộc thi đấu y thuật lần này. Khương Vân Hy nhìn Diệp Phàm với ánh mắt hâm mộ. Cuối cùng cũng tìm được các người. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Lúc này, một đám người đông đúc xuất hiện trong quán cà phê, dọa cho khách trong quán bỏ đi hết. Kẻ dẫn đầu đám người này chính là Trịnh Thiếu Gia hôm qua định ra tay với hai người Khương Vân Hy. Lần này hắn ta dẫn theo một đám người, trong đó còn có không ít cao thủ. Lại là anh. Lý Tử Huyên nhìn Trịnh Thiếu Gia với sắc mặt xa sầm, lạnh lùng nói. Hai cô gái xinh đẹp à, các cô không thoát khỏi lòng bàn tay tôi được đâu. Chưa có người phụ nữ nào Trịnh Vinh này muốn mà không có được. Trịnh Thiếu Gia hừ lạnh, liếc mắt nhìn Diệp Phàm, trong mắt lộ rõ sát ý lạnh lẽo, còn thằng nhãi nhà mày, hôm nay chết chắc rồi. Xem ra hôm qua tao đạp quá nhẹ nên mày vẫn còn sức nói chuyện. Diệp Phàm lạnh lùng cất lời. Giết nó cho tao. Trịnh Vinh lập tức ra lệnh. Dừng tay. Lúc này, Hoa Ân nghiêm mặt nói. Lão già, ông cũng muốn xen vào việc của người khác hả? Trịnh Vinh liếc nhìn Hoa Ân. Tôi là Hoa Ân, viện trưởng ngự y viện. Cậu là con cái nhà ai mà hỗn láo như vậy? Hoa Ân nhìn Trịnh Vinh, buông lời khiển trách. Viện trưởng ngự y viện. Trịnh Vinh lập tức nhíu mày, lạnh lùng nói, cho dù ông là viện trưởng ngự y viện thì sao nào? Cha tôi là Trịnh Tứ Hải đấy. Trịnh Tứ Hải, một trong 9 thần tài của Thương hội Thiên Long. Hoa Ân ngạc nhiên hỏi. Không sai. Trịnh Vinh đắc ý nói. Trịnh Tứ Hải, cái tên này quê thật đấy. Sao không gọi là Trịnh Bát Phương đi? Lý Tử Huyên bật cười. Con ả kia, mày dám chê cười cha tao. Cha tao chính là một trong 9 thần tài của Thương hội Thiên Long, một câu nói của ông ấy có thể khiến chúng mày trắng tay không còn gì hết. Trịnh Vinh sầm mặt quát. Sời, lại còn thần tài. Vậy anh có biết vị hôn phu của Vân Hy nhà chúng tôi là ai không? Người ta là... Tử Huyên, đừng nói bừa. Lý Tử Huyên còn chưa nói hết câu đã bị Khương Vân Hy ngắt lời. Xông lên cho tao. Trịnh Vinh vung tay, đám người hắn ta dẫn theo lập tức ra tay. Trong đó có nhiều cường giả nhân cảnh tầng 7 trở lên, thậm chí có mấy cao thủ đã nửa bước vào huyền cảnh. Lúc này, ba người huyết phu xuất hiện, thẳng tay giết sạch đám người này. Nhãi danh, mày to gan đấy, dám đối địch với thiếu chủ. Lôi Chiến vươn tay bóp cổ Trịnh Vinh, xách bổng hắn ta lên. Thả ra, cha tao là Trịnh. Cha mày là ai cũng vô dụng, chết đi. Lôi Chiến lạnh lùng quát một tiếng, đồng thời bóp gãy cổ tên này. Đừng! Hoa Ân thấy Lôi Chiến muốn giết Trịnh Vinh thì mặt biến sắc, lập tức hét lên nhưng đã muộn. Hai, các người không nên giết cậu ta, lần này gặp rắc rối rồi. Hoa Ân nhíu mày, vẻ mặt nặng nề. Ông Hoa ơi, gã này rất lợi hại sao? Khương Vân Hy hỏi dò. Cha của cậu ta là cửu đại thần tài của Thương hội Thiên Long, nắm giữ một nửa thế lực trong giới tài chính Long Quốc. Một khi ông ta nổi giận, cả Long Quốc sẽ gặp khủng hoảng tài chính. Bây giờ con trai của ông ta bị giết, làm sao ông ta chịu để yên? Hoa Ân trầm giọng nói. Chỉ là một thương nhân mà thôi, có gì mà phải sợ? Lôi Chiến tỏ ý coi thường. Ở Trung Phi, những đại gia sở hữu tài sản mấy trăm tỷ, có vô số mỏ kim cương và mỏ dầu đều ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của minh chủ liên minh cuồng chiến là hắn ta. Vì vậy, trong mắt hắn ta, một thần tài không là gì cả. Đương nhiên Hoa Ân không biết sự đáng sợ của Lôi Chiến, nếu không ông ấy đã chẳng nói những lời này. Được rồi, chỉ là một cậu ấm ăn chơi, chết thì chết thôi, trời cũng chẳng sập được. Diệp Phàm hừ khẽ, dứt khoát rời đi. Sau đó, trong căn biệt thự mà Khương Vân Hy đang sinh sống, Lý Tử Huyên vừa ăn khoai tây chiên vừa nói, Vân Hy à, ban nãy cậu không cho tớ nói có phải vì không muốn để cho Diệp Phàm biết cậu có vị hôn phu không? Đâu có. Tớ chỉ không muốn liên lụy tới người khác mà thôi. Tớ chưa từng gặp đệ tử kia của Điện Chủ Điện Long Vương, và cũng không muốn lợi dụng thân phận của anh ta. Hơn nữa, hôn ước này là do ông nội tớ và Điện Chủ Điện Long Vương định ra, tớ không đồng ý. Vì vậy, đệ tử kia của Điện Chủ Điện Long Vương không phải là vị hôn phu của tớ. Tử Huyên, về sau cậu đừng nhắc đến chuyện này nữa, nếu không tớ sẽ giận đấy. Khương Vân Hy trịnh trọng nói với Lý Tử Huyên. Được. Sau này tớ không nói nữa. Nhưng cậu vẫn tiếp tục ở lại Thiên Hải à? Tớ thấy anh chàng kia không có ý định nhận cậu làm đồ đệ đâu.
chi bằng chúng ta trở về đế đô thôi, ở đây chúng ta toàn bị bắt nạt. Nếu nơi này là đế đô, để xem kẻ nào dám lăm le chúng ta. Lý Tử Huyên hừ mũi đầy kiêu ngạo. Không được, tớ nhất định phải bái Diệp Thần Y làm sư phụ. Khương Vân Hy kiên định nói. Thoáng cái màn đêm đã buông xuống. Trong phòng VIP của một nhà hàng nào đó ở Thiên Hải. Ba người Diệp Phàm, Đường Sở Sở và Tô Nhược Tuyết ngồi trong phòng VIP. Sao hôm nay cô lại nghĩ đến chuyện mời chúng tôi đi ăn vậy? Lúc này, Diệp Phàm tò mò nhìn Tô Nhược Tuyết. Chẳng phải là vì tôi muốn tỏ bày lòng cảm ơn tới anh sao? Hơn nữa, trước đây cô Đường từng mời tôi một bữa, đương nhiên tôi phải mời lại chứ. Tô Nhược Tuyết nở nụ cười ngọt ngào. Vậy thì ăn thôi. Diệp Phàm nói thẳng. Mười mấy phút sau, Đường Sở Sở lên tiếng, hai người ăn đi, em vào toilet đã. Sau khi Đường Sở Sở rời đi, Tô Nhược Tuyết bưng ly rượu, đi tới trước mặt Diệp Phàm. Diệp Phàm, tôi mời anh một ly. Nói xong cô uống cạn ly rượu vang. Ngay sau đó, mặt Tô Nhược Tuyết đỏ hây hây, ánh mắt mơ màng nhìn Diệp Phàm, tôi muốn hỏi anh một vấn đề, anh có thể trả lời thật lòng không? Vấn đề gì? Diệp Phàm nhìn Tô Nhược Tuyết. Nếu anh không có bạn gái, anh có thích tôi không? Tô Nhược Tuyết phả ra hơi rượu, hỏi Diệp Phàm. Sao nào, cô thích tôi hả? Diệp Phàm nở nụ cười. Đột nhiên Tô Nhược Tuyết hôn lên mặt Diệp Phàm, sau đó vội vàng trở lại vị trí của mình như đứa trẻ làm chuyện xấu. Diệp Phàm sờ mặt mình, cười bất đắc dĩ. Trong mấy ngày nay hắn đã được hai cô gái hôn, đây là gặp vận đào hoa hả? Kế tiếp, ba người dùng bữa xong, Tô Nhược Tuyết được người quản lý đón đi. Anh Tiểu Phàm, em thấy hôm nay cô Tô uống không ít rượu, cảm thấy cô ấy có chuyện gì đó. Sau khi về đến khu biệt thự Tử Kinh, Đường Sở Sở đưa mắt nhìn Diệp Phàm. Có hả? Diệp Phàm làm bộ thoải mái nói. Có phải cô Tô thích anh không? Em thấy ánh mắt cô ấy nhìn anh rất lạ. Đường Sở Sở nói thẳng. Anh và cô ấy không có quan hệ gì hết. Diệp Phàm ôm lấy Đường Sở Sở. Anh Tiểu Phàm ưu tú như vậy, cô gái khác thích anh cũng là chuyện bình thường. Anh yên tâm, em đã nói là em không ngại anh có người phụ nữ khác, chỉ cần trong trái tim anh có em là được. Đường Sở Sở áp sát vào người Diệp Phàm, thì thầm nói khẽ. Sở Sở à, em đối xử với anh quá tốt. Diệp Phàm xúc động. Trong lòng Đường Sở Sở, Diệp Phàm chính là trời. Diệp Phàm làm bất cứ chuyện gì, cô đều ủng hộ, kể cả hắn có người phụ nữ khác. Anh Tiểu Phàm, anh là người đàn ông em xác định yêu cả đời, đương nhiên em phải đối xử tốt với anh. Đường Sở Sở nở nụ cười ngọt ngào. Diệp Phàm lập tức hôn cô. Hai người ôm hôn nhau. Nhưng khoảng thời gian tươi đẹp này nhanh chóng bị phá vỡ. Hai cô cậu hôn nhau cháy bỏng nhỉ. Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Diệp Phàm buông Đường Sở Sở ra, liếc mắt nhìn. Chỉ thấy một đám người mặc đồ đen xuất hiện, hơn nữa tất cả đều là người ngoại quốc. Bọn họ nhìn chằm chằm Diệp Phàm với ánh mắt lạnh lẽo. Kẻ cầm đầu là một người đàn ông trung niên mũi ưng. Các người là ai? Diệp Phàm đang thân thiết với vợ thì bị cắt ngang, tức giận nói. Nhóc con, cậu chính là kẻ bị treo thưởng 5 tỷ kia. Người đàn ông mũi ưng hỏi Diệp Phàm. Ông đến vì giải thưởng đó à? Diệp Phàm nhướng mày. Hắn không ngờ vẫn có người muốn lấy giải thưởng 5 tỷ kia. Tôi đến vì Tu La. Nói đi, cậu và Tu La có quan hệ gì? Còn nữa, Tu La đang ở đâu? Người đàn ông mũi ưng nhìn Diệp Phàm, quát. Lại là người đến vì tứ sư phụ. Trong mắt Diệp Phàm lóe lên vẻ lạnh lùng. Tôi còn chẳng biết các người, dựa vào đâu mà nói cho các người. Sau đó, Diệp Phàm lạnh lùng quát. Nói cho cậu cũng chẳng sao. Chúng tôi là người của Hắc Thiên Sứ. Người đàn ông mũi ưng thẳng thắn tiết lộ. Diệp Phàm nghe xong, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Hắc Thiên Sứ. Đó chẳng phải là thế lực hồi trước bị tứ sư phụ tiêu diệt sao? Lúc này, bốn người huyết phu, Lôi Chiến, Vua Bắc Cực và U Ảnh xuất hiện, ai nấy đều nhìn chằm chằm người đàn ông mũi ưng. Không ngờ Hắc Thiên Sứ vẫn chưa bị diệt sạch. Huyết phu lạnh lùng cất lời. Các người là ai? Thấy mấy người huyết phu xuất hiện, người đàn ông mũi ưng kia nhướng mày. Để lại một người sống. Diệp Phàm hờ hững nói một câu, sau đó đưa Đường Sở Sở vào trong biệt thự. Khi hắn trở lại, chỉ thấy đám người Hắc Thiên Sứ kia chỉ có người đàn ông mũi ưng còn sống, những người khác đã chết cả rồi.
còn người đàn ông mũi ưng kia thì bị cắt hết tay chân, quỳ dưới đất, vô cùng thê thảm. Nói đi, Hắc Thiên Sứ còn ai khác không? Diệp Phàm nhìn người đàn ông mũi ưng, lạnh lùng chất vấn. Tao sẽ không nói đâu. Mày giết tao đi. Người đàn ông mũi ưng quát Diệp Phàm. Giết đi. Diệp Phàm không dài dòng, lạnh lùng ra lệnh. Lôi Chiến thẳng tay bóp nát cổ người đàn ông này. Thiếu chủ, xem ra Hắc Thiên Sứ cho tàn lại cháy rồi. Vua Bắc Cực nói. Tôi sẽ thông báo cho Liên Minh Cuồng Chiến, bảo bọn họ tìm cho ra đám người kia, tiêu diệt tận gốc. Lôi Chiến lập tức lên tiếng. Mau chóng tìm ra các thành viên khác của Hắc Thiên Sứ, tiêu diệt toàn bộ. Diệp Phàm hờ hững cất lời. Hắc Thiên Sứ là kẻ thù của tứ sư phụ, tuyệt đối không thể giữ lại. Thiếu chủ, có biến. Đột nhiên Huyết Phu la lên. Mọi người đồng loạt nhìn về phía xa. Chỉ thấy dưới ánh trăng chiếu rọi, hàng mấy nghìn người xuất hiện ở nơi đây. Những người này đều đeo mặt nạ, toàn thân tỏa ra khí tức lạnh lùng, đôi mắt lạnh như băng, trông hệt như người máy, không có cảm xúc. Bốn người dẫn đầu mặc bốn loại trang phục khác nhau, xanh, đỏ, tím, trắng. Cả bốn đều đeo mặt nạ, toàn thân tỏa ra khí tức đáng sợ. Bọn họ đi tới trước mặt Diệp Phàm thì dừng lại. Giờ phút này, không khí ban đêm lập tức đông cứng. Các người là ai? Diệp Phàm lạnh lùng hỏi. Phong, hỏa, lôi, băng. Bốn người này đồng thanh nói. Các ông là người của thiên phạt. Diệp Phàm nhìn đám người này, đưa ra suy đoán. Đúng vậy, Diệp Phàm, cậu giết Hắc Bạch phán quan của thiên phạt chúng tôi. Hôm nay tứ đại thiên tướng chúng tôi thống lĩnh 3.000 quân tinh nhuệ thiên phạt đến bắt cậu. Một trong bốn người lên tiếng. Ba người Huyết Phu nghe thấy đối phương là người của thiên phạt, tức thì nét mặt cứng lại, ánh mắt cảnh giác. Người thiên phạt các ông đều đáng chết. Trong mắt Diệp Phàm lộ rõ sát ý lạnh lùng. Hắn lập tức xông ra ngoài, lao về phía tứ đại thiên tướng phong hỏa lôi băng. Bốn người này vung hai tay lên, trên người bùng lên gió lốc, ngọn lửa, sấm sét, băng giá. Cả bốn người đều là thuật sĩ. Hơn nữa, cấp bậc thuật sĩ của bọn họ cao hơn Kim Thiên Sư và Sở trưởng Sở Tuần Tra Thiên Viêm rất nhiều. Ầm, 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 ầm. Tứ đại thiên tướng dốc toàn sức lực ra tay. Chỉ trong thoáng chốc, gió lốc điên cuồng, lửa nóng hừng hực, sấm sét tràn đầy hơi thở hủy diệt và băng giá lạnh thấu xương đều ập về phía Diệp Phàm. Giờ phút này đất trời biến sắc, luồng năng lượng vô tận truy sát Diệp Phàm. Tứ đại thiên tướng vừa ra tay đã khiến bốn người Huyết Phu chấn động. Mặc dù bọn họ cũng từng gặp thuật sĩ, nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến bốn thuật sĩ mạnh như thế này đồng loạt ra tay. Đối mặt với sự tấn công của bốn thuật sĩ này, Diệp Phàm tung ra một quyền. Một quyền này của hắn mang theo sức mạnh hủy diệt, trực tiếp phá tan toàn bộ gió lốc, ngọn lửa, sấm sét, băng giá. Phụt, 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 phụt. Tứ đại thiên tướng lập tức hộc máu, nhìn Diệp Phàm bằng ánh mắt cực sốc. Diệp Phàm vung nắm đấm tấn công bọn họ. Tứ đại thiên tướng rối rít dốc hết sức lực thôi động thuật pháp để chống đỡ. Từng lưỡi đao gió xé rách không gian. Từng con rồng lửa thiêu đốt bầu trời. Từng tia sét long trời lở đất. Từng mũi băng cực kỳ sắc bén. Tất cả đều tấn công Diệp Phàm. Nhưng đối mặt với những công kích này, Diệp Phàm chỉ cần vung tay một cái là phá hủy toàn bộ. Trước mặt Diệp Phàm, thuật pháp của bọn họ chẳng đỡ nổi một kích. Chẳng mấy chốc Diệp Phàm đã xông đến trước mặt bốn người này. Trong tay xuất hiện một thanh đoản kiếm màu đen, hắn lập tức vung lên. Một tia sáng lạnh xuất hiện. Tức thì bốn vị thiên tướng này của thiên phạt trợn to mắt, chỗ yết hầu phun ra từng dòng máu tươi. Bốn người này che yết hầu, mắt nhìn Diệp Phàm đăm đăm, lập tức ngã lăn ra đất, chết không nhắm mắt. Bốn cường giả thuật sĩ của thiên phạt cứ thế chết trong tay Diệp Phàm. Đôi mắt lạnh lùng đảo qua 3.000 quân tinh nhuệ còn lại của thiên phạt, Diệp Phàm lạnh lùng hô, giết. Bốn người Huyết Phu, Lôi Chiến, Vua Bắc Cực, U Ảnh lập tức xông ra ngoài, bắt đầu tàn sát quân tinh nhuệ của thiên phạt một cách điên cuồng. Có lẽ ở nơi khác, đám quân tinh nhuệ này của thiên phạt chính là cao thủ hàng đầu, đủ để đối đầu với một quân đoàn mấy vạn người. Nhưng trước mặt bốn người Huyết Phu, bọn họ vẫn còn kém xa. Bốn người Huyết Phu không phải sát thủ đỉnh cấp, mà là trí cường giả trên hắc bảng, tất nhiên bọn họ dư sức đối phó với 3.000 quân tinh nhuệ này của thiên phạt. Chưa đầy 10 phút, 3.000 quân tinh nhuệ của thiên phạt đã bị giết sạch. Bốn người Huyết Phu toàn thân đầy máu,
sát khí bừng bừng. Tôi giao hiện trường cho các ông đấy. Diệp Phàm bỏ lại một câu rồi đi vào biệt thự tắm rửa. Sau đó, hắn đi tới phòng của Đường Sở Sở, bắt đầu hỗ trợ Đường Sở Sở tu luyện. Có sự trợ giúp của Diệp Phàm, thực lực của Đường Sở Sở tăng lên nhanh chóng. Trong lúc Diệp Phàm đang hỗ trợ Đường Sở Sở tăng cường thực lực, mấy vị sư phụ của Diệp Phàm ngồi trò chuyện trong một căn nhà tranh trên núi Cửu Long. Lúc này, Tu La hừng hực sát khí đi vào. Hai thằng nhóc kia lại bị ông hành hạ không nhẹ nhỉ. Điện chủ Điện Long Vương mỉm cười nhìn Tu La. Thiên phú của cặp anh em này không tệ, đáng để bồi dưỡng. Tu La trực tiếp uống trà, lạnh lùng nói. Hai anh em này là người có thần lực trời sinh, đương nhiên thiên phú không tệ. Một lão giả râu tóc bạc phơ, mặc trường bào màu trắng ngồi đó, hờ hững cất lời. Ông ấy là minh chủ Võ Minh, nhị sư phụ của Diệp Phàm. Ngày mai tôi sẽ dạy bọn họ thật kỹ. Chiến thần Thiên Sách ngồi một bên, lạnh lùng lên tiếng. Cặp anh em này rơi vào tay các ông coi như xui xẻo. Vẫn là cô nhóc họ Lâm kia tốt số, được vị kia đích thân chỉ dạy, không phải chịu khổ. Thất sư phụ của Diệp Phàm là Bách Hoa chi chủ đi tới, tức giận trợn mắt chừng mấy người kia. Được vị kia đích thân chỉ dạy cũng là phúc của cô nhóc kia. Cô nhóc này có thể khiến thằng nhóc thúi kia đích thân cử người đưa tới đây, e là quan hệ giữa hai người không đơn giản. Điện chủ Điện Long Vương cười híp mắt nói. Cô nhóc kia có nhan sắc và khí chất không tệ, xem ra đứa đồ đệ này của tôi khá tinh mắt. Bách Hoa chi chủ khen ngợi. Tất nhiên, ngày ngày đi theo bên cạnh một tiên nữ xinh đẹp, làm sao ánh mắt kém cỏi cho được. Thánh y quỷ cốc ở bên cạnh nở nụ cười. Mọi người nói xem rốt cuộc vị kia có lai lịch gì. Sao lại đáng sợ như vậy? Lúc này, Tu La trầm giọng nói. Ông ấy nói xong, mấy vị sư phụ còn lại của Diệp Phàm đều im lặng. Mặc dù sáu người bọn họ không biết lai lịch đại sư phụ của Diệp Phàm, nhưng thực lực của đối phương vượt trội hơn hẳn sáu người bọn họ những người đứng trên đỉnh kim tự tháp giới võ đạo quốc tế. Cùng lúc đó, trên đỉnh núi nào đó ở núi Cửu Long. Một người phụ nữ mặc váy trắng cung đình, đeo khăn che mặt đứng ở đây, mái tóc đen nhánh bay bay trong gió. Dưới ánh trăng chiếu rọi, bà ấy thoát tục như tiên, tựa cửu thiên huyền nữ xuống nhân gian, thần thánh không thể khinh nhờn. Lúc này, người phụ nữ giống như thần thiên này đang chăm chú nhìn về phía thiên hải, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, trong mắt lóe lên tia sáng. Chủ nhân. Lúc này, Lâm Thi Âm xuất hiện, cung kính gọi người phụ nữ này. Thời gian từ khi Lâm Thi Âm lên núi tới nay chưa được 10 ngày, nhưng khí chất trên người cô ấy đã có sự thay đổi rất lớn, tuy không thoát tục tựa thần tiên như người phụ nữ trước mặt, nhưng cũng có chút cảm giác siêu phàm thoát tục. Tốt lắm. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà cô đã lĩnh ngộ được nội dung chính của tầng thứ nhất cửu thiên cầm quyết. Người phụ nữ này quay lại nhìn Lâm Thi Âm, nhỏ nhẹ nói. Giọng của bà ấy nhẹ nhàng êm tai, tựa tiếng trời quanh quẩn bên tai, dường như lắng nghe bà ấy nói chuyện cũng là một kiểu hưởng thụ. Cảm ơn chủ nhân đã bồi dưỡng. Lâm Thi Âm khom lưng đáp. Muốn cảm ơn thì cảm ơn hắn ấy. Tiếp theo tôi sẽ bế quan, tập trung dạy cô, giúp cô nâng cao thực lực trong thời gian ngắn nhất. Đến lúc đó, cô có thể xuất sơn giúp đỡ hắn. Người phụ nữ này nhẹ nhàng nói. Vâng. Tuy trong lòng có nghi vấn nhưng Lâm Thi Âm không hỏi nhiều. Mặt trăng lặn mặt trời mọc, một ngày mới đã đến. Sáng sớm, Diệp Phàm vừa mới ăn sáng xong thì Xuân Lan tới. Có tin tức gì không? Diệp Phàm nhìn Xuân Lan và hỏi. Thưa thiếu chủ. Đại tiểu thư mới truyền tin nói vẫn chưa tìm thấy vị trí tổng bộ thiên phạt, nhưng đã tra được vị trí của mấy chục phân bộ của thiên phạt trên khắp thế giới. Xuân Lan trả lời. Tức thì trong mắt Diệp Phàm lóe lên tia sáng lạnh, hắn nói, tìm được phân bộ nào thì diệt phân bộ đó, không được bỏ qua bất kỳ một nơi nào. Huyết Phu, Lôi Chiến, Vua Bắc Cực. Diệp Phàm gọi. Thiếu chủ. Ba người lập tức xuất hiện trước mặt Diệp Phàm. Ba người các ông hãy điều động thế lực của mình đi tiêu diệt tất cả các phân bộ của thiên phạt trên khắp thế giới. Nhớ kỹ, không được để lại một ai sống sót, giết hết không tha. Diệp Phàm ra lệnh. Rõ. Ba người kia sôi nổi gật đầu. À phải rồi thiếu chủ, chúng ta đã điều tra được chủ mưu giấu mặt treo giải thưởng 5 tỷ kia. Đó là nhà họ Hạng ở quận Nam Thiên. Xuân Lan tiếp tục nói. Nhà họ Hạng. Thì ra là bọn họ. Trong mắt Diệp Phàm lóe lên vẻ lạnh lùng. Thiếu chủ,
có cần tôi cử người đến quận Nam Thiên diệt tận gốc nhà họ Hạng không? Xuân Lan hỏi ý kiến. Quận Nam Thiên, anh Tiểu Phàm, mọi người cũng muốn đến quận Nam Thiên sao? Đúng lúc này, Đường Sở Sở từ trên tầng đi xuống. Cô nhìn Diệp Phàm và hỏi. Sao vậy, Sở Sở cũng muốn tới quận Nam Thiên à? Diệp Phàm hỏi Đường Sở Sở. Vâng, bên quận Nam Thiên có một công ty lớn muốn gia nhập đường thị chúng ta, đúng lúc em cũng đang tính phát triển đường thị đến quận khác, vì vậy em dự định hôm nay sẽ đi quận Nam Thiên bàn bạc chuyện thu mua với đối phương. Đường Sở Sở đáp lời. Trùng hợp thế. Diệp Phàm nhướng mày. Hắn đang định đối phó với nhà họ Hạng thì Đường Sở Sở muốn tới quận Nam Thiên, trùng hợp như vậy khiến Diệp Phàm cảm thấy trong chuyện này có mờ ám. Vậy thì anh sẽ đi cùng em. Diệp Phàm lập tức nói. Được. Đường Sở Sở gật đầu. Nhà họ Hạng ở quận Nam Thiên. Tất cả đã sắp xếp ổn thỏa chưa? Hạng Viễn Sơn lạnh lùng hỏi. Lão gia chủ cứ yên tâm, tất cả đã sắp xếp ổn thỏa rồi, lần này chắc chắn có thể dụ thằng nhãi kia tới. Cho dù cậu ta không tới, thì chúng ta bắt bạn gái của cậu ta sẽ phải tới thôi. Chỉ cần cậu ta tới, quận Nam Thiên sẽ nơi chôn xác của cậu ta. Quản gia nhà họ Hạng nói. Tôi muốn cậu ta chết không có chỗ chôn. Hạng Viễn Sơn giận dữ quát, vẻ mặt bừng bừng sát khí. Thành phố Giang Thiên quận Nam Thiên. Mất mấy tiếng đồng hồ. Diệp Phàm, Đường Sở Sở, thư ký và vệ sĩ, U Ảnh mới đến được quận Nam Thiên. Cô là chủ tịch của đường thị. Bọn họ vừa ra khỏi sân bay đã có một người đàn ông mặc vest đi tới, anh ta cung kính nói với Đường Sở Sở. Ông là người của công ty Hành Viễn. Đường Sở Sở nhìn đối phương. Trước đó, Hành Viễn đã liên hệ với đường thị, muốn đường thị thu mua công ty của bọn họ. Đúng vậy, chủ tịch của chúng tôi đã chuẩn bị xong, chỉ đợi cô Đường tới để đàm phán, vậy nên đặc biệt để tôi tới đón cô. Người đàn ông đáp. Vậy đi thôi. Đường Sở Sở gật đầu. Mấy vị đây là... Ánh mắt người đàn ông nhìn về phía Diệp Phàm và U Ảnh. À, đây là bạn trai và vệ sĩ của tôi, bọn họ đi cùng tôi tới đây, các người sẽ không để ý chứ? Đường Sở Sở nói. Đương nhiên là không rồi, xin mời. Ánh mắt người đàn ông thoáng ngạc nhiên, anh ta trầm giọng nói. Ngay sau đó, đám người Diệp Phàm lên xe đi tới thành phố Giang Thiên. Hơn 10 phút sau, bọn họ dừng xe bên ngoài một quán trà. Không phải đến công ty các anh sao? Sao lại tới đây? Đường Sở Sở xuống xe, nhìn thấy quán trà thì ngạc nhiên. Chủ tịch của chúng tôi thích uống trà, vậy nên mới cố ý chọn nơi này để nói chuyện, mong cô không để ý. Người đàn ông nói. Ồ, Đường Sở Sở không hề nghi ngờ anh ta, bọn họ bước vào trong tiệm trà. Thiếu chủ, trong quán trà này có sát khí. Vừa bước vào trong, U Ảnh đã quay sang nói với Diệp Phàm. Thân là một sát thủ hàng đầu trên thế giới, U Ảnh vô cùng nhạy cảm với sát khí. Quả nhiên có vấn đề. Diệp Phàm cười lạnh. Nhưng mà hắn vẫn không nhắc nhở Đường Sở Sở, hắn lại muốn xem rốt cuộc ai đang giở trò quỷ. Rất nhanh, bọn họ đi tới một phòng trong quán trà. Chủ tịch Đường, mời các cô ngồi. Người đàn ông lên tiếng. Chủ tịch của các anh đâu? Chủ tịch sắp tới rồi, xin chờ một chút. Nói xong câu này, anh ta lập tức rời đi. Chủ tịch, tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Tôn Tiểu Tiểu nói. Ánh mắt Đường Sở Sở lóe lên, cô nhìn về phía Diệp Phàm, anh Tiểu Phàm. Không sao, nếu đã tới đây thì ngồi xuống uống chén trà. Diệp Phàm ngồi xuống, rót cho mình một chén trà, thảnh thơi uống. Đường Sở Sở và Tôn Tiểu Tiểu thấy vậy cũng ngồi xuống. Danh con, uống xong chén trà, cậu cũng nên đi đời rồi. Bỗng nhiên, một giọng nói lạnh như băng từ bên ngoài truyền đến. Hạng Viễn Sơn xuất hiện cùng quản gia, lão ta nhìn Diệp Phàm với ánh mắt lạnh lẽo. Các người là ai, chủ tịch Hành Viễn đâu? Đường Sở Sở nhìn Hạng Viễn Sơn xuất hiện, cô khẽ nhíu mày. Ông lừa bà xã tôi tới, thuận tiện cũng dẫn tôi đến đây nhỉ? Diệp Phàm nhấp một ngụm trà, ánh mắt nhìn về phía Hạng Viễn Sơn. Đúng thế, cậu giết con trai và cháu trai của tôi, diệt đi bá Vương Minh, hôm nay tôi phải báo thù cho bọn họ. Hôm nay cậu đã tới đây, tôi sẽ khiến cho cậu chết không có chỗ chôn, chết cùng con trai và cháu trai của tôi. Hạng Viễn Sơn tức giận, quát về phía Diệp Phàm.
Lúc này vẻ mặt của Đường Sở Sở thay đổi, cô không ngờ mình lại bị lừa, còn liên lụy đến anh Tiểu Phàm. Thì ra là người nhà họ Hạng, đúng lúc tôi đang chuẩn bị đi tìm, không ngờ các người lại tự mình đưa tới cửa. Diệp Phàm cười lạnh nói, nhưng mà, lúc trước hơn vạn người của Bá Vương Minh cũng không giết được tôi, ông cảm thấy chỉ dựa vào nắm xương giả yếu của mình có thể giết được tôi. Danh con, trước kia là ở chỗ của mày, hôm nay, nơi này là địa bàn của nhà họ Hạng, mày chết là cái chắc. Người quản gia kia nhìn về phía Diệp Phàm rồi vỗ vỗ tay. Phụt phụt phụt. Trong phút chốc, mấy nghìn người vọt ra từ xung quanh tiệm trà. Hơn một nửa trong số họ cầm súng ống, nửa còn lại thì cầm đao, bọn họ trực tiếp bao vây bốn phía. Toàn bộ họng súng và trường đao đều chĩa về phía đám người Diệp Phàm. Diệp Phàm, U Ảnh, Đường Sở Sở lại khá bình tĩnh. Nhưng một cô gái bình thường như Tôn Tiểu Tiểu nhìn thấy trận chiến lớn như vậy, cô bị dọa tới choáng váng. Không sao. Đường Sở Sở vỗ bả vai Tôn Tiểu Tiểu an ủi. Chỉ có vài người như vậy, tôi còn tưởng hơn vạn người tới chứ. Diệp Phàm khẽ cười, hắn tiếp tục uống trà. Giết! Hạng Viễn Sơn ra lệnh với vẻ mặt lạnh như băng. Bịch bịch bịch! Ngay lập tức, đám người cầm súng không nhiều lời, trực tiếp bóp bỏ bắn Diệp Phàm. Tôn Tiểu Tiểu sợ tới mức nhắm nghiền hai mắt. Trong phút chốc, hàng vạn viên đạn bắn về phía Diệp Phàm. Trông thấy cảnh tượng này, sắc mặt U Ảnh cũng phải thay đổi. Với thực lực của ông, muốn tự bảo vệ mình dưới tình huống này cũng gần như là không thể. Nhưng ông lại không lo lắng, bởi vì có thiếu chủ ở đây. Trước kia, ông đã từng được chứng kiến thực lực vô cùng thần kỳ của thiếu chủ, ông biết những viên đạn kia sẽ không thương tổn được cậu ấy. Ngay khi hàng nghìn viên đạn được bắn ra cùng lúc, chén trà trong tay Diệp Phàm được đặt lên bàn, một cỗ năng lượng vô hình bộc phát ra. Ngay lập tức, màn đạn lao về phía Diệp Phàm giống như bị bắn ngược lại, toàn bộ đều trở về đường cũ. Phụt phụt phụt. Một giây tiếp theo, hàng nghìn tay súng chưa kịp phản ứng thì đã bị viên đạn chính mình bắn ra biến thành tổ ong vỏ vẽ. Lúc này, Hạng Viễn Sơn và quản gia trực tiếp sợ ngây người. Tôn Tiểu Tiểu nhắm mắt chuẩn bị chờ chết, lại phát hiện mình không chết, cô mở to mắt thì nhìn thấy những tay súng kia ngã trên vũng máu, gương mặt vô cùng dữ tợn. Mày! Giết! Hạng Viễn Sơn mở to hai mắt nhìn Diệp Phàm, nhất thời bị dọa tới không nói nên lời. Diệp Phàm thản nhiên ra lệnh. Vụt! U Ảnh trực tiếp xông lên, giết về phía đám người cầm súng và đao còn sót lại. Những người này đều là cao thủ gần kề nhân cảnh. Ngoài ra còn có cao thủ huyền cảnh, trong đó có rất nhiều cường giả trên huyền cảnh ngũ trọng, đây là tất cả những gì nhà họ Hạng có. Nhưng đứng trước mặt U Ảnh, đám người này tới cơ hội vung đao cũng không có, bọn họ bị giết chết chỉ trong một giây. Giờ phút này U Ảnh giống như một cái bóng chân chính, lướt qua trước mặt những người này, bọn họ còn chưa kịp thấy rõ hình dáng thì đã bị đưa xuống địa ngục. Hơn nghìn người, chưa tới 5 phút đã bị U Ảnh giết sạch, từng người ngã xuống đất. Chết không nhắm mắt. Đến khi chết bọn họ cũng không thấy rõ mình chết như thế nào, quả thật là bi thảm. Bên trong phòng trà lúc này, ngoại trừ bốn người Diệp Phàm, chỉ còn lại Hạng Viễn Sơn và người quản gia. Vẻ mặt của bọn họ vô cùng khó coi. Còn chiêu nào khác không? Nếu không thì ông có thể đoàn tụ với con trai và cháu trai của mình rồi. Diệp Phàm nói với vẻ mặt nhàn nhã. Được, được lắm. Hạng Viễn Sơn nhìn chằm chằm Diệp Phàm với ánh mắt lạnh lẽo, trên người lão ta bộc phát ra một cỗ hơi thở đáng sợ, Hạng Viễn Sơn muốn lao về phía Diệp Phàm, kết quả U Ảnh đã chắn ở trước mặt. Hai người đánh nhau, truyền ra một tiếng vang lớn. Cơ thể U Ảnh run lên, lùi mấy bước về phía sau. Hạng Viễn Sơn cũng lùi lại, lão ta kêu lên một tiếng đau đớn, máu tươi tràn ra từ khóe miệng. Lão gia! Quản gia nhà họ Hạng vội vàng tiến lên đỡ. U Ảnh, ông thế này là không được đâu, ngay cả lão già cũng đánh không lại, phải tăng cường rèn luyện thêm rồi. Diệp Phàm thản nhiên nhìn U Ảnh. Thiếu chủ dạy dỗ rất phải. U Ảnh gật đầu, ông cầm một cây dao găm, ánh mắt lóe lên sát ý lạnh lẽo, sau đó đi về phía Hạng Viễn Sơn. Hạng Viễn Sơn nhìn chằm chằm U Ảnh rồi tung quyền. Nhưng mà khi lão ta đánh tới, U Ảnh lại đột ngột biến mất tại chỗ. Phụt phụt. Khi U Ảnh biến mất, sắc mặt Hạng Viễn Sơn thay đổi, ông ta cảm giác được nguy cơ. Nhưng ông ta còn chưa kịp phản ứng, U Ảnh đã xuất hiện ngay sau lưng, con dao găm trong tay đâm thẳng vào cơ thể Hướng Nguyên Sơn.
Hạng Viễn Sơn thay đổi sắc mặt, lão ta xoay người đánh ra một quyền, U Ảnh lại biến mất. Là một sát thủ, U Ảnh am hiểu nhất là ám sát, tấn công trực diện ông không chiếm được ưu thế nhưng so về tốc độ, một lão già đã cao tuổi như Hạng Viễn Sơn không thể đấu lại. Mà một vết đâm này của U Ảnh đã làm Hạng Viễn Sơn bị thương nặng, bàn tay ôm miệng vết thương, sắc mặt trắng bệch. Lão gia, tao liều mạng với mày. Quản gia nhìn Hạng Viễn Sơn bị thương, ông ta tức giận nhìn chằm chằm U Ảnh, sau đó đánh thẳng về phía đối phương, thực lực của người này cũng đạt tới cấp bậc nhân cảnh cửu trọng. Phụt, U Ảnh khẽ di chuyển, cơ thể lướt qua cổ của người quản gia. Máu bắn văng tung tóe, ông ta ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Nhìn thấy người quản gia đã bầu bạn bên mình hơn 20 năm bị giết chết, trong mắt Hướng Viễn Sơn đầy vẻ giận dữ và không can tâm. Ô, hôm nay ở đây náo nhiệt thế. Lúc này, một giọng nói vang lên từ bên ngoài tiệm trà. Một đoàn tới bên ngoài tiệm trà. Dẫn đầu là người đàn ông mặc vest, trên mặt mang theo ý cười. Tất cả những người này đều mặc quần áo của Điện Long Vương. Rõ ràng họ là thành viên của Điện. Hướng tiên sinh, xin hãy ra tay giúp đỡ nhà họ Hạng. Hạng Viễn Sơn nhìn người đàn ông, vội vàng nói. Ông cụ Hướng, ông không sao chứ? Người đàn ông kia đi tới cạnh Hạng Viễn Sơn, nhìn vết thương, nói với vẻ quan tâm. Tôi vẫn chịu được, nhưng hôm nay nhà họ Hạng đã tổn thất nặng nề, mong Hướng tiên sinh nể tình quan hệ giữa nhà họ Hạng và Điện Long Vương, giúp nhà họ Hạng giết chết một người. Hạng Viễn Sơn nhìn người đàn ông nói. Ông là người của Điện Long Vương. Ánh mắt Diệp Phàm nhìn về phía người đàn ông. Người đứng đầu Điện Long Vương ở phân bộ Nam Thiên, Hướng Khôn. Nam nhân mặc Âu phục nhìn Diệp Phàm kiêu ngạo nói. Nếu đã là người của Long Vương Điện, vậy thì giết tên người này cho tôi. Diệp Phàm chỉ tay về phía Hạng Viễn Sơn rồi quay sang nói với Hướng Khôn. Nghe Diệp Phàm nói vậy, vẻ mặt Hướng Khôn tỏ ra vẻ hết sức ngạc nhiên. Người trẻ tuổi, lá gan cậu cũng không nhỏ, dám ra lệnh cho tôi làm việc. Đám người Điện Long Vương nhìn chằm chằm Diệp Phàm, ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo. Tôi không ra lệnh được cho ông à. Diệp Phàm nói xong, giơ ngón tay đang đeo nhẫn Long Vương ra. Khi Hướng Khôn nhìn thấy nhẫn Long Vương trên ngón tay Diệp Phàm, cơ thể ông ta run rẩy, hai mắt trừng lớn, ngây ngẩn cả người. Cậu! Lúc này, Hướng Khôn nhìn Diệp Phàm với vẻ không thể tin nổi. Tôi có ra lệnh cho ông được không? Diệp Phàm tiếp tục nói. Được, ra lệnh được. Hướng Khôn vội vàng gật đầu, trên trán ứa cả mồ hôi lạnh. Mặc dù ông ta không biết Diệp Phàm là ai, nhưng người có thể đeo chiếc nhẫn này chỉ có Điện Chủ Điện Long Vương, thân phận đương nhiên không cần nói cũng biết. Hướng Khôn không ngờ, ở nơi này cũng có thể gặp được vị đại lão như vậy. Ngay lập tức, Hướng Khôn xoay người nhìn Hạng Viễn Sơn, lạnh giọng nói, ông cụ Hạng, xin lỗi, ông đắc tội với người không nên đắc tội, cũng không trách tôi được, giết. Hướng Khôn ra lệnh một tiếng, đám người Điện Long Vương trực tiếp lao về phía Hạng Viễn Sơn. Hướng! Hạng Viễn Sơn thấy Hướng Khôn đột nhiên trở mặt, sắc mặt cũng thay đổi, thay vào đó là biểu cảm vô cùng khiếp sợ. Ai dám động đến người nhà họ Hạng? Ngay lúc này, tiếng quát lớn lạnh như băng vang lên. Bên ngoài tiệm trà, một đoàn người lại xông vào. Bọn họ mặc quần áo luyện võ, gương mặt tàn bạo, trên người tản ra hơi thở lạnh nhạt. Toàn bộ đều là võ giả nhân cảnh tam trọng trở lên. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, đôi mắt sáng ngời, người này tỏa ra hơi thở vô cùng sắc bén. Diệp Phàm nhìn về phía đám người. Hạng Lăng, Hạng Viễn Sơn gọi người đàn ông mới tới. Người đàn ông này chính là môn chủ bá môn, Hướng Lăng, thuộc nhà họ Hướng cùng với Hướng Viễn Sơn. Lão gia yên tâm, hôm nay có tôi ở đây, tôi cũng muốn xem thử, ai dám động tới nhà họ Hạng. Hạng Lăng ngang lược lớn tiếng, đôi mắt dọa người nhìn về phía đám người Hướng Khôn, U Ảnh, Diệp Phàm. Ông là ai? Hướng Khôn hỏi Hạng Lăng. Môn chủ bá môn. Hạng Lăng lạnh lùng đáp. Hạng Lăng, thằng danh kia là người đã giết chết con trai và cháu trai của ta, người được bá môn phái tới cũng bị giết, chắc chắn là có liên quan tới hắn ta. Hạng Viễn Sơn chỉ tay về phía Diệp Phàm. Ánh mắt lạnh như băng của Hạng Lăng bắn về phía Diệp Phàm. Thì ra cậu chính là kẻ địch của nhà họ Hạng. Giết hắn. Hạng Lăng quát lớn, ngang ngược ra lệnh. Cường giả bá môn trực tiếp bay về phía Diệp Phàm. Ngăn bọn họ lại. Hướng Khôn hô lên.
đám người Điện Long Vương cũng lao về phía người của Bá Môn. Vụt, cơ thể U Ảnh khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Bịch, nhưng khi U Ảnh xuất hiện ngay sau lưng Hạng Lăng, chuẩn bị ra tay. Hạng Lăng đã phản ứng kịp thời đánh ra một quyền, cây dao găm trong tay U Ảnh gãy đôi, cơ thể không ngừng lùi về sau. Muốn giết tôi, không biết tự lượng sức. Hạng Lăng khinh thường hừ lạnh. Bịch, Hướng Khôn ra tay cùng lúc, nhưng cũng bị Hạng Lăng một quyền đánh bay, quỳ nửa người trên mặt đất, nôn ra máu. Lúc này, trên người Hạng Lăng tản ra một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh mẽ, khiến người ta có một loại cảm giác hít thở không thông, bầu không khí trong quán trà hoàn toàn ngưng đọng lại. Ông ta bước từng bước về phía Diệp Phàm. Dám giết người nhà họ Hạng, mày phải chết. Hạng Lăng nhìn Diệp Phàm, gằn từng câu từng chữ. Lúc này, Hạng Lăng giống như một ngọn núi lớn đè lên người Diệp Phàm, hơi thở của ông ta cực kỳ khủng bố. Giết tôi, ông không xứng. Diệp Phàm liếc nhìn Hạng Lăng, hắn nói ra năm chữ với vẻ lạnh nhạt. Dứt lời, Diệp Phàm ném chén trà về phía Hạng Lăng. Nhìn thấy chỉ là một chén trà, trong mắt Hạng Lăng lộ ra vẻ khinh thường, một quyền đánh vỡ chén trà. Nhưng ngay sau khi chén trà nổ tung, vẻ mặt Hạng Lăng lập tức thay đổi. Chén trà vỡ nát, nước bên trong ra bắn tung tóe, hóa thành từng giọt nước ẩn chứa lực lượng khủng bố bắn về phía Hạng Lăng. Uy lực của những giọt nước này còn đáng sợ hơn cả đạn, nháy mắt đã xuyên thủng cơ thể Hạng Lăng. Lúc này, hai mắt Hạng Lăng trừng lớn, ông ta không thể nào tin nổi. Đến chết cũng chưa kịp phản ứng, tại sao một chén trà nhỏ bé lại có thể phát ra uy lực mạnh mẽ như vậy? Phụt một tiếng, vị môn chủ Bá Môn đã nằm trên mặt đất, cũng chết không nhắm mắt. Giết người bằng giọt nước. Khi đám người Hướng Khôn, Hạng Viễn Sơn trông thấy cảnh tượng này, ai nấy đều hít sâu một hơi, vô cùng chấn động. Thủ đoạn giết người quá kinh khủng. Ngay cả đệ tử Bá Môn cũng bị dọa cho ngây người. Không biết tự lượng sức. Diệp Phàm lắc đầu, thản nhiên nói. Cậu giết chết môn chủ. Một vị cường giả Bá Môn kịp phản ứng, vẻ mặt vô cùng khó coi nhìn về phía Diệp Phàm. Sao, ông muốn báo thù cho môn chủ của mình à? Diệp Phàm liếc mắt nhìn đối phương. Thiếu chủ Bá Môn chính là đệ tử của trưởng lão Võ Minh, cậu giết môn chủ, đến lúc đó Võ Minh sẽ không tha cho cậu. Vị cường giả nhìn Diệp Phàm nói. Võ Minh, ánh mắt Diệp Phàm nheo lại, tự lẩm bẩm. Nhị sư phụ của hắn không phải minh chủ Võ Minh sao? Mong ngờ môn chủ Bá Môn lại có quan hệ với Võ Minh. Giết thì giết thôi, nó nhảm nhiều quá. U Ảnh. Diệp Phàm lạnh giọng gọi. Vụt. U Ảnh trực tiếp xông ra, hướng tới đám người Bá Minh. Phụt phụt phụt. U Ảnh chém giết điên cuồng, đám người Bá Môn từng người chết thảm. Vị cường giả Bá Môn vừa mới lên tiếng thấy vậy, vẻ mặt ông ta cứng lại, xoay người muốn chạy trốn. Diệp Phàm vung tay, chén trà bên cạnh bắn ra đập lên người vị cường giả kia, ông ta chừng hai mắt ngã xuống đất, hộc máu mà chết. Rất nhanh, toàn bộ người của Bá Môn đã chết thảm. Đưa ông ta lên đường. Diệp Phàm nhìn về phía Hạng Viễn Sơn. U Ảnh trực tiếp vọt về phía ông ta. Danh con, hôm nay dù tao có chết ở đây, tao cũng phải kéo mày chết cùng. Hạng Viễn Sơn nhìn Diệp Phàm với ánh mắt lạnh lẽo. Ông ta móc trong ngực một chiếc điều khiển từ xa, tao đã mua một tấn thuốc nổ, hôm nay tất cả đều phải chết. Dứt lời, ông ta liền ấn nút trên điều khiển từ xa. Lúc này, vẻ mặt Hướng Khôn, U Ảnh, Đường Sở Sở, Tôn Tiểu Tiểu đều thay đổi, bọn họ muốn ngăn cản cũng không kịp. Xoẹt xoẹt. Trong giây lát, một ánh sáng lạnh lẽo nhanh chóng bắn ra đánh rơi điều khiển từ xa mà Hạng Viễn Sơn đang cầm. Điều khiển từ xa rơi xuống đất bị một người khác đón lấy. Chủ nhân của bàn tay này chính là Diệp Phàm. Diệp Phàm cầm điều khiển nhìn Hạng Viễn Sơn, ông đúng là điên rồi, vậy mà lại còn cả chiêu này. Mày. Vẻ mặt Hạng Viễn Sơn dữ tợn. Nét mặt không cam tâm nhìn Diệp Phàm. Nhưng nếu như ông đã muốn trải nghiệm cảm giác bị nổ tung thì tôi có thể giúp ông hoàn thành ý nguyện. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Sau đó đoàn người của Diệp Phàm rời khỏi quán trà. Sau khi rời khỏi quán trà, Diệp Phàm trực tiếp nhấn nút trên điều khiển từ xa. Ầm ầm ầm. Trong quán trà lập tức truyền đến tiếng nổ rung trời. Năng lượng bùng nổ một cách đáng sợ hoàn toàn nuốt chửng lấy quán trà. Mai táng hết người nhà họ Hạng và Bá Môn ở bên trong. Mấy người Diệp Phàm ở nơi xa lặng lẽ đứng nhìn cảnh này. Bà xã,
chúng ta cũng nên về thôi. Diệp Phàm nhìn Đường Sở Sở nói. Chúng ta vẫn chưa thể về được. Đường Sở Sở trầm giọng nói. Vì sao, công ty kia là giả, là do lão già kia lừa chúng ta vào trong. Diệp Phàm nói. Em biết, nhưng lần này em đến đây không phải chỉ vì muốn thu mua công ty kia. Đường Sở Sở nói. Còn chuyện gì nữa sao? Diệp Phàm tò mò nhìn Đường Sở Sở. Hôm nay ở thành phố Giang Thiên sẽ có một cuộc giao lưu thương nghiệp quy mô lớn, toàn bộ ông lớn trong giới kinh doanh ở quận Nam Thiên đều tham gia. Em chuẩn bị đến đó, thuận tiện kết giao thêm những ông chủ lớn của giới kinh doanh quận Nam Thiên, mở con đường tiến quân đến quận Nam Thiên cho Đường thị. Đường Sở Sở nói. Vậy sao, vậy anh? Diệp Phàm đang định nói muốn cùng Đường Sở Sở đi thì di động vang lên, là Cơ Như Yên gọi đến. Chuyện gì? Diệp Phàm trả lời. Thiếu chủ, tôi nghe Xuân Lan nói anh đến quận Nam Thiên. Cơ Như Yên trực tiếp vào vấn đề. Sao vậy? Diệp Phàm nói. Tôi nhận được tin tình báo, bộ phận quản lý Bách Hoa Lâu và bên võ đạo quận Nam Thiên cấu kết với nhau, khống chế tất cả lực lượng tình báo của Bách Hoa Lâu tại quận Nam Thiên, đồng thời còn có ý đồ muốn thoát ly khỏi sự khống chế của Bách Hoa Lâu. Tôi vốn định phái người đi xử lý nhưng chuyện này có thế lực võ đạo của quận Nam Thiên tham dự. Tôi sợ những người khác không xử lý được nên muốn hỏi thiếu chủ có thời gian đến đó một chuyến hay không. Nếu thiếu chủ không có thời gian cũng không sao. Cơ Như Yên nói. Được, tôi hiểu rồi. Diệp Phàm nói xong cũng cúp điện thoại. Anh Tiểu Phàm, có chuyện gì sao? Đường Sở Sở nhìn Diệp Phàm, hắn nói, có chút việc cần xử lý, nhưng anh sẽ đến buổi giao lưu thương nghiệp kia trước. Anh Tiểu Phàm, anh có việc thì anh cứ xử lý đi. Phía giao lưu thương nghiệp để em đi là được, hơn nữa anh không hiểu những thứ này, đi cùng sẽ rất chán. Đường Sở Sở nói thẳng. Vậy cũng được, anh để U Ảnh đi cùng em, anh xử lý xong bên này sẽ đến tìm em. Diệp Phàm nói. Sau đó Đường Sở Sở, Tôn Tiểu Tiểu và U Ảnh cùng nhau rời đi. Công tử, ngài. Lúc này Hướng Khôn không nhịn được mà nhìn Diệp Phàm hỏi. Anh muốn hỏi tôi là ai, tại sao lại có Nhẫn Long Vương đúng không? Diệp Phàm nói thẳng, công tử không phải là, không sai, điện chủ Điện Long Vương chính là ngũ sư phụ của tôi. Hướng Khôn còn chưa nói xong đã bị Diệp Phàm ngắt lời. Bù, Hướng Khôn lập tức thay đổi sắc mặt, ánh mắt ngưng lại, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Diệp Phàm. Thuộc hạ tham kiến thiếu chủ. Hướng Khôn trực tiếp quỳ xuống nói với Diệp Phàm. Đứng lên đi, tôi hy vọng anh có thể giữ bí mật thân phận của tôi. Nếu không Hạng Viễn Sơn chính là kết quả của anh, hiểu chưa? Diệp Phàm liếc mắt nhìn Hướng Khôn. Thuộc hạ đã hiểu, thuộc hạ chắc chắn sẽ câm như hến. Hướng Khôn vội vàng nói. Diệp Phàm đến Bách Hoa Lâu. Tại khu vực trung tâm thành phố Giang Thiên, một tòa nhà có kiến trúc vô cùng tráng lệ đang đứng sừng sững. Đây cũng chính là Bách Hoa Lâu của thành phố Giang Thiên, cũng là phân bộ Bách Hoa Lâu ở quận Nam Thiên. Lúc này, ở trong một căn phòng của Bách Hoa Lâu, mùi hormone sau trận chiến kịch liệt quanh quẩn khắp phòng. Trên giường là một đôi nam nữ. Nam chính là một người đàn ông trẻ tuổi khoảng 20 tuổi, nữ hơn 30 tuổi, là một người phụ nữ quyến rũ trưởng thành, khuôn mặt hồng nhuận, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ. Tả thiếu, ngài đúng là dũng mãnh, người ta thiếu chút nữa không chịu được rồi. Người phụ nữ nũng nịu. Không chịu được sao? Vậy tìm thêm mấy chị em của em đến giúp em chia sẻ đi, anh thấy cô gái Hồng Diệp kia cũng không tệ. Người đàn ông trẻ tuổi cười xấu xa. Anh cái người này, sớm biết ánh mắt anh nhìn Hồng Diệp không bình thường mà, mới xong việc với người ta đã lập tức có mới nới cũ rồi. Tay người phụ nữ không ngừng vuốt ve lồng ngực người đàn ông trẻ tuổi, u oán nói. Sao anh lại có mới nới cũ chứ, em vẫn là người thiếu gia đây yêu nhất. Thiếu gia đây đã thương em như vậy rồi. Em giúp anh giải quyết con nhóc Hồng Diệp kia đi. Người đàn ông trẻ tuổi ôm cô gái trêu đùa. Con nhóc Hồng Diệp tính tình kiêu ngạo cứng rắn, mặc dù em có thể ra lệnh cho nó, nhưng nếu để nó đi phục vụ anh thì chỉ sợ nó sẽ không đồng ý. Người phụ nữ kia nói. Em là quản lý Bách Hoa Lâu của quận Nam Thiên mà cô ta còn dám không nghe lời sao? Người đàn ông khinh thường nói. Em có một loại thuốc có thể khiến người ăn phải ngoan ngoãn nghe lời. Buổi tối em sẽ cho Hồng Diệp ăn, còn lại thì dựa vào anh rồi. Ánh mắt người phụ nữ hơi lóe lên. Mai Nhi, vẫn là em tốt nhất. Chúng ta làm thêm lần nữa.
Người đàn ông trẻ tuổi kia cười một tiếng dâm dục, muốn tái chiến thêm trận nữa. Đúng lúc này ngoài cửa vang lên tiếng nói, chị Mai, có người xông vào Bách Hoa Lâu. Xông vào Bách Hoa Lâu. Vẻ mặt người phụ nữ thay đổi, cô ta nhanh chóng đứng dậy. Ai, ai dám quấy rầy chuyện tốt của bản thiếu gia? Người đàn ông trẻ tuổi bất mãn nói. Lúc này, tại đại sảnh Bách Hoa Lâu, Diệp Phàm vắt chéo chân ngồi ở đại sảnh, khách hàng đều bị hắn dọa chạy hết sạch, trên mặt đất là vệ sĩ của Bách Hoa Lâu nằm la liệt. Anh là ai mà dám làm loạn tại Bách Hoa Lâu? Một cô gái mặc áo đỏ, ngũ quan tinh tế, vẻ mặt lạnh nhạt ngạo nghễ đi đến lớn tiếng nói với Diệp Phàm. Nhìn không tệ. Diệp Phàm nhìn cô gái áo đỏ kia, bình luận một câu. Soạt. Nghe thấy lời Diệp Phàm nói, vẻ mặt Hồng Diệp lạnh lẽo, trong tay xuất hiện một cây roi da vung thẳng về phía Diệp Phàm. Bốp, bốp, bốp. Roi da hất lên quất vào không trung, mạnh đến mức trong không trung cũng vang lên tiếng nổ. Nếu đánh vào người thì chắc chắn sẽ ra chóc thịt bong, vô cùng thê thảm. Mạnh mẽ vậy sao? Diệp Phàm nhếch miệng, hắn nâng tay lên nắm lấy cây roi da kia. Hồng Diệp nhìn Diệp Phàm nắm lấy roi da thì co lại muốn rút về. Kết quả tay nắm roi da của Diệp Phàm hơi động đậy, Hồng Diệp lập tức bị khống chế mà xoay một vòng, bị chính roi của mình cuốn lấy, xoay vòng vào ngực Diệp Phàm. Xinh đẹp như thế này mà sao tính cách lại hung dữ quá vậy? Diệp Phàm nhìn Hồng Diệp cười nhẹ một tiếng. Thả tôi ra. Vẻ mặt Hồng Diệp thay đổi, cô ấy trừng mắt nhìn Diệp Phàm. Đồ khốn, buông Hồng Diệp ra cho tôi. Lúc này người đàn ông trẻ tuổi kia đi từ trên tầng xuống. Thấy Hồng Diệp mình nhớ thương đã lâu đang nằm trong ngực Diệp Phàm thì tức giận kêu lên. Chị Mai kia cũng đã ăn mặc gọn gàng đi xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Diệp Phàm, cậu trai trẻ, cậu là ai? Dám làm loạn ở Bách Hoa Lâu của tôi, có biết hậu quả là gì không? Cô chính là người quản lý Bách Hoa Lâu quận Nam Thiên. Diệp Phàm nhìn người được gọi là chị Mai kia nói. Không sai. Chị Mai lạnh lùng nhìn Diệp Phàm. Cô trâu già gặm cỏ non đấy à? Diệp Phàm nhìn qua chị Mai và người đàn ông trẻ tuổi kia một cái, bật cười ngẫm nghĩ nói. Sắc mặt chị Mai trầm xuống, ánh mắt lóe lên ánh sáng lạnh, nói, người đâu, bắt người đó lại cho tôi. Bộp bộp bộp. Một giây sau, bên trong Bách Hoa Lâu có mấy trăm người xông ra, trong tay đều cầm vũ khí lao về phía Diệp Phàm. Người bên cạnh cô chắc là người thuộc võ đạo quận Nam Thiên nhỉ? Diệp Phàm đột nhiên nói. Dừng lại. Chị Mai nghe xong thì vẻ mặt thay đổi, cô ta kêu lên. Đám người của Bách Hoa Lâu lập tức dừng bước. Rốt cuộc cậu là ai? Ánh mắt chị Mai nhìn Diệp Phàm không chớp mắt. Diệp Phàm thả Hồng Diệp ra, hắn đứng thẳng dậy, lạnh nhạt nói, hôm nay tôi đến đây để thanh lý môn hộ. Bộp. Diệp Phàm vừa nói xong bốn chữ thanh lý môn hộ, chị Mai và người thanh niên trẻ tuổi đứng bên cạnh đồng thời thay đổi sắc mặt. Cậu có ý gì? Chị Mai lạnh lùng nhìn Diệp Phàm. Cô thân là quản lý Bách Hoa Lâu quận Nam Thiên mà lại cấu kết với người ngoài muốn thoát khỏi sự khống chế của tổng bộ Bách Hoa Lâu, có ý muốn phản bội Bách Hoa Lâu, hôm nay tôi đến đây để thanh lý môn hộ. Diệp Phàm nhìn chị Mai, lạnh lùng nói. Lúc này xung quanh vô cùng yên tĩnh. Sắc mặt của mọi người trong Bách Hoa Lâu đều không ngừng thay đổi. Anh nói hưu nói vượn cái gì vậy? Chị Mai sao có thể phản bội Bách Hoa Lâu được? Hồng Diệp nhìn Diệp Phàm phẫn nộ quát lớn. Nhãi con, Mai Lan tôi trở thành người quản lý Bách Hoa Lâu quận Nam Thiên đã mấy chục năm, cậu cho rằng chỉ với một câu của cậu là có thể nói tôi phản bội Bách Hoa Lâu sao? Hơn nữa dựa vào đâu mà cậu có thể thanh lý môn hộ? Cậu là cái thá gì? Mai Lan lạnh lẽo nhìn Diệp Phàm, khinh thường nói lớn. Dựa vào cái này, đủ chưa? Diệp Phàm trực tiếp lấy Bách Hoa lệnh ra. Bách Hoa lệnh? Tại sao cậu lại có Bách Hoa lệnh? Mai Lan nhìn Bách Hoa lệnh trong tay Diệp Phàm, nét mặt thay đổi, kinh sợ nói. Bách Hoa lệnh? Hồng Diệp nhìn Bách Hoa lệnh, ánh mắt lộ ra sự kinh ngạc. Lâu chủ Bách Hoa Lâu là ngũ sư phụ của tôi, cô nói xem vì sao tôi lại có Bách Hoa lệnh? Diệp Phàm lạnh lùng nói. Bộp bộp bộp. Diệp Phàm vừa dứt lời, vẻ mặt những người trong Bách Hoa Lâu đều thay đổi, ai nấy đều vô cùng chấn động. Nhất là Hồng Diệp, cô ấy mở to mắt nhìn Diệp Phàm, trong lòng vô cùng chấn động. Về phần Mai Lan, sắc mặt cô ta rất khó coi, ánh mắt sụt lại, nhìn Diệp Phàm không chớp mắt, cậu là đệ tử của lâu chủ. Sao có thể?
người của Bách Hoa Lâu nghe lệnh. Diệp Phàm quát to. Có thuộc hạ. Hồng Diệp ôm tay trả lời Diệp Phàm. Nhưng ở nơi này, ngoài cô ấy ra thì những người còn lại trong Bách Hoa Lâu không chút phản ứng, điều này khiến Hồng Diệp giật mình. Xem ra các người đều có ý định phản bội Bách Hoa Lâu. Ánh mắt Diệp Phàm nhìn lướt qua đám người ở Bách Hoa Lâu. Hừ, nhãi con, cho dù mày có là đệ tử của người đứng đầu Bách Hoa Lâu thì sao? Bọn họ đều là người của chị Mai, sẽ không có ai nghe theo lời của tên nhãi mày đâu. Người đàn ông trẻ tuổi kia nhìn Diệp Phàm khinh thường nói. Không ngờ đệ tử của Bách Hoa Lâu lại xuất hiện như vậy, thế cũng tốt, hạ anh ta không chừng còn có cơ hội khống chế toàn bộ Bách Hoa Lâu. Lúc này một người đàn ông trung niên vẻ mặt tàn nhẫn mặc áo bào đi đến bên cạnh người đàn ông kia nhìn Diệp Phàm lạnh lùng nói. Thẩm hộ pháp nói rất đúng. Người thanh niên trẻ tuổi kia gật nhẹ đầu, ánh mắt nhìn về phía Mai Lan, chị Mai, mau cho người đưa tên kia xuống đi. Người đâu? Mang xuống dưới. Ánh mắt lạnh lẽo của Mai Lan nhìn Diệp Phàm, cô ta ra lệnh. Đám người Bách Hoa Lâu lập tức muốn ra tay với Diệp Phàm. Dừng tay. Các người điên rồi à? Dám ra tay với thiếu chủ. Hồng Diệp nói với đám người kia, ánh mắt cô ấy chuyển về phía Mai Lan, chị Mai, chẳng lẽ chị thật sự cấu kết với người ngoài để phản bội Bách Hoa Lâu sao? Hồng Diệp, cô là thuộc hạ tôi coi trọng nhất, bây giờ cô đứng về phía tôi hay vẫn đứng về phía người kia? Mai Lan nhìn Hồng Diệp nói. Nét mặt Hồng Diệp không ngừng thay đổi, vẻ mặt vô cùng khó coi, cô ấy nhìn Mai Lan nói, thật xin lỗi chị Mai. Tôi là người của Bách Hoa Lâu, tôi sẽ không phản bội Bách Hoa Lâu, chị Mai, chị mau tỉnh ngộ đi, phản bội Bách Hoa Lâu sẽ không có kết cục tốt đâu. Hừ, lâu chủ ném Bách Hoa Lâu rồi biến mất mấy chục năm không quan tâm, bà ta đã không quan tâm Bách Hoa Lâu như vậy thì tại sao tôi phải mãi mãi trung thành? Bây giờ sau lưng tôi chính là Huyền Kiếm Tông đứng đầu giới võ đạo quận Nam Thiên, cho dù lâu chủ có xuất hiện thì có thể làm gì được tôi? Không bao lâu sau tôi sẽ nắm trong tay toàn bộ Bách Hoa Lâu của các quận, đến lúc đó tôi chính là lâu chủ mới của Bách Hoa Lâu. Ánh mắt Mai Lan tràn ngập dã tâm và dục vọng, cô ta cười lạnh nói. Si tâm vọng tưởng. Diệp Phàm nói bốn chữ, người nhanh chóng xuất hiện trước mặt Mai Lan, một tay bóp lấy cổ cô ta nâng lên cao. Buông chị Mai ra. Mau lên. Thanh niên trẻ tuổi kia thấy vậy thì biến sắc, anh ta kêu to. Thành viên Bách Hoa Lâu lúc này muốn lao về phía Diệp Phàm, kết quả ai nấy đều bị Hồng Diệp đánh bay ra ngoài. Các người đều là người của Bách Hoa Lâu, mọi người thật sự muốn phản bội Bách Hoa Lâu với Mai Lan sao? Hồng Diệp quát to với đám người. Người phản bội Bách Hoa Lâu, giết! Diệp Phàm lạnh lẽo nói. Rắc! Hắn nói xong thì lập tức bẻ gãy cổ Mai Lan. Ầm! Diệp Phàm vung tay lên. Thi thể Mai Lan va đập mạnh xuống trước mặt mọi người trong Bách Hoa Lâu. Đám người Bách Hoa Lâu nhìn thi thể Mai Lan, vẻ mặt người nào cũng thay đổi, ánh mắt không ngừng lấp lóe. Còn không mau bỏ vũ khí xuống tham kiến thiếu chủ. Hồng Diệp lại lần nữa quát. Thành viên Bách Hoa Lâu lập tức ném vũ khí đi, quỳ xuống nói với Diệp Phàm, thiếu chủ, thật xin lỗi. Mày! Người đàn ông trẻ tuổi kia thấy Mai Lan bị giết. Sắc mặt vô cùng khó coi, ánh mắt anh ta nhìn Diệp Phàm không chớp mắt. Diệp Phàm từ từ đi về phía anh ta. Thẩm hộ pháp, giết hắn cho tôi. Người đàn ông trẻ tuổi chỉ Diệp Phàm mà nói. Vụt! Ánh mắt người đàn ông trung niên kia ngưng lại, trong tay xuất hiện một thanh kiếm đâm về phía Diệp Phàm, thực lực của ông ta đã đạt đến huyền cảnh tứ trọng. Rắc! Một kiếm mang theo sát khí cứ vậy lao đến, Diệp Phàm vung hai ngón tay lên bẻ gãy kiếm của đối phương. Những mảnh kiếm gãy vụn giữa ngón tay Diệp Phàm lập tức đâm xuyên qua yết hầu của thẩm hộ pháp. Vị cao thủ huyền cảnh tứ trọng này cứ như vậy mở to mắt ngã trên mặt đất. Người đàn ông kia nhìn đến ngây người. Ánh mắt Diệp Phàm nhìn về phía đối phương, hắn tiếp tục đi đến. Mày không được qua đây, cha tao là tông chủ huyền kiếm tông, mày. Rắc, vị thiếu chủ huyền kiếm tông này còn chưa nói xong đã bị Diệp Phàm dùng một tay bóp nát cổ. Bộp. Lúc này ánh mắt Diệp Phàm nhìn về phía đám người Bách Hoa Lâu, các người thân là thành viên của Bách Hoa Lâu nhưng lại có ý muốn phản bội Bách Hoa Lâu, các người phải nhận tội gì? Người thuộc Bách Hoa Lâu lập tức mặt mũi trắng bệch, không ngừng run rẩy. Thiếu chủ, bọn họ đều bị Mai Lan lôi kéo, mong thiếu chủ cho họ một cơ hội. Hồng Diệp quỳ xuống nói với Diệp Phàm. Nhớ rõ, nếu ai dám phản bội Bách Hoa Lâu,
giết không tha. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Rõ. Đa tạ thiếu chủ. Đám người Bách Hoa Lâu như được đại xá, liên tục nói với Diệp Phàm. Cô tên là Hồng Diệp. Ánh mắt Diệp Phàm nhìn về phía Hồng Diệp. Vâng. Hồng Diệp thấy Diệp Phàm nhìn về phía mình, sắc mặt thay đổi, cô ấy nói, vừa rồi thuộc hạ không biết thân phận của thiếu chủ nên đã mạo phạm ngài, xin thiếu chủ giáng tội. Tính cách cô hơi nóng vội, sau này sửa đi. Từ hôm nay trở đi cô chính là quản lý Bách Hoa Lâu quận Nam Thiên. Diệp Phàm nhìn Hồng Diệp nói. Hồng Diệp nghe hắn nói xong thì sững người, ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm, thiếu chủ, ngài muốn để tôi làm quản lý sao? Sao, cô không muốn? Thuộc hạ sợ bản thân không làm được. Để ai làm quản lý là chuyện của tôi, có làm được hay không là chuyện của cô. Diệp Phàm lạnh nhạt nhìn Hồng Diệp. Hồng Diệp khom lưng, vâng, thuộc hạ nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của thiếu chủ. Đưa thi thể của hai người họ về Huyền Kiếm Tông, nói với bọn họ, nếu dám có ý đồ với Bách Hoa Lâu thì Huyền Kiếm Tông cũng không cần tồn tại nữa. Diệp Phàm ra lệnh. Rõ. Hồng Diệp gật đầu. Sau khi xử lý xong những thứ này, Diệp Phàm rời khỏi Bách Hoa Lâu. Lúc đầu Diệp Phàm dự định đi tìm Sở Sở. Kết quả hắn đi chưa được bao xa thì thấy phía trước có một đám người vây quanh, vì hiếu kỳ nên Diệp Phàm bước về phía đó. Trong đám đông, có một ông lão ăn mặc giản dị nằm trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, đôi môi tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt, bên cạnh là một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, nắm chặt tay ông lão, lo lắng nói, ông nội, ông tỉnh lại đi, ông đừng làm cháu sợ, ai gọi 120 giúp tôi với. Ông nội cô bị nhồi máu cơ tim, bây giờ đưa đến bệnh viện sợ là không kịp. Để tôi. Lúc này, một đôi nam nữ trẻ tuổi xuất hiện, người đàn ông kia nhìn cô gái nói. Anh là bác sĩ sao? Cô gái nhìn người đàn ông. Sư huynh của tôi là một trong năm bác sĩ thiên tài của y các. Người phụ nữ bên cạnh chàng trai trẻ tuổi kia tự hào nói. Hóa ra là người của y các. Mọi người vây xem đều kinh ngạc. Y các là tổ chức y tế tư nhân lớn nhất Long Quốc, đương nhiên được nhiều người biết đến. Rất nhiều người bị bệnh nặng cũng không đến bệnh viện mà lại đến y các để chữa trị. Bởi vì y thuật của người trong y các tốt hơn bác sĩ trong bệnh viện rất nhiều. Xin anh hãy cứu ông nội tôi. Cô gái kia biết được danh tính của chàng trai, như đứa trẻ chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng, vội vàng cầu xin. Yên tâm, có tôi ở đây, ông nội cô sẽ không sao đâu. Chàng trai tự tin nói. Chàng trai trực tiếp ngồi xổm xuống bên cạnh ông lão, lấy một hộp kim ra, lấy một cây kim bạc dài khoảng 2 tấc đâm vào một huyệt trên ngực ông lão. Cây kim này của cậu nếu đâm xuống, e là ông lão này phải chuẩn bị quan tài rồi. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Giọng nói vừa vang lên, tất cả mọi người đều sửng sốt, đưa mắt nhìn về nơi phát ra giọng nói. Mà lời này là của Diệp Phàm. Chàng trai của y các kia nhìn Diệp Phàm, anh à, anh nói vậy là có ý gì? Kim này của cậu không phải đang cứu người, mà là đang giết người. Diệp Phàm nhìn chàng trai, lạnh nhạt nói. Nghe Diệp Phàm nói vậy, chàng trai biến sắc, vẻ mặt vô cùng khó coi. Này, anh đang nói gì vậy? Sư huynh tôi là thiên tài của y các, y thuật của anh ấy còn giỏi hơn cả ngự y trong ngự y viện, anh dựa vào cái gì mà nói anh ấy đang giết người? Anh từ đâu ra vậy? Lúc này, người phụ nữ bất mãn hét lên với Diệp Phàm. Đúng vậy, người ta là người của y các, đang cứu người, sao lại nói là đang giết người chứ? Tôi thấy người này là đang ra vẻ lòe thiên hạ mà thôi. Mọi người có mặt đều lần lượt chỉ trích Diệp Phàm. Tôi mặc kệ anh là ai, nhưng tôi là người của y các, không thể chấp nhận bị anh vu khống được. Hôm nay tôi sẽ cho anh thấy rốt cuộc tôi là đang cứu người hay là đang giết người. Chàng trai của y các kia nhìn Diệp Phàm, hừ lạnh một tiếng, kim bạc trong tay đâm thẳng vào huyệt đạo trên ngực ông lão, bắt đầu xoắn nhẹ. Hừ, chờ xem sư huynh tôi khiến anh mất mặt thế nào đi. Người phụ nữ nhìn Diệp Phàm, đắc ý nói. Một phút sau, khi mọi người đang mong chờ chàng trai y các cứu sống ông lão và mặt Diệp Phàm, cơ thể ông lão đột nhiên run rẩy dữ dội, sắc mặt càng trắng hơn, hơi thở cực kỳ yếu ớt, nhìn như thể sẽ chết bất cứ lúc nào. Ông nội, ông sao vậy? Cô gái kia liên tục gọi ông nội, vội vàng nhìn chàng trai y các, ông nội tôi bị sao vậy? Không phải anh nói có thể chữa trị cho ông nội tôi sao?
Sao lại như vậy? Không đúng chút nào. Mà chàng trai y các kia thấy cảnh tượng này, vẻ mặt không dám tin, nhanh chóng lấy ra một cây kim bạc khác, định đâm vào người ông lão lần nữa. Y thuật không giỏi thì đừng làm mình mất mặt thêm nữa. Diệp Phàm tiến lên một bước, nắm lấy tay chàng tay đẩy sang một bên. Sau đó, Diệp Phàm rút kim bạc mà chàng trai đã đâm vào người ông lão ra, rồi lấy kim bạc của mình đâm vào một tử huyệt của ông ấy. Đó là tử huyệt, sẽ chết người. Chàng trai y các thấy Diệp Phàm đâm kim vào tử huyệt, vội vàng kêu lên. Người này muốn làm gì vậy? Anh ta điên rồi sao? Tuy rằng mọi người không hiểu y thuật, nhưng đều biết trên cơ thể người có rất nhiều huyệt đạo, trong đó có tử huyệt, nếu đâm trúng tử huyệt, sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Khi bác sĩ bình thường châm cứu cũng không thể đâm vào tử huyệt, đây rõ ràng là giết người. Nhưng người đàn ông trước mặt lại đâm kim vào tử huyệt của người khác, không phải điên rồi sao? Sắc mặt của cô gái kia cũng thay đổi, muốn nói gì đó với Diệp Phàm, đột nhiên có người lên tiếng, mau nhìn đi, sắc mặt ông lão khôi phục bình thường rồi. Lúc này mọi người lập tức đổ dồn ánh mắt về phía ông lão. Vẻ mặt vốn trắng bệch xanh xao của ông lão đã hồng hào trở lại, hơi thở yếu ớt cũng bắt đầu khôi phục bình thường, thậm chí đôi môi tái nhợt cũng bình thường lại. Sau vài giây, không ngờ ông lão từ từ mở mắt, tỉnh lại. Ông nội! Cô gái kia thấy ông nội tỉnh lại, kích động kêu lên. Vậy mà cứu được rồi. Đây, giờ khắc này, toàn bộ mọi người có mặt đều không dám tin. Mà đôi nam nữ của y các càng kinh ngạc hơn, trừng to mắt. Sao có thể chứ? Chàng trai y các thấy Diệp Phàm dùng kim bạc đâm vào tử huyệt vậy mà lại có thể cứu người, trong lòng không thể chấp nhận sự thật này. Anh trai, cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã cứu ông nội tôi. Cô gái kia nhìn Diệp Phàm, vẻ mặt cảm kích nói. Chuyện nhỏ mà thôi. Diệp Phàm mỉm cười, hắn đứng dậy, nhìn lướt qua chàng trai y các kia, tôi còn tưởng y thuật của y các giỏi đến mức nào, hóa ra cũng chỉ là mèo ba chân. Trước đây Diệp Phàm còn có chút kỳ vọng với y các, muốn so tài một phen, hiện giờ xem ra, cũng chỉ có vậy mà thôi. Anh! Nghe thấy lời nói của Diệp Phàm, chàng trai kia tức giận nhìn hắn. Anh ơi, anh đợi chút. Đúng lúc Diệp Phàm chuẩn bị rời đi, cô gái kia đột nhiên kêu lên. Còn có việc gì sao? Diệp Phàm nhìn đối phương một cái. Anh ơi, cảm ơn anh đã cứu ông nội tôi cũng không có gì để cảm ơn anh. Dược liệu này là tôi đã hái được lúc trước, tôi tặng nó cho anh, có thể nó không phải dược liệu tốt gì, mong anh đừng chê. Cô gái lấy một cái hộp trên người mở ra trước mặt Diệp Phàm, bên trong chứa một cây thuốc màu xanh dương. Diệp Phàm nhìn chằm chằm nó, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Là băng tâm thảo. Đây là linh dược vô cùng quý hiếm. Chàng trai y các kia thấy cây thuốc, vẻ mặt kinh ngạc nói. Dược liệu này rất quý, cô giữ lại cho mình đi. Diệp Phàm nhìn cô gái nói. Băng tâm thảo này là một loại linh dược quý hiếm, hơn nữa cũng có tác dụng với Diệp Phàm, nhưng hắn không muốn lừa lấy linh dược quý hiếm từ tay một cô gái như vậy. Dược liệu này đối với tôi mà nói cũng không quan trọng bằng ông nội, hôm nay anh cứu ông nội tôi, dược liệu này giao cho anh. Cô gái trực tiếp đưa băng tâm thảo cho Diệp Phàm rồi cùng ông nội rời đi. Anh trai này, tôi muốn mua dược liệu trong tay anh có thể ra giá. Chàng trai y các đi đến trước mặt Diệp Phàm nói, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm vào linh dược trong tay hắn. Không bán. Diệp Phàm trực tiếp từ chối nói. Này, anh bị sao vậy? Sư huynh tôi muốn mua dược liệu của anh, đó là vinh hạnh của anh dám không bán sao? Anh muốn trở thành kẻ thù của y các chúng tôi sao? Người phụ nữ kia kiêu ngạo vênh mặt nói với Diệp Phàm. Bốp! Diệp Phàm lạnh lùng, vung một cái tát, trực tiếp tát bay cô ta ra xa. Anh dám đánh sư muội tôi? Chàng trai y các tối sầm mặt, công kích về phía Diệp Phàm, mà anh ta cũng là một võ giả nhân cảnh bậc 6. Bốp! Diệp Phàm lại tát anh ta một cái, rồi sau đó trực tiếp rời đi. Khốn kiếp! Chàng trai y các nằm trên đất, nửa bên mặt sưng đỏ, hộc máu, vẻ mặt phẫn nộ quát lên. Anh ta là một trong thiên tài của y các, là một thiên tài y học được mọi người đánh giá cao, chưa bao giờ phải chịu nhục nhã như vậy. Lúc này người đàn ông lấy điện thoại ra gọi đi. Mà Diệp Phàm trực tiếp đi đến buổi họp trao đổi kinh doanh mà Đường Sở tham dự. Trong một tòa nhà ở trung tâm thành phố Giang Thiên đang có một buổi tiệc rất lớn.
Đây là nơi diễn ra cuộc trao đổi kinh doanh do các quan chức quận Nam Thiên tổ chức. Lúc này, tất cả những người có tên tuổi trong giới kinh doanh đều đang tụ tập ở đây, các CEO của các công ty có tên tuổi ở quận Nam Thiên cũng có mặt, bao gồm cả các lão đại trong giới cũng xuất hiện. Có thể thấy tiêu chuẩn của cuộc trao đổi kinh doanh này cao đến mức nào, người thường căn bản không có tư cách tham gia. Trong bữa tiệc, Đường Sở Sở đang trao đổi với vài vị lãnh đạo có tiếng trong giới kinh doanh của quận Nam Thiên. Tuy Đường Sở Sở được coi là hậu bối trong giới, nhưng hiện giờ tập đoàn Đường Thị đã trở thành một công ty có tiếng ở Long Quốc nhờ Đan Chú Nhan. Những người này cũng không thể không nể mặt Đường Sở Sở mấy phần, nếu đổi thành người khác thì không có tư cách nói chuyện với họ. Hải thiếu gia, Hải thiếu gia. Lúc này, mọi người nhìn thấy một thanh niên mặc vest trắng, tóc bóng mượt, đều cung kính gọi. Thật là một cô gái xinh đẹp. Người này đang đi dạo xung quanh, ánh mắt chú ý đến Đường Sở Sở, hai mắt lập tức sáng ngờ, đi tới bên cạnh Đường Sở Sở. Hải thiếu gia. Mấy người đang nói chuyện với Đường Sở Sở thấy thanh niên này tới vội vàng kêu lên. Người đẹp, cô là người của công ty nào vậy? Sao trước kia tôi chưa từng gặp cô? Chàng trai này nhìn chằm chằm Đường Sở Sở bằng ánh mắt xấu xa, đảo mắt từ trên xuống dưới một vòng, còn chậc lưỡi thành tiếng. Đường Sở Sở lộ vẻ khó chịu, nhưng vẫn giữ bình tĩnh nói, tôi là chủ tịch tập đoàn Đường Thị ở quận Giang Nam, thiếu gia chưa gặp tôi cũng bình thường. Ồ, hóa ra là tập đoàn Đường Thị đang nổi tiếng gần đây sao, không ngờ chủ tịch của Đường Thị lại trẻ trung xinh đẹp như vậy. Không biết chủ tịch Đường có rảnh không, tôi muốn mời chủ tịch Đường một ly. Thanh niên nhìn Đường Sở Sở, nở nụ cười mờ ám. Xin lỗi, tôi không rảnh. Đường Sở Sở lập tức từ chối, muốn rời đi. Chủ tịch Đường làm vậy là không muốn nể mặt Hải Phong tôi sao? Thanh niên kia lạnh lùng nhìn Đường Sở Sở, tôi vừa nghe mọi người trò chuyện, chủ tịch Đường đang muốn tìm kiếm đối tác ở quận Nam Thiên để phát triển Đường Thị đúng không? Đúng vậy. Đường Sở Sở liếc nhìn đối phương rồi nói. Nếu hôm nay chủ tịch Đường dám không nể mặt tôi, vậy tôi có thể cam đoan, cô chắc chắn không thể tìm được một đối tác nào ở quận Nam Thiên, thậm chí tập đoàn Đường Thị của cô cũng sẽ không có chỗ đứng ở quận Nam Thiên. Hải Phong nhìn Đường Sở Sở, tự tin nói. Mà lời nói của hắn ta khiến Đường Sở Sở biến sắc, nhìn về phía những người đứng đầu trong giới kinh doanh của quận Nam Thiên. Bọn họ đều cúi đầu, như thể đang ngầm thừa nhận lời nói của Hải Phong. Đến cả những lão đại của quận Nam Thiên cũng im lặng, không hề phản đối lời nói của Hải Phong. Có thể thấy Hải thiếu gia này không hề đơn giản, đủ để cả giới kinh doanh của quận Nam Thiên đều phải kính sợ hắn ta, không dám làm trái mệnh lệnh của hắn ta. Cảm ơn Hải thiếu gia đã nhắc nhở, nhưng tôi không quan tâm. Đường Sở Sở liếc Hải Phong một cái, lạnh lùng nói. Nói xong cô liền rời đi. Hải Phong nghe Đường Sở Sở nói vậy, khinh thường nói, quận Nam Thiên này không ai dám từ chối Hải Phong này. Hắn ta vừa dứt lời, một đám người mặc đồ đen lao ra ngăn cản Đường Sở Sở. Đúng lúc này, một bóng đen xuất hiện, lao thẳng về phía đám người mặc đồ đen. Chỉ trong chớp mắt, đám người mặc đồ đen đều bị giết sạch. Mọi người thấy cảnh tượng này đều biến sắc, bị dọa sợ. Mày! Sắc mặt Hải Phong trầm xuống, nói với Đường Sở Sở. Bà xã, muốn giết hắn ta không? Bóng đen nhìn Hải Phong, rồi nói với Đường Sở Sở. Bỏ đi! Đường Sở Sở lắc đầu, không muốn truy cứu. Khốn kiếp, đợi đó cho tao, tao bảo đảm không để chúng mày rời khỏi quận Nam Thiên. Hải Phong lạnh lùng nhìn Đường Sở Sở, quát lên. Bóng đen nghe vậy, trong mắt lộ ra một tia sát ý nhìn về phía Hải Phong, rồi bay thẳng đến chỗ đối phương. Mày muốn làm gì? Tao nói mày biết, cha tao là tổng giám đốc của chi nhánh tập đoàn Sở Thị ở quận Nam Thiên, mày dám động vào một sợi tóc của tao thì mày chết chắc rồi. Hải Phong thấy bóng đen lao tới, lập tức biến sắc, nhưng vẫn cứng miệng hét lên. Tập đoàn Sở Thị là cọng lông gì? Dám mắng bà xã tao, giết. Diệp Phàm đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt lạnh lùng quát. Bóng đen bay thẳng về phía Hải Phong. Dừng lại. Lúc này có một tiếng hét vang lên nhưng đã quá muộn. Chỉ thấy bóng đen vung tay, máu lập tức bắn ra tung tóe từ cổ Hải Phong. Hắn ta trừng mắt thật to, chỉ vào bóng đen muốn nói gì đó, nhưng còn chưa kịp nói gì đã tắt thở. Lúc này, mọi người lập tức xông tới, dẫn đầu là quận thủ quận Nam Thiên, Hà Thiên. Khi thấy Hải Phong ngã xuống đất, ông ta biến sắc,
vẻ mặt vô cùng khó coi. Mà khi các nhân vật lớn trong giới kinh doanh của quận Nam Thiên nhìn thấy cảnh này, cũng đều tỏ ra kinh ngạc. Con trai của người đứng đầu quận Nam Thiên thật sự bị giết rồi. Thân là con trai của Hải Tương Đông, tổng giám đốc chi nhánh sở thị ở quận Nam Thiên, cả quận Nam Thiên này không ai dám đắc tội Hải thiếu gia, ngay cả bá Vương Minh trước kia cũng sẽ không dễ dàng đắc tội hắn ta, dù sao thì cha hắn ta cũng là người của tập đoàn sở thị. Tập đoàn sở thị, chính là một truyền thuyết ở Long Quốc. Trong giới kinh doanh của Long Quốc, ai cũng biết đến sự tồn tại của Thương hội Thiên Long, chỉ cần rung chân một cái thôi cũng đủ làm cho giới kinh doanh của Long Quốc chấn động. Nhưng ở Long Quốc còn có một thế lực khác có thể cạnh tranh với Thương hội Thiên Long, đó là tập đoàn sở thị. Tập đoàn sở thị này mới thành lập được 10 năm, nhưng dưới sự lãnh đạo của vị chủ tịch kỳ quái đó, đã nhanh chóng trở thành tập đoàn hàng đầu Long Quốc, sản nghiệp trải rộng từng ngóc ngách của Long Quốc. Thậm chí tập đoàn sở thị còn có mấy chục trụ sở chi nhánh lớn ở nước ngoài, đứng trong top 10 các công ty hàng đầu thế giới, đủ sức để cạnh tranh với tập đoàn tài phiệt hàng đầu thế giới. Nếu nói Thương hội Thương Long là một gã khổng lồ trong giới kinh doanh của Long Quốc, vậy thì tập đoàn sở thị còn có trọng lượng quan trọng trên toàn thế giới. Không quá lời khi nói rằng tập đoàn sở thị có thể làm phá sản một công ty top 500 chỉ với một lời nói. Đây là sự đáng sợ của tập đoàn sở thị. Cũng là nguyên nhân vì sao những người ở quận Nam Thiên không dám trái lời Hải thiếu gia. Dù sao thì cha hắn ta cũng là tổng giám đốc của chi nhánh sở thị ở quận Nam Thiên, quản lý sản nghiệp của sở thị ở cả quận Nam Thiên này, quyền lực vô cùng cao, được xem là giám đốc cấp cao trong tập đoàn sở thị, địa vị không thua kém gì cửu đại tài thần của Thương hội Thiên Long. Chỉ cần ông ta ra tay là có thể khiến cho các nhân vật lớn trong giới kinh doanh đang có mặt ở đây mất hết tất cả. Ai dám đắc tội một người như vậy chứ? Nhưng bây giờ con trai của một người có lai lịch không tầm thường này lại bị người ta giết chết. Điều này khiến mọi người nhất thời không thể chấp nhận. Cậu giết Hải thiếu gia, gây ra đại họa, người đâu, bắt lấy hắn cho tôi. Quận thủ quận Nam Thiên nhìn vào bóng đen, giận dữ hét lên. Một nhóm binh lính từ phía sau lập tức lao về phía bóng đen. Tôi xem ai dám động vào người của tôi. Diệp Phàm lạnh lùng đi tới. Cậu là ai? Hà Thiên liếc nhìn Diệp Phàm, cau mày. Ông không cần biết tôi là ai, ông chỉ cần biết rằng người của tôi, ông không thể động vào. Diệp Phàm cường thế nói. Ngông cuồng, hôm nay để tôi xem thử có gì mà không thể động vào. Bắt hết cho tôi. Sắc mặt Hà Thiên trầm xuống, trực tiếp phất tay. Đám binh lính lập tức muốn cùng nhau bắt lấy Diệp Phàm. Diệp Phàm tiến lên một bước, lập tức bóp chặt cổ Hạ Thiên, lạnh lùng nói, ông muốn chết sao? Mọi người đều sợ hãi khi thấy Diệp Phàm dám tấn công quận thủ. Cậu, quận thủ bị Diệp Phàm bóp đến nỗi mặt đỏ bừng, nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Buông quận thủ ra. Đám binh lính chỉ vào Diệp Phàm kêu lên. Bốp, Diệp Phàm vung tay, vị quận thủ này trực tiếp bị ném ra ngoài, ngã xuống đất hộc máu. Cút, Diệp Phàm hung hăng nói. Hắn trực tiếp kéo tay Đường Sở Sở ra ngoài, bóng đen nho nhỏ cũng theo phía sau. Mà đám binh lính kia bị khí thế của Diệp Phàm dọa sợ không dám nhúc nhích. Giờ phút này, mọi người có mặt đều khiếp sợ. Đám lão đại của giới kinh doanh ở quận Nam Thiên cũng ngây người. Xem ra quận Nam Thiên sắp có sóng gió lớn rồi. Mọi người âm thầm bàn luận. Con trai của Hải Hướng Đông đã chết, sao ông ta có thể bỏ qua? Nếu ông ta tức giận, sẽ khiến cả tập đoàn sở thị chấn động theo. Đến lúc đó, hậu quả là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Diệp Phàm cũng không để tâm lắm, hắn dẫn Đường Sở Sở đi tìm một khách sạn, thuê một phòng. Anh Tiểu Phàm, chúng ta thuê phòng làm gì vậy? Trong phòng khách sạn, Đường Sở Sở nhìn Diệp Phàm ngượng ngùng nói, trong lòng đang mơ mộng đủ kiểu. Ngốc quá, đừng nghĩ bậy, chỉ là anh vừa tìm được một cây linh dược quý, đúng lúc có thể giúp em tăng thực lực, nên mới thuê phòng để em tu luyện. Diệp Phàm thấy vẻ mặt Đường Sở Sở, lập tức đoán được suy nghĩ của cô, không khỏi bật cười. Là vậy sao? Đường Sở Sở biết mình đã hiểu lầm Diệp Phàm, mặt đỏ bừng, vô cùng xấu hổ. Diệp Phàm quả thật dự định dùng băng tâm thảo giúp Đường Sở Sở tu luyện. Băng tâm thảo này đủ để tăng cường sức mạnh rất lớn. Khi Diệp Phàm đang chuẩn bị giúp Đường Sở Sở nâng cao thực lực, trụ sở Bách Hoa Lâu ở đế đô xa xôi lại có một nhóm khách không mời mà đến. Là các người.
Trần Sư Sư đứng đầu Bách Hoa Lâu nhìn thấy nhóm người này, vẻ mặt vô cùng khó coi. Trong một tòa nhà ở trung tâm thành phố Giang Thiên đang có một buổi tiệc rất lớn. Đây là nơi diễn ra cuộc trao đổi kinh doanh do các quan chức quận Nam Thiên tổ chức. Lúc này, tất cả những người có tên tuổi trong giới kinh doanh đều đang tụ tập ở đây, các CEO của các công ty có tên tuổi ở quận Nam Thiên cũng có mặt, bao gồm cả các lão đại trong giới cũng xuất hiện. Có thể thấy tiêu chuẩn của cuộc trao đổi kinh doanh này cao đến mức nào, người thường căn bản không có tư cách tham gia. Trong bữa tiệc, Đường Sở Sở đang trao đổi với vài vị lãnh đạo có tiếng trong giới kinh doanh của quận Nam Thiên. Tuy Đường Sở Sở được coi là hậu bối trong giới, nhưng hiện giờ tập đoàn Đường Thị đã trở thành một công ty có tiếng ở Long Quốc nhờ Đan Chú Nhan. Những người này cũng không thể không nể mặt Đường Sở Sở mấy phần, nếu đổi thành người khác thì không có tư cách nói chuyện với họ. Hải thiếu gia, Hải thiếu gia. Lúc này, mọi người nhìn thấy một thanh niên mặc vest trắng, tóc bóng mượt, đều cung kính gọi. Thật là một cô gái xinh đẹp. Người này đang đi dạo xung quanh, ánh mắt chú ý đến Đường Sở Sở, hai mắt lập tức sáng ngờ, đi tới bên cạnh Đường Sở Sở. Hải thiếu gia. Mấy người đang nói chuyện với Đường Sở Sở thấy thanh niên này tới vội vàng kêu lên. Người đẹp, cô là người của công ty nào vậy? Sao trước kia tôi chưa từng gặp cô? Chàng trai này nhìn chằm chằm Đường Sở Sở bằng ánh mắt xấu xa, đảo mắt từ trên xuống dưới một vòng, còn chậc lưỡi thành tiếng. Đường Sở Sở lộ vẻ khó chịu, nhưng vẫn giữ bình tĩnh nói, tôi là chủ tịch tập đoàn Đường Thị ở quận Giang Nam, thiếu gia chưa gặp tôi cũng bình thường. Ồ, hóa ra là tập đoàn Đường Thị đang nổi tiếng gần đây sao, không ngờ chủ tịch của Đường Thị lại trẻ trung xinh đẹp như vậy. Không biết chủ tịch Đường có rảnh không, tôi muốn mời chủ tịch Đường một ly. Thanh niên nhìn Đường Sở Sở, nở nụ cười mờ ám. Xin lỗi, tôi không rảnh. Đường Sở Sở lập tức từ chối, muốn rời đi. Chủ tịch Đường làm vậy là không muốn nể mặt Hải Phong tôi sao? Thanh niên kia lạnh lùng nhìn Đường Sở Sở, tôi vừa nghe mọi người trò chuyện, chủ tịch Đường đang muốn tìm kiếm đối tác ở quận Nam Thiên để phát triển Đường Thị đúng không? Đúng vậy. Đường Sở Sở liếc nhìn đối phương rồi nói. Nếu hôm nay chủ tịch Đường dám không nể mặt tôi, vậy tôi có thể cam đoan, cô chắc chắn không thể tìm được một đối tác nào ở quận Nam Thiên, thậm chí tập đoàn Đường Thị của cô cũng sẽ không có chỗ đứng ở quận Nam Thiên. Hải Phong nhìn Đường Sở Sở, tự tin nói. Mà lời nói của hắn ta khiến Đường Sở Sở biến sắc, nhìn về phía những người đứng đầu trong giới kinh doanh của quận Nam Thiên. Bọn họ đều cúi đầu, như thể đang ngầm thừa nhận lời nói của Hải Phong. Đến cả những lão đại của quận Nam Thiên cũng im lặng, không hề phản đối lời nói của Hải Phong. Có thể thấy Hải thiếu gia này không hề đơn giản, đủ để cả giới kinh doanh của quận Nam Thiên đều phải kính sợ hắn ta, không dám làm trái mệnh lệnh của hắn ta. Cảm ơn Hải thiếu gia đã nhắc nhở, nhưng tôi không quan tâm. Đường Sở Sở liếc Hải Phong một cái, lạnh lùng nói. Nói xong cô liền rời đi. Hải Phong nghe Đường Sở Sở nói vậy, khinh thường nói. Quận Nam Thiên này không ai dám từ chối Hải Phong này. Hắn ta vừa dứt lời, một đám người mặc đồ đen lao ra ngăn cản Đường Sở Sở. Đúng lúc này, một bóng đen xuất hiện, lao thẳng về phía đám người mặc đồ đen. Chỉ trong chớp mắt, đám người mặc đồ đen đều bị giết sạch. Mọi người thấy cảnh tượng này đều biến sắc, bị dọa sợ. Mày! Sắc mặt Hải Phong trầm xuống, nói với Đường Sở Sở. Bà xã! Muốn giết hắn ta không? Bóng đen nhìn Hải Phong, rồi nói với Đường Sở Sở. Bỏ đi. Đường Sở Sở lắc đầu, không muốn truy cứu. Khốn kiếp, đợi đó cho tao, tao bảo đảm không để chúng mày rời khỏi quận Nam Thiên. Hải Phong lạnh lùng nhìn Đường Sở Sở, quát lên. Bóng đen nghe vậy, trong mắt lộ ra một tia sát ý nhìn về phía Hải Phong, rồi bay thẳng đến chỗ đối phương. Mày, mày muốn làm gì? Tao nói mày biết. Cha tao là tổng giám đốc của chi nhánh tập đoàn Sở Thị ở quận Nam Thiên, mày dám động vào một sợi tóc của tao thì mày chết chắc rồi. Hải Phong thấy bóng đen lao tới, lập tức biến sắc, nhưng vẫn cứng miệng hét lên. Tập đoàn Sở Thị là cọng lông gì, dám mắng bà xã tao, giết. Diệp Phàm đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt lạnh lùng quát. Bóng đen bay thẳng về phía Hải Phong. Dừng lại. Lúc này có một tiếng hét vang lên nhưng đã quá muộn. Chỉ thấy bóng đen vung tay, máu lập tức bắn ra tung tóe từ cổ Hải Phong, hắn ta trừng mắt thật to, chỉ vào bóng đen muốn nói gì đó, nhưng còn chưa kịp nói gì đã tắt thở.
Lúc này, mọi người lập tức xông tới, dẫn đầu là quận thủ quận Nam Thiên, Hà Thiên. Khi thấy Hải Phong ngã xuống đất, ông ta biến sắc, vẻ mặt vô cùng khó coi. Mà khi các nhân vật lớn trong giới kinh doanh của quận Nam Thiên nhìn thấy cảnh này, cũng đều tỏ ra kinh ngạc. Con trai của người đứng đầu quận Nam Thiên thật sự bị giết rồi. Thân là con trai của Hải Tương Đông, tổng giám đốc chi nhánh sở thị ở quận Nam Thiên, cả quận Nam Thiên này không ai dám đắc tội Hải thiếu gia, ngay cả bá vương Minh trước kia cũng sẽ không dễ dàng đắc tội hắn ta, dù sao thì cha hắn ta cũng là người của tập đoàn sở thị. Tập đoàn sở thị, chính là một truyền thuyết ở Long Quốc. Trong giới kinh doanh của Long Quốc, ai cũng biết đến sự tồn tại của Thương hội Thiên Long, chỉ cần rung chân một cái thôi cũng đủ làm cho giới kinh doanh của Long Quốc chấn động. Nhưng ở Long Quốc còn có một thế lực khác có thể cạnh tranh với Thương hội Thiên Long, đó là tập đoàn sở thị. Tập đoàn sở thị này mới thành lập được 10 năm, nhưng dưới sự lãnh đạo của vị chủ tịch kỳ quái đó, đã nhanh chóng trở thành tập đoàn hàng đầu Long Quốc, sản nghiệp trải rộng từng ngóc ngách của Long Quốc. Thậm chí tập đoàn sở thị còn có mấy chục trụ sở chi nhánh lớn ở nước ngoài, đứng trong top 10 các công ty hàng đầu thế giới, đủ sức để cạnh tranh với tập đoàn tài phiệt hàng đầu thế giới. Nếu nói Thương hội Thương Long là một gã khổng lồ trong giới kinh doanh của Long Quốc, vậy thì tập đoàn sở thị còn có trọng lượng quan trọng trên toàn thế giới. Không quá lời khi nói rằng tập đoàn sở thị có thể làm phá sản một công ty top 500 chỉ với một lời nói. Đây là sự đáng sợ của tập đoàn sở thị. Cũng là nguyên nhân vì sao những người ở quận Nam Thiên không dám trái lời Hải thiếu gia. Dù sao thì cha hắn ta cũng là tổng giám đốc của chi nhánh sở thị ở quận Nam Thiên. Quản lý sản nghiệp của sở thị ở cả quận Nam Thiên này, quyền lực vô cùng cao, được xem là giám đốc cấp cao trong tập đoàn sở thị, địa vị không thua kém gì cửu đại tài thần của Thương hội Thiên Long. Chỉ cần ông ta ra tay là có thể khiến cho các nhân vật lớn trong giới kinh doanh đang có mặt ở đây mất hết tất cả. Ai dám đắc tội một người như vậy chứ? Nhưng bây giờ con trai của một người có lai lịch không tầm thường này lại bị người ta giết chết. Điều này khiến mọi người nhất thời không thể chấp nhận. Cậu giết Hải thiếu gia, gây ra đại họa, người đâu, bắt lấy hắn cho tôi. Quận thủ quận Nam Thiên nhìn vào bóng đen, giận dữ hét lên. Một nhóm binh lính từ phía sau lập tức lao về phía bóng đen. Tôi xem ai dám động vào người của tôi. Diệp Phàm lạnh lùng đi tới. Cậu là ai? Hà Thiên liếc nhìn Diệp Phàm, cau mày. Ông không cần biết tôi là ai, ông chỉ cần biết rằng người của tôi, ông không thể động vào. Diệp Phàm cường thế nói. Ngông cuồng, hôm nay để tôi xem thử có gì mà không thể động vào. Bắt hết cho tôi. Sắc mặt Hà Thiên trầm xuống, trực tiếp phất tay. Đám binh lính lập tức muốn cùng nhau bắt lấy Diệp Phàm. Diệp Phàm tiến lên một bước, lập tức bóp chặt cổ Hà Thiên, lạnh lùng nói, ông muốn chết sao? Mọi người đều sợ hãi khi thấy Diệp Phàm dám tấn công quận thủ. Cậu! Quận thủ bị Diệp Phàm bóp đến nỗi mặt đỏ bừng. Nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Buông quận thủ ra. Đám binh lính chỉ vào Diệp Phàm kêu lên. Bốp. Diệp Phàm vung tay, vị quận thủ này trực tiếp bị ném ra ngoài, ngã xuống đất hộc máu. Cút. Diệp Phàm hung hăng nói. Hắn trực tiếp kéo tay Đường Sở Sở ra ngoài, bóng đen nho nhỏ cũng theo phía sau. Mà đám binh lính kia bị khí thế của Diệp Phàm dọa sợ không dám nhúc nhích. Giờ phút này, mọi người có mặt đều khiếp sợ. Đám lão đại của giới kinh doanh ở quận Nam Thiên cũng ngây người. Xem ra quận Nam Thiên sắp có sóng gió lớn rồi. Mọi người âm thầm bàn luận. Con trai của Hải Hướng Đông đã chết, sao ông ta có thể bỏ qua? Nếu ông ta tức giận, sẽ khiến cả tập đoàn sở thị chấn động theo. Đến lúc đó, hậu quả là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Diệp Phàm cũng không để tâm lắm, hắn dẫn Đường Sở Sở đi tìm một khách sạn, thuê một phòng. Anh Tiểu Phàm, chúng ta thuê phòng làm gì vậy? Trong phòng khách sạn, Đường Sở Sở nhìn Diệp Phàm ngượng ngùng nói, trong lòng đang mơ mộng đủ kiểu. Ngốc quá, đừng nghĩ bậy, chỉ là anh vừa tìm được một cây linh dược quý, đúng lúc có thể giúp em tăng thực lực, nên mới thuê phòng để em tu luyện. Diệp Phàm thấy vẻ mặt Đường Sở Sở, lập tức đoán được suy nghĩ của cô, không khỏi bật cười. Là vậy sao? Đường Sở Sở biết mình đã hiểu lầm Diệp Phàm, mặt đỏ bừng, vô cùng xấu hổ. Diệp Phàm quả thật dự định dùng băng tâm thảo giúp Đường Sở Sở tu luyện. Băng tâm thảo này đủ để tăng cường sức mạnh rất lớn.
Khi Diệp Phàm đang chuẩn bị giúp Đường Sở Sở nâng cao thực lực, trụ sở Bách Hoa Lâu ở đế đô xa xôi lại có một nhóm khách không mời mà đến. Là các người. Trần Sư Sư đứng đầu Bách Hoa Lâu nhìn thấy nhóm người này, vẻ mặt vô cùng khó coi. Cô ta ở đó. Lúc này tại tổng bộ Bách Hoa Lâu ở đế đô, đoàn người xông vào, người cầm đầu nhìn Trần Sư Sư, quát to. Mấy người bắt buộc phải mang con bé đi. Trần Sư Sư nhìn đám người này, sắc mặt vô cùng khó coi. Đây là lệnh của tộc trưởng, bà dám cãi lại mệnh lệnh của tộc trưởng hả? Người đàn ông cầm đầu nhìn Trần Sư Sư, quát lên. Ông ta thật sự tuyệt tình vậy sao? Sắc mặt Trần Sư Sư vô cùng khó coi, trong mắt lóe lên cảm xúc phức tạp. Bảo cô ta đi ra trở về với chúng tôi. Đừng ép chúng tôi ra tay. Người đàn ông này lạnh nhạt nói. Ông dám động tay thử xem. Cơ Như Yên bước ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người đàn ông này. Phụt phụt phụt. Trong phút chốc, thành viên Bách Hoa Vệ lao ra từ bốn phía, bao vây nhóm người này. Cô muốn đối đầu với gia tộc. Người đàn ông kia lạnh lùng nhìn Cơ Như Yên, nói. Giết. Cơ Như Yên không nói nhiều, quát to. Cô vừa ra lệnh, thành viên Bách Hoa Vệ lao thẳng về phía đám người này. Ầm ầm ầm. Hai bên bắt đầu trận đại chiến. Người đàn ông kia lao về phía Cơ Như Yên. Phút, 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 phút. Lúc này, năm người phụ nữ mặc váy dài thêu năm đóa hoa khác nhau, xinh đẹp quyến rũ, ngũ quan tinh xảo vọt ra lao về phía người đàn ông này. Năm người phụ nữ này không chỉ xinh đẹp mà thực lực cũng cực kỳ khủng bố. Năm người này cùng ra tay một lúc, đánh lui người đàn ông này. Ngay sau đó, Cơ Như Yên bước lên tung ra một chưởng, lại lần nữa đánh bay người đàn ông này ra ngoài, nện trên mặt đất. Lúc này tất cả những người mà người đàn ông này mang đến đều bị Bách Hoa Vệ giết chết. Trở về nói cho ông ta, tôi và ông ta không có bất cứ quan hệ gì, tôi cũng sẽ không trở về gia tộc kia, nếu ông ta còn dám cho người đến tôi sẽ giết không tha. Cơ Như Yên lạnh lùng nói. Cô, người đàn ông kia nhìn chằm chằm Cơ Như Yên, vô cùng tức giận. Cút, Cơ Như Yên quát, người đàn ông này lập tức đứng dậy rời đi. Như Yên, con quá xúc động, con giết người của gia tộc kia, bọn họ sẽ không để yên như vậy. Nếu ông ta thật sự tức giận, sợ rằng cả Bách Hoa Lâu đều bị liên lụy. Trần Sư Sư nhìn Cơ Như Yên, thở dài nói. Lúc nói đến ông ta, trong mắt tràn ngập cảm xúc phức tạp. Mẹ, mẹ yên tâm đi, con sẽ không để Bách Hoa Lâu xảy ra chuyện. Hai mắt Cơ Như Yên lóe lên, lạnh nhạt nói. Không lẽ con định? Trần Sư Sư đoán được ý tưởng của Cơ Như Yên, nói, nhưng chỉ bằng cậu ấy sao có thể đối phó được với gia tộc kia? Trừ khi chủ nhân xuất hiện. Con tin tưởng anh ấy. Cơ Như Yên nói. Cùng lúc đó, bên trong chiến bộ, một tiếng vỗ bàn và âm thanh tức giận truyền ra. Chết tiệt, đám chết tiệt kia không biết xấu hổ hả? Long Chiến Thiên tức giận nói. Long Soái, làm sao vậy? Quân Đao xuất hiện nhìn Long Chiến Thiên hỏi. Nội các ra lệnh, trận tỉ thí võ quân đoàn lần này, nếu quân Thiên Sách không thể lấy được top 1 sẽ xóa bỏ phiên hiệu, nhập quân Thiên Sách vào trong 8 quân đoàn khác. Long Chiến Thiên lạnh nhạt nói. Cái gì, tại sao lại vậy? Sao bọn họ có thể làm như vậy? Không phải đã nói chỉ cần quân Thiên Sách không đứng đếm ngược từ cuối lên thì sẽ không xóa bỏ phiên hiệu hay sao? Quân Đao biết được tin tức này, sắc mặt thay đổi, khiếp sợ nói. Bọn họ biết được sự tồn tại của tên nhóc kia, trong lòng bất an, muốn hoàn toàn cắt đứt đường lui của quân Thiên Sách. Long Chiến Thiên lạnh lùng nói. Còn chưa đến một tháng thì trận tỉ thí võ quân đoàn sẽ diễn ra, sao quân Thiên Sách có thể vượt qua 8 quân đoàn kia đạt được top 1? Không nói các quân đoàn khác, chỉ nói quân Kỳ Lân và quân Thiên Sách, với chiến lực hiện tại của quân Thiên Sách thì sao thắng được? Sắc mặt Quân Đao cực kỳ khó coi, liếc nhìn về phía Long Chiến Thiên, Long Soái. Ngài là trưởng quan đứng đầu chiến bộ, không lẽ ngài không thể từ chối mệnh lệnh này của bọn họ sao? Mệnh lệnh này đã được nội các thông qua, hơn một nửa người tán thành, cho dù tôi phản đối cũng vô dụng. Mấy năm nay bọn họ không ngừng làm giảm quyền lợi của tôi, cho dù 9 quân đoàn và 5 chiến khu cũng đã có rất nhiều người bị bọn họ thầm khống chế. Long Chiến Thiên lạnh nhạt nói. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Quân Đao lo lắng nói. Tiếp theo chỉ có thể dựa vào tên nhóc kia, hy vọng cậu ta sẽ không làm mất mặt sư phụ mình. Long Chiến Thiên nói, nhìn về phía Quân Đao, đúng rồi,
lúc trước bảo cậu điều tra việc cấu kết với nước địch của 9 quân đoàn thế nào rồi. Đây là những gì tôi điều tra được. Quân Đao đưa một phần tư liệu cho Long Chiến Thiên. Đám chó chết này lại dám bán nước, xem ra đã đến lúc phải rửa sạch 9 quân đoàn và 5 chiến khu rồi. Long Chiến Thiên xem xong tư liệu, tức giận nói. Long Soái, muốn ra tay với bọn họ, sợ rằng sẽ liên lụy cực rộng, thậm chí sẽ làm cả Long Quốc chấn động, đến lúc đó nếu xảy ra náo động, sợ rằng mấy nước kia sẽ nhân cơ hội ra tay với nước ta. Quân Đao nhắc nhở. Ánh mắt Long Chiến Thiên lóe lên, suy nghĩ khoảng 10 giây, sau đó nói, không cần chúng ta ra tay đối phó với đám bán nước kia, tôi đã lựa chọn được người thích hợp nhất. Quân Đao vẫn chưa hiểu chuyện này lắm. Đế Đô, bên trong linh đường của gia tộc Âu Dương, một trong 10 thế gia lớn nhất. Bất phàm, sao con đã trở về rồi? Chủ nhân của gia tộc Âu Dương Khắc nhìn thiếu niên để tóc dài ngang vai, mặc một bộ áo dài, lộ ra khí chất của một thiếu hiệp, hỏi. Thanh niên này chính là con trai thứ hai của U Dương Khắc, em trai của U Dương Mục, U Dương Bất Phàm. Năm đó lúc Âu Dương Bất Phàm sinh ra đã có đại sư tính mệnh, nói tương lai sẽ không bình thường, bởi vậy đặt tên là U Dương Bất Phàm. Năm năm tuổi, Âu Dương Bất Phàm bị một vị võ đạo tông sư nhìn trúng, thu làm đệ tử quan môn, mang về tông môn để bồi dưỡng. Mấy năm nay, thỉnh thoảng Âu Dương Bất Phàm sẽ trở về một chuyến nhưng thời gian dừng chân không dài. Bởi vậy rất ít người ở đế đô biết đến U Dương Bất Phàm. Con biết tin anh cả bị giết nên lập tức trở về. Anh con đã bị ai giết? Âu Dương Bất Phàm lạnh nhạt nói. Mỗi lần anh ta trở về nhà, anh trai đều rất chiều anh ta nên cảm tình dành cho U Dương Mục cũng rất sâu nặng. Lần này biết được anh cả bị giết, Âu Dương Bất Phàm lập tức đuổi về nhà. Do một người tên Diệp Phàm làm. Nhớ đến chuyện này, Âu Dương Khắc cực kỳ tức giận, kể ngắn ngọn lại. Diệp Phàm. Nghe xong, trong mắt U Dương Bất Phàm hiện lên ánh sáng lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào di ảnh của U Dương Mục trong linh đường, nói, anh, em thề sẽ báo thù cho anh. Còn có Khương Vân Hy kia, chỉ vì cô ta mới hại anh chết thảm, em cũng sẽ không để cô ta sống yên ổn. Âu Dương Bất Phàm lạnh nhạt nói. Bất Phàm, Khương Vân Hy kia chính là đại tiểu thư nhà họ Khương, một trong 10 thế gia lớn ở đế đô, thân phận của ông cụ nhà họ Khương không bình thường. Vẫn nên bỏ qua cô ta đi. Âu Dương Khắc nói. Bởi vì cô ta nên anh con mới đi đến Thiên Hải, mới bị chết trong tay tên Diệp Phàm kia, bởi vậy cô ta cũng có trách nhiệm. Còn nhà họ Khương, cha đừng lo, nếu nhà họ Khương dám ra tay, con không ngại biến 10 thế gia thành 9 thế gia. Âu Dương Bất Phàm nói. Trong giọng điệu của anh ta lộ ra sự kiêu ngạo tự phụ, giống như ở trong mắt anh ta, 10 thế gia lớn của đế đô giống như con kiến vậy. Trong một căn biệt thự ở đế đô, Trịnh Tứ Hải, một trong 9 thần tài của Thương hội Thiên Long vừa vội vàng trở về từ nước ngoài nhìn con trai Trịnh Vinh đang nằm trong quan tài băng, trong mắt tràn ngập lửa giận, hai tay nắm chặt đến mức chảy máu. Con trai, con yên tâm, chắc chắn cha sẽ báo thù cho con. Trịnh Tứ Hải nhìn bộ dáng này của con trai, sắc mặt lạnh lẽo, cả người tản ra sát ý vô tận. Anh Trịnh, anh muốn báo thù sợ sẽ không dễ như vậy. Lúc này một giọng nói vang lên, một người đàn ông đi đến, người này chính là Hứa Thế Thiên, một trong 9 thần tài của Thương hội Thiên Long. Anh Hứa, sao anh lại đến đây? Trịnh Tứ Hải nhìn Hứa Thế Thiên, nói. Tôi đến nhắc nhở anh Trịnh, người giết hại con trai anh cũng không phải là người thường, anh muốn tìm cậu ta để báo thù, sợ rằng sẽ chọc họa. Hứa Thế Thiên lạnh nhạt nói. Đối phương là ai? Trịnh Tứ Hải lạnh lùng nói. Diệp Phàm. Hứa Thế Thiên nói thẳng. Diệp Phàm, người này là ai, có thân phận gì? Nghe thấy Hứa Thế Thiên nói vậy, Trịnh Tứ Hải nói. Vì đắc tội tên nhóc đó, em trai của tôi đã bị Nhan lão ra tay giết chết, tôi còn bị Nhan lão cảnh cáo, anh Trịnh cảm thấy nếu anh ra tay với người này, Nhan lão biết sẽ như thế nào. Hứa Thế Thiên nhìn Trịnh Tứ Hải, nói thẳng. Người này có quan hệ với Nhan lão? Sắc mặt của Trịnh Tứ Hải thay đổi, không cam lòng nói. Không lẽ cứ bỏ qua như vậy? Tôi chỉ có một đứa con trai, không thể để nó chết oan uổng như vậy được. Nếu anh Trịnh muốn báo thù thì phải diệt trừ Nhan lão. Hứa Thế Thiên nói. Cái gì, diệt trừ Nhan lão? Nghe thấy vậy, Trịnh Tứ Hải kinh sợ nói. Đúng vậy, nếu không anh Trịnh còn chưa kịp báo thù, sợ rằng anh đã chết trong tay Nhan lão. Hứa Thế Thiên lạnh nhạt nói.
có phải anh Hứa đã có kế sẵn rồi không? Trịnh Tứ Hải nhìn về phía Hứa Thế Thiên. Hứa Thế Thiên ghé sát tai Trịnh Tứ Hải nói nhỏ, sắc mặt của Trịnh Tứ Hải liên tục thay đổi. Được, vậy làm theo lời anh. Trịnh Tứ Hải lạnh lùng nói. Thấy vậy, Hứa Thế Thiên nở nụ cười lạnh lẽo. Tổng bộ thiên phạt. Người áo đen lúc trước từng ra lệnh 4 thiên tướng và 3.000 tinh nhuệ thiên phạt đi tiêu diệt Lâm Phàm đứng ở đây, sắc mặt âm u, cả người tràn ngập hơi thở khủng bố nặng nề. Tất cả cao thủ của thiên phạt run rẩy quỳ dưới đất, hít thở không thông. Một đám phế vật, ngay cả một thằng nhãi chưa dứt sữa cũng giết không được. Người áo đen tức giận quát. Nếu chủ nhân xuất quan, biết được ngay cả chuyện nhỏ này cũng không làm được, chúng ta đều phải chết. Người áo đen này tức giận nói. Sắc mặt của các cao thủ thiên phạt liên tục thay đổi, lập tức có người muốn xin ra trận đi đối phó với Diệp Phàm. Đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp truyền đến. Để con trai của Diệp Thiên Long cho tôi. Một thanh niên đi đến. Người này nhìn giống một người trẻ tuổi bình thường, cả người không có bất cứ điểm nổi bật nào. Thiếu chủ. Nhưng người áo đen và các cao thủ thiên phạt ở đây lại cung kính trước thanh niên này. Thanh niên này không phải ai khác, chính là đệ tử của chủ nhân thiên phạt, cũng là thiếu chủ thiên phạt. Thiếu chủ, ngài muốn tự mình ra tay. Thằng danh kia đáng giá người đích thân ra tay. Người áo đen nhìn vị thiếu chủ thiên phạt này, nói. Tôi rất muốn xem con trai của Diệp Thiên Long ra sao. Để cậu ta cho tôi, các người không cần xen vào. Thiếu chủ thiên phạt lạnh nhạt nói rồi rời đi. Đại nhân, ngay cả 4 thiên tướng cũng bị con trai của Diệp Thiên Long giết chết, thiếu chủ có thể đối phó được không? Nhỡ may thiếu chủ xảy ra chuyện thì phải làm sao bây giờ? Chúng ta có cần cho người âm thầm bảo vệ thiếu chủ không? Lúc này, một cao thủ lo lắng nói. Yên tâm đi, thiếu chủ rất mạnh, vượt xa sự tưởng tượng của mấy người. Nếu thiếu chủ ra tay, ngay cả một chiêu của ngài ấy các người cũng không đỡ được. Người áo đen liếc nhìn đám cao thủ thiên phạt này, khinh thường nói. Đám cao thủ thiên phạt có mặt ở đây đều rất chấn động. Thiếu chủ mạnh như vậy. Đúng rồi, đã điều tra xong đám người tập kích người của tổng bộ thiên phạt chưa? Người áo đen lạnh nhạt nói. Đã điều tra xong, là người của quân đoàn Bắc Cực Bắc U và liên minh cuồng chiến Trung Phi, trong đó còn có một đám sát thủ, vâng theo mệnh lệnh của vua sát thủ huyết đồ. Một cao thủ thiên phạt nói. Huyết đồ, quân đoàn Bắc Cực, liên minh cuồng chiến. Xem ra dạo này thiên phạt quá im hơi lặng tiếng, có vài người đã quên mất sự lợi hại của thiên phạt nên mới dám khiêu khích chúng ta như vậy. Phát ra sát lệnh của thiên phạt, chỉ cần là người của quân đoàn Bắc Cực và liên minh cuồng chiến, giết không tha. Còn có vua sát thủ cũng không thể buông tha, giết chết tất cả. Lần này để mọi người đều biết kết cục khi đối đầu với thiên phạt. Người áo đen quát to. Vâng. Tất cả người của thiên phạt gật đầu hô to. Còn Diệp Phàm hoàn toàn không biết gì về những việc này cả. Hắn đang hết sức chăm chúc dùng cỏ băng tâm trợ giúp Đường Sở Sở tăng thực lực. Trong nháy mắt, bóng tối buông xuống, đêm tối bao phủ trời cao. Ầm. Trong một gian phòng ở khách sạn ở Giang Thiên, một tiếng gào thét truyền ra. Tất cả đồ đạc trong phòng đã bị một kình khí đáng sợ phá hủy. Kình khí này đến từ Đường Sở Sở. Lúc này dưới sự trợ giúp của Diệp Phàm và cỏ băng tâm cộng thêm lực huyền M trong cơ thể, thực lực của Đường Sở Sở đột phá huyền cảnh, bước thẳng vào địa cảnh. Trên nhân cảnh là huyền cảnh, trên huyền cảnh là địa cảnh. Có thể đạt đến địa cảnh đã thuộc top cực mạnh. Một vị võ giả địa cảnh có thể quét sạch một quận, thậm chí các thế gia ở đế đô đều phải cung phụng, không dám dễ dàng đắc tội. Cao thủ mới 20 tuổi đã có thể bước vào địa cảnh càng hiếm có. Lúc này Đường Sở Sở chính là một cao thủ địa cảnh. Sau khi bước vào địa cảnh, khí chất trên người Đường Sở Sở lại tăng lên một bậc, tràn ngập sức hút. Vợ à, chúc mừng đột phá. Diệp Phàm cười nói. Với thực lực hiện tại của Đường Sở Sở, trừ khi là cao thủ đứng đầu ra tay, nếu không không thể đả thương được cô. Anh Tiểu Phàm, cảm ơn anh. Đường Sở Sở nhìn Diệp Phàm, hôn một cái lên môi. Nụ hôn này cũng làm Diệp Phàm có chút hưng phấn, hắn vội vàng chạy vào phòng vệ sinh tắm nước lạnh. Bây giờ thực lực của Đường Sở Sở còn chưa đủ mạnh, tạm thời không thể phá thân. Diệp Phàm đành phải chịu đựng. Trong một căn biệt thự ở Giang Thiên, khi Hải Hướng Đông biết được con trai của mình bị giết, sắc mặt thay đổi, tức giận nói, dám giết con tao,
tao muốn giết tên đó. Lập tức gọi cho Hà Thiên, phong tỏa toàn bộ Giang Thiên, không cho phép bất cứ kẻ nào rời khỏi Giang Thiên nửa bước. Điều động tất cả lực lượng cho tôi, tìm được địa điểm mấy người kia đang ở, tôi muốn cho bọn họ chôn cùng con trai tôi. Còn có Đường Thị, tôi cũng muốn nó bị hủy diệt, liên hệ bác cả của tôi, bảo bác ấy điều động lực lượng Sở Thị tiêu diệt Đường Thị cho tôi. Hải Hướng Đông gầm gừ hét lên. Bác cả của ông ta là đồng sự của tập đoàn Sở Thị, một câu của bác cả có thể làm bất cứ công ty nào hủy diệt trong phút chốc. Cùng lúc đó, trong một ngọn núi ở quận Nam Thiên có từng tòa kiến trúc cổ xưa. Nơi này là Huyền Kiếm Tông, tông môn đứng đầu giới võ đạo quận Nam Thiên. Trong đại điện của Huyền Kiếm Tông, tông chủ Huyền Kiếm Tông nhìn thấy thi thể của con trai mình, sắc mặt lạnh lẽo, tràn ngập lửa giận. Kiếm ý khủng bố bộc phát ra từ trên người tông chủ Huyền Kiếm Tông, bao phủ đại điện, cho người ta cảm giác hít thở không thông. Truyền mệnh lệnh của ta, triệu tập các đệ tử của Huyền Kiếm Tông, ngày mai ta muốn san bằng Bách Hoa Lâu quận Nam Thiên thành bình địa. Tông chủ Huyền Kiếm Tông quát. Rõ. Một cao thủ của Huyền Kiếm Tông cúi người nói. Tổng bộ thánh điện ở nước ngoài truyền lệnh, làm đoàn trưởng đoàn thánh kỵ sĩ xuất lĩnh đoàn thánh kỵ sĩ đi đến Long Quốc, không tiếc bất cứ giá nào giết chết thánh nữ huyết tộc, nếu có người ngăn cản, giết không tha. Hôm sau, tại thành phố Giang Thiên, trong một phòng khách sạn, Diệp Phàm ôm Đường Sở Sở ngủ nhưng hai người lại không làm gì cả. Tối qua, sau khi tắm xong, Diệp Phàm định thuê thêm một phòng khác, nhưng Đường Sở Sở muốn ngủ cùng hắn nên không cho hắn đi, Diệp Phàm chỉ có thể làm Liễu Hạ Huệ cả đêm. Khi ánh nắng chiếu vào phòng, Diệp Phàm và Đường Sở Sở đều dậy. Dậy rồi sao? Diệp Phàm nhìn Đường Sở Sở cười nói. Vâng. Đường Sở Sở nở một nụ cười vừa ngọt ngào vừa hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên Đường Sở Sở ngỏ lời muốn ngủ cùng Diệp Phàm, tuy hai người chưa làm gì nhưng cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Khi ánh nắng chiếu vào khuôn mặt Đường Sở Sở, làm cho khuôn mặt hoàn mỹ tràn đầy sức sống của cô càng thêm xinh đẹp, khiến người ta vừa nhìn thoáng qua đã có cảm giác chìm sâu vào trong đó. Ngay cả Diệp Phàm cũng không kiềm chế được mà trực tiếp hôn cô. Đường Sở Sở hoàn toàn không từ chối điều này, trái lại cô còn vui mừng trong lòng. Rất nhanh, nhiệt độ cơ thể của hai người đã tăng lên nhanh chóng. Dục vọng mà Diệp Phàm nhịn cả đêm gần như đã hoàn toàn bùng phát. Nhưng đúng lúc này, một loạt tiếng gõ cửa vang lên. Xoẹt! Trong nháy mắt Diệp Phàm tỉnh táo lại, buông Đường Sở Sở ra. À, để anh đi xem là ai. Diệp Phàm xấu hổ cười rồi đứng dậy mặc quần áo đi ra ngoài. Ánh mắt Đường Sở Sở hiện lên vẻ tiếc nuối. Ngoài phòng, U Ảnh đang đứng ở đây. Sao vậy? Diệp Phàm mở cửa phòng nhìn U Ảnh. Thiếu chủ, có một nhóm người xông vào bao vây toàn bộ khách sạn để điều tra gì đó, tôi đoán bọn họ tới đây để tìm chúng ta. U Ảnh nói. Người của Hải Thiếu à? Diệp Phàm nhướng mày đi thẳng đến sảnh khách sạn. Ngay lúc này, sảnh khách sạn bị một nhóm người đang vác súng trên vai, đạn đã lên nòng và đang canh gác ở đó. Đứng ở giữa là một lão giả có râu và lông mày trắng, một đôi nam nữ trẻ tuổi và một người đàn ông trung niên mặc tây trang cung kính đứng bên cạnh lão giả. Đôi nam nữ trẻ tuổi là hai đệ tử y các mà Diệp Phàm gặp hôm qua. Hôm nay nhất định phải tìm được người này. Lão giả nói với người đàn ông mặc tây trang. Cung lão yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm ra hắn. Người đàn ông mặc tây trang gật đầu. Nếu người của thành phố Giang Thiên ở đây sẽ nhận ra người này là Tôn Chính Tổng đốc thành phố Giang Thiên. Lúc này Diệp Phàm vừa ra khỏi thang máy. Sư phụ, chính là hắn. Tên đệ tử nam của y các chỉ vào Diệp Phàm hét lên. Đúng vậy, chính là tên khốn này. Cô gái y các kia cũng nhìn chằm chằm Diệp Phàm với vẻ mặt phẫn nộ. Soạt, toàn bộ ánh mắt của lão giả và Tôn Chính đều quét về phía Diệp Phàm. Người đâu bắt hắn cho ta? Tôn Chính không nói hai lời, lập tức hét lên. Nhóm binh lính đang muốn xông về phía Diệp Phàm. Soạt. U Ảnh bước ra, toát ra sát khí đáng sợ trấn áp nhóm binh lính. Hóa ra là hai người à, tôi còn tưởng là ai đấy. Sao vậy, gọi người lớn đến đây à? Tôn chỉ của y các mấy người không phải là không sợ cường quyền, không làm tay sai cho bất cứ thế lực nào, chuyên tâm làm y giả sao? Sao bây giờ mấy người lại bắt đầu ỷ thế hiếp người rồi, xem ra y các cũng chỉ là hư danh thôi. Diệp Phàm cười lạnh nhìn bọn họ. Chàng trai trẻ,
y các của tôi thế nào cũng không tới phiên cậu đánh giá. Hôm nay lão phu đến đây là vì hôm qua cậu đã thương hai đệ tử của tôi. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, cậu đánh đệ tử tôi, có phải cũng nên trả giá một chút không? Vị lão giả nhìn Diệp Phàm nói thẳng. Trả giá? Ông muốn tôi phải trả giá thế nào? Diệp Phàm tò mò hỏi. Giao cỏ băng tâm cho lão phu, việc này có thể sẽ được xóa bỏ, nếu không thì cứ y theo luật pháp Long Quốc việc công xử theo phép công đi. Lão giả lạnh nhạt nói. Dựa theo luật pháp Long Quốc, hành hung người trên đường sẽ bị phạt giam 3 tháng. Tôn Chính đúng lúc nói. Hóa ra ông tới đây vì cỏ băng tâm, thật ngại quá, cỏ băng tâm đã không còn nữa. Diệp Phàm cong môi. Nghe được lời Diệp Phàm nói, lão giả cau mày nhìn chăm chú vào đối phương, cỏ băng tâm chân quý như thế, cậu dùng nó làm gì? Đồ của tôi làm gì cũng phải nói cho ông sao? Diệp Phàm hừ lạnh nói. Sư phụ, thằng nhóc này quá kiêu ngạo, chúng ta phải giáo huấn hắn một chút. Nữ đệ tử y các tức giận hét lên. Xem ra tay của cô vẫn còn chịu đựng được. Diệp Phàm liếc nhìn đối phương. Chàng trai trẻ, tôi nghe nói y thuật của cậu rất mạnh, không biết cậu kế thừa y bát của vị y sư nào, cậu nói ra có lẽ lão phu sẽ biết hắn đấy. Vị lão giả này nhìn Diệp Phàm tiếp tục nói. Chỉ dựa vào ông, không xứng để biết sư phụ tôi. Diệp Phàm khinh thường nói. Những lời này của Diệp Phàm làm cho sắc mặt lão giả trở nên hoàn toàn u ám, trong mắt ông ta lóe lên sự tức giận. Tôn Chính nghe lời Diệp Phàm nói cũng chấn động trong lòng, vị này chính là thất đại trưởng lão của y các, là một y sư chân chính, địa vị của ông ta trong giới y đạo Long Quốc cực cao, thân phận còn cao hơn những ngự y của ngự y viện một bậc. Thằng nhóc này lại dám nhục mạ đối phương như vậy, quả thực là muốn chết. Người đâu, bắt hắn cho tôi. Tôn Chính trực tiếp hét lên. Thằng nhóc này nhục mạ trưởng lão y các như vậy, thân là tổng đốc thành phố Giang Thiên, ông ta phải làm gì đó, nếu như đắc tội với y các chỉ sợ chức vụ tổng đốc của ông ta cũng không còn nữa. Ngay lập tức toàn bộ người trong khách sạn đều nhắm vào Diệp Phàm. Nhưng đúng lúc này, một nhóm người khác xông vào, ước chừng có mấy trăm người, trong tay mỗi người đều cầm vũ khí. Người đi đầu là Hải Hướng Đông, giám đốc điều hành chi nhánh quận Nam Thiên của tập đoàn Sở Thị, và Hà Thiên, quận thủ quận Nam Thiên. Hải Tổng, quận thủ, sao hai người lại đến đây? Tôn Chính ngạc nhiên hỏi khi thấy Hải Hướng Đông và Hà Thiên xuất hiện. Người giết con trai tôi là ai? Hải Hướng Đông nhìn Hà Thiên hét lên lạnh lẽo. Chính là hai người bọn họ. Hà Thiên chỉ về phía Diệp Phàm và U Ảnh. Xoẹt! Trong mắt Hải Hướng Đông lóe lên sát khí lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm cùng U Ảnh. Mà Tôn Chính cũng cực kỳ kinh ngạc. Mặc dù ông ta biết chuyện hôm qua Hải Thiếu bị giết, nhưng không ngờ rằng là do hai người này làm. Hai người này dám đắc tội với người của tập đoàn Sở Thị, đúng là muốn chết. Tôn Chính lắc đầu. Bắt bọn họ lại cho tôi muốn băm thây bọn họ thành trăm mảnh. Hải Hướng Đông dữ tợn quát lên. Người ông ta dẫn đến trực tiếp xông ra ngoài. Phốc phốc phốc. Diệp Phàm còn chưa kịp nói chuyện, U Ảnh đã xông ra ngoài. Hướng tới nhóm người này đại khai sát giới. Tuy người Hải Hướng Đông mang tới đều có thực lực không kém, trong đó còn có một nhóm võ giả nhân cảnh, nhưng vẫn không chịu nổi một kích của U Ảnh. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ nhóm người này đã bị giết. Giờ phút này, vẻ mặt của Hải Hướng Đông, Hà Thiên, Tôn Chính, kể cả vị trưởng lão y các kia cùng hai tên đệ tử đều vô cùng khiếp sợ. Hóa ra ông là cha của tên đó. Nếu đã như vậy tôi sẽ cho ông đi đoàn tụ cùng con trai ông. Diệp Phàm liếc nhìn Hải Hướng Đông, nói thẳng. U Ảnh lập tức đi thẳng về phía Hải Hướng Đông. Mày! Hải Hướng Đông tức giận, nhìn Hà Thiên. Hà quận thủ, nơi này là địa bàn của ông, chẳng lẽ ông để mặc cho hai người này tùy ý làm càn sao? Nếu như vậy, chỉ sợ tập đoàn Sở Thị của tôi về sau sẽ không đầu tư vào quận Nam Thiên nữa. Dù sao thì ngay cả an toàn của bản thân cũng không được đảm bảo, nói gì đến đầu tư. Nghe Hải Hướng Đông nói vậy, sắc mặt Hà Thiên thay đổi, trực tiếp phất tay. Ngay lập tức, hơn 1.000 vệ quân lao ra ngoài bao vây toàn bộ khách sạn. Toàn bộ súng ống trong tay bọn họ đều hướng về Diệp Phàm và U Ảnh. Lập tức buông tay chịu trói, nếu không sẽ giết không tha. Hà Thiên quát lên với vẻ mặt uy nghiêm. Để tôi xem ai dám ra tay. Bỗng nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Lúc này,
Hồng Diệp dẫn theo một đám người của Bách Hoa Lâu xông vào. Cô là ai? Hà Thiên liếc nhìn Hồng Diệp, cau mày hỏi. Hồng Diệp, đến từ Bách Hoa Lâu. Hồng Diệp thẳng thắn nói. Hà Thiên nghe Hồng Diệp nói vậy thì sắc mặt thay đổi, nói, các người đang muốn. Mấy người không được động vào bọn họ. Hồng Diệp lạnh lùng quát. Chỉ là một người đàn bà chỗ mua vui mà cũng dám xen vào việc của người khác. Quận thủ Hà, lập tức cho người đuổi bọn họ ra ngoài đi. Hải Hướng Đông nhìn Hồng Diệp, nói một cách khinh thường. Ông nói cái gì? Hồng Diệp nghe Hải Hướng Đông nói vậy, sắc mặt càng thêm lạnh lùng, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm ông ta. Hải Tổng, Bách Hoa Lâu này không đơn giản đâu. Hà Thiên vội vàng nói. Có lẽ người khác không hiểu rõ Bách Hoa Lâu, cho rằng đó chỉ là nơi mua vui. Nhưng Hà Thiên là quận trưởng của một quận đương nhiên biết rõ sự đáng sợ của Bách Hoa Lâu. Bách Hoa Lâu là một tổ chức cực kỳ hùng mạnh được giấu ở Long Quốc, tuyệt đối không dễ trêu chọc. Có gì mà không đơn giản, ông là một quận trưởng chẳng lẽ lại sợ một người đàn bà nơi cầu hoan mua vui? Hải Hướng Đông hét lớn. Hải Tổng dễ nổi nóng quá nhỉ? Lúc này, một giọng nói vang lên. Một đám người khác xuất hiện tại đây, người cầm đầu là Hướng Khôn Điện chủ phân điện của Điện Long Vương ở quận Nam Thiên. Hướng tiên sinh. Hải Hướng Đông nhìn thấy Hướng Khôn thì sắc mặt thay đổi. Tuy ông ta không biết sự đáng sợ của Bách Hoa Lâu nhưng lại vô cùng rõ ràng sự khủng bố của Điện Long Vương. Đây chính là thế lực đứng đầu Long Quốc, mặc dù hiện giờ kém xa trước kia nhưng cũng không phải là nơi ông ta không thể tùy tiện đắc tội. Hướng tiên sinh, sao ngài lại tới đây? Hải Hướng Đông nhìn Hướng Khôn hỏi. Mà đám người Hà Thiên, Tôn Chính ai nấy đều vô cùng khiếp sợ khi nhìn thấy người của Điện Long Vương xuất hiện. Hải Tổng, ông đắc tội người không nên đắc tội rồi. Hướng Khôn nhìn Hải Hướng Đông nói thẳng. Người không nên đắc tội. Hải Hướng Đông sửng sốt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Răng rắc. Giây tiếp theo, Hướng Khôn vung tay ra, trong nháy mắt đã bóp chặt cổ Hải Hướng Đông rồi bẻ gãy. Hải Hướng Đông còn chưa kịp phản ứng lại thì đôi mắt đã trợn to, chết không nhắm mắt. Giờ phút này Hà Thiên, Tôn Chính và toàn bộ người của Y Các đều sợ ngây người, ngay cả Hồng Diệp cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hướng tiên sinh, ngài. Sắc mặt Hà Thiên thay đổi, nói với Hướng Khôn. Thế nào, tôi giết ông ta, quận trưởng Hà có ý kiến. Hướng Khôn lạnh lùng liếc nhìn Hà Thiên. Ánh mắt Hà Thiên lóe lên rồi cũng không nói gì nữa. Ông ta không dám đắc tội với tập đoàn Sở Thị, cũng không thể đắc tội Điện Long Vương. Hà Thiên khẽ liếc nhìn Diệp Phàm. Ông ta có thể nhìn ra, sở dĩ Hướng Khôn giết Hà Hướng Đông chắc chắn có liên quan đến người này. Bên cạnh người không chỉ có những cao thủ dũng mãnh như thế, còn có thể làm Bách Hoa Lâu và Điện Long Vương ra tay vì hắn, rốt cuộc hắn có thân phận gì. Hà Thiên không ngừng suy đoán trong lòng. Thiếu. Hồng Diệp nhìn Diệp Phàm, đang định nói chuyện thì điện thoại reo lên. Cô ấy vừa nghe điện thoại, sắc mặt lập tức thay đổi. Sao vậy? Diệp Phàm nhìn Hồng Diệp hỏi. Tông chủ Huyền Kiếm Tông dẫn người đến Bách Hoa Lâu. Hồng Diệp nghiêm trọng nói. Đi. Diệp Phàm cau mày, lập tức đi khỏi nơi này. Diệp Phàm vừa đi thì người của Bách Hoa Lâu và Điện Long Vương cũng lần lượt đi theo. Xử lý hiện trường. Hà Thiên nói với Tôn Chính một câu rồi cũng rời đi. Sư phụ, rốt cuộc thằng nhóc đó là ai vậy? Giờ phút này, người đàn ông của Y Các kia chấn động hỏi. Địa vị của hắn e là không đơn giản. Vị trưởng lão Y Các nghiêm trọng nói. Mà trong Bách Hoa Lâu, Tông chủ Huyền Kiếm Tông mang theo người tiến vào trực tiếp đại khai sát giới. Người của Bách Hoa Lâu bị giết nhiều vô số. Giết, một người cũng không tha. Giết sạch hết cho ta. Vẻ mặt Tông chủ Huyền Kiếm Tông dữ tợn, tràn ngập sát ý quát lớn. Chỉ trong giây lát, Bách Hoa Lâu đã biến thành một chiến trường, vô số người của Bách Hoa Lâu bị chém giết ngã xuống đất. Khi nhóm người Diệp Phàm chạy tới Bách Hoa Lâu, toàn bộ nơi này đã tràn ngập xác chết. Hồng Diệp nhìn thấy cảnh này, sắc mặt trầm xuống, trong mắt cô ấy tràn ngập lửa giận nồng đậm. Tôi phải giết các người. Ngay lập tức, Hồng Diệp nhìn đệ tử Huyền Kiếm Tông gầm lên, trực tiếp vung roi lao về phía bọn họ. Phụt phụt phụt. Trong phút chốc, từng tên đệ tử Huyền Kiếm Tông đều bị roi trong tay Hồng Diệp đánh bay ra ngoài hoặc hộc máu. Tông chủ Huyền Kiếm Tông liếc nhìn Hồng Diệp, lạnh nhạt hỏi, cô cũng là người Bách Hoa Lâu. Ông là tông chủ của Huyền Kiếm Tông.
Hồng Diệp phẫn nộ nhìn chằm chằm tông chủ Huyền Kiếm Tông. Không sai. Nói, hung thủ giết chết con trai tôi là ai? Nếu không nói, tôi sẽ giết hết các người. Tông chủ Huyền Kiếm Tông lạnh lùng quát. Là tôi. Diệp Phàm đi ra. Là mày giết con trai tao. Ngay lập tức, tông chủ Huyền Kiếm Tông nhìn chằm chằm Diệp Phàm với vẻ mặt đầy sát khí. Mày đi chết đi. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn tông chủ Huyền Kiếm Tông. Vừa dứt lời, hắn đã xuất hiện ngay trước mặt đối phương. Mà tông chủ Huyền Kiếm Tông cũng cảm giác được một mối nguy cơ mãnh liệt. Sắc mặt ông ta thay đổi, đang định ra tay thì bị một tay Diệp Phàm đã bóp lấy yết hầu ông ta. Đi cùng con trai ông đi. Nói xong, Diệp Phàm lập tức cắt đứt yết hầu của đối phương. Vị này tông chủ Huyền Kiếm Tông tông môn đứng đầu quận Nam Thiên còn chưa kịp phản ứng đã bị giết chết trong nháy mắt. Cảnh tượng này làm những người có mặt ở đây sợ ngây người. Kế tiếp, Diệp Phàm và U Ảnh cùng nhau ra tay giết toàn bộ người của Huyền Kiếm Tông. Hướng Khôn đi theo Diệp Phàm nhìn thấy cảnh tượng này, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Thực lực của Diệp Phàm làm ông ta vô cùng sợ hãi. Vị thiếu chủ này quá mạnh. Hồng Diệp, cô tìm xem căn cứ của Huyền Kiếm Tông ở đâu. Ngay sau đó Diệp Phàm lạnh nhạt nói với Hồng Diệp. Hồng Diệp nhanh chóng nói vị trí cụ thể của Huyền Kiếm Tông cho Diệp Phàm. Đương nhiên Diệp Phàm cũng dẫn theo U Ảnh, Hồng Diệp và Hướng Khôn đi đến căn cứ của Huyền Kiếm Tông. Lần này Huyền Kiếm Tông giết nhiều người của Bách Hoa Lâu như vậy, chỉ giết một tông chủ là chưa đủ. Diệp Phàm muốn diệt toàn bộ Huyền Kiếm Tông, cũng coi như là giết gà dọa khỉ cho giới võ đạo của quận Nam Thiên xem. Một tiếng sau, Diệp Phàm và những người khác đã đi vào căn cứ Huyền Kiếm Tông, không nói hai lời mà thẳng tay đại khai sát giới. Các người là ai mà dám tới Huyền Kiếm Tông của chúng tôi tác oai tác quái? Ngay sau đó có một lão giả từ Huyền Kiếm Tông đi ra, nhìn đám người Diệp Phàm quát lên. Thực lực của ông ta đã bước vào trình độ địa cảnh. Phụt! Diệp Phàm tiến lên một bước, trong tay cầm đoản kiếm màu đen, hắn chém ra một kiếm không cho vị cao thủ địa cảnh này có cơ hội nói chuyện lần nữa. Là tông môn đứng đầu trong giới võ đạo ở quận Nam Thiên, Huyền Kiếm Tông có rất nhiều cao thủ, ngay cả cao thủ địa cảnh cũng có khá nhiều nhưng bọn họ đều không chặn được một chiêu của Diệp Phàm. 10 phút sau, toàn bộ Huyền Kiếm Tông đều bị tàn sát. Sau khi nhóm người Diệp Phàm thu thập hết tài nguyên trong Huyền Kiếm Tông, bọn họ trực tiếp rời đi. Nhưng Diệp Phàm và những người khác cũng không biết. Sâu trong Huyền Kiếm Tông còn có một sơn động. Trong sơn động cắm một thanh cự kiếm dày rộng, toàn bộ thân kiếm đều được chế tạo từ huyền thiết, phía trên phủ kín các loại hoa văn, ẩn chứa một sát khí khủng bố. Một thân ảnh lôi thôi, giờ bẩn đang ngồi xếp bằng trước thanh cự kiếm này, cả người bám đầy cho bụi tựa như một người đã chết từ lâu. Lúc này, mí mắt của thân ảnh này khẽ động phảng phất như có động tĩnh, thanh cự kiếm phát ra âm thanh chói tai. Sau khi Diệp Phàm tiêu diệt Huyền Kiếm Tông, tin tức này rất nhanh đã truyền khắp giới võ đạo quận Nam Thiên. Huyền Kiếm Tông mạo phạm Bách Hoa Lâu, toàn tông bị diệt. Tin tức này vừa truyền ra đã chấn động toàn bộ giới võ đạo quận Nam Thiên. Tất cả mọi người đều không ngờ Bách Hoa Lâu lại khủng bố như vậy, một tông môn lớn như Huyền Kiếm Tông mà nói diệt là diệt. Tin tức này đương nhiên là do Diệp Phàm cho Hồng Diệp truyền ra, mục đích là để giết gà dọa khỉ, làm cho những thế lực võ đạo khác không dám đánh chủ ý lên Bách Hoa Lâu nữa. Nhưng lúc Diệp Phàm về khách sạn, Đường Sở Sở vội vàng đi đến trước mặt hắn, nói, anh Tiểu Phàm, Đường Thị xảy ra chuyện rồi. Đường Thị sao rồi? Diệp Phàm nhíu mày. Sở Thị ra tay với Đường Thị. Đường Sở Sở nói với sắc mặt nặng nề. Diệp Phàm nghe vậy, ánh mắt chợt đóng băng, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng. Hiện giờ Đường Thị ra sao? Có thể chống đỡ được không? Diệp Phàm trầm giọng hỏi. Mặc dù Đường Thị phát triển rất nhanh nhờ có đan chú nhan, nhưng so với Sở Thị thì vẫn là khác biệt giữa sông và biển. Nếu lần này Sở Thị thật sự muốn hủy diệt Đường Thị, thì Đường Thị hoàn toàn không có sức đánh trả. Nét mặt Đường Sở Sở vô cùng khó coi. Chủ tịch, vậy chẳng phải là Đường Thị sắp toang rồi sao? Tôn Tiểu Tiểu nghe thấy Đường Sở Sở nói vậy, mặt lập tức biến sắc, giọng nói tràn đầy khó tin. Yên tâm đi, Đường Thị không toang được đâu. Diệp Phàm gằn giọng nói. Hắn biết Đường Thị là vật báu trong lòng Đường Sở Sở, đương nhiên hắn sẽ không để cho Đường Sở Sở tiêu tùng. Nhưng hiện tại Diệp Phàm không thể trực tiếp hủy diệt Sở Thị, chỉ có thể tìm một thế lực ngang tầm Sở Thị cứu giúp Đường Thị mới được.
Long Quốc còn ai có thể đối đầu với Sở thị? Diệp Phàm nhìn Đường Sở Sở và hỏi. Ở Long Quốc, thế lực có thể đối đầu với Sở thị chỉ có Thương hội Thiên Long. Đường Sở Sở trả lời. Thương hội Thiên Long. Trong mắt Diệp Phàm lóe lên tia sáng, hắn lập tức gọi vào một dãy số. Alo. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một lão giả, người này chính là Nhan lão của Thương hội Thiên Long. Hồi trước, sau khi Nhan lão ra tay giết em trai của Hứa Thế Thiên, ông ta đã cho Diệp Phàm một số điện thoại và bảo rằng nếu hắn có việc gì thì có thể liên lạc với ông ta. Vừa hay lần này hắn có việc dùng tới. Là tôi. Diệp Phàm thẳng thắn nói. Diệp công tử tìm tôi vì chuyện của tập đoàn Đường thị sao? Nhan Hòa lên tiếng, hiển nhiên ông ta đã đoán được mục đích Diệp Phàm gọi cuộc điện thoại này. Ông đã biết thì tôi không cần nhiều lời nữa. Ông có thể giúp tôi chuyện này không? Nếu ông giúp được, coi như tôi nợ ông một ân tình. Diệp Phàm nói ngay. Diệp công tử đã mở lời, lão phu há lại không giúp. Cậu yên tâm, tập đoàn Đường thị sẽ không sao đâu. Nhan Hòa mỉm cười trả lời. Cảm ơn ông. Diệp Phàm hờ hững nói xong liền cúp máy. Anh Tiểu Phàm, lẽ nào anh tìm Thương hội Thiên Long giúp Đường thị đối phó với Sở thị? Lúc này, Đường Sở Sở kinh ngạc nhìn Diệp Phàm. Đúng vậy. Diệp Phàm gật đầu. Sau đó, hắn dặn dò Hồng Diệp và Hướng Khôn một hồi rồi cùng Đường Sở Sở đi máy bay về Thiên Hải. Mà 10 phút trước, tập đoàn Sở thị đứng đầu Long Quốc đột nhiên ra tay với Đường thị. Điên cuồng chèn ép thị trường chứng khoán của tập đoàn Đường thị. Đối mặt với sự chèn ép của Sở thị, làm sao Đường thị có thể chống đỡ được? Chưa đầy 10 phút, giá cổ phiếu của Đường thị đã giảm mạnh, giá trị vốn hóa thị trường bốc hơi phân nửa, dẫn tới cả Đường thị rơi vào khủng hoảng. Giới kinh doanh Long Quốc cũng chấn động vì chuyện này. Đây là lần đầu tiên Sở thị ra tay với một tập đoàn như vậy. Rốt cuộc tập đoàn Đường thị đã đắc tội Sở thị như thế nào? Chẳng lẽ là Sở thị coi trọng đan chú nhan của Đường thị, muốn có được nó nên mới ra tay? Nhất thời thế lực khắp nơi đều bàn tán xôn xao. Nhưng chắc chắn là lần này Sở thị ra tay đã gây ra một cơn bão lớn. Tập đoàn Đường thị bị vây trong cơn bão này tựa như một con thuyền nhỏ có thể bị lật úp bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, vào lúc mọi người đều cho rằng Đường thị ngôi sao mới trong giới kinh doanh Long Quốc sắp bị hủy diệt, đột nhiên một tin tức giật gân hơn được lan truyền. Thương hội Thiên Long bất ngờ ra tay hỗ trợ Đường thị chống lại sự chèn chép của Sở thị. Có sự giúp đỡ của Thương hội Thiên Long, giá cổ phiếu giảm liên tục của Đường thị đã nhanh chóng ổn định. Thậm chí bởi vì có dòng tiền khổng lồ của Thương hội Thiên Long rót vào, cho nên giá cổ phiếu của Đường thị vốn đang giảm mạnh giờ bắt đầu tăng lên, khôi phục giá trị vốn hóa thị trường lúc trước. Kết quả này khiến mọi người chấn động. Thương hội Thiên Long và Sở thị là hai gã khổng lồ trong giới kinh doanh Long Quốc. Nắm giữ nền toàn bộ kinh tế của Long Quốc. Có thể nói trong hai thế lực này, thế lực nào dậm chân cũng có thể khiến nền kinh tế Long Quốc rung chuyển và sụp đổ. Nhưng ngoài việc cạnh tranh một số sản nghiệp riêng ra, giữa hai thế lực này chưa từng có thù sâu oán nặng nào. Lần này vì Đường thị mà hai gã khổng lồ Sở thị và Thương hội Thiên Long lại triển khai đối đầu trực diện, đây là điều không ai ngờ tới. Nhất thời, không chỉ người trong giới kinh doanh Long Quốc, mà các thế lực trên khắp Long Quốc, thậm chí cả phía chính phủ cũng bắt đầu chú ý đến trận đại chiến thương nghiệp này. Trụ sở chính Sở thị ở Đế Đô. Trong một văn phòng ở tầng cao nhất có một dãy cửa sổ sát sàn, đứng ở đây có thể quan sát toàn cảnh Đế Đô, có cảm giác núi non nhỏ bé trong tầm mắt. Lúc này, một cô gái mặc vest trắng, vóc dáng cao ráo hoàn mỹ, chân đi giày cao gót đang đứng bên cửa sổ sát sàn. Tiếng gõ cửa văn phòng vang lên. Vào đi. Cô gái cất lời. Giọng nói trong trẻo êm tai. Cửa phòng làm việc mở ra. Một cô gái mặc đồ công sở dẫn một người đàn ông mặc vest, tóc lưa thưa, thân hình mập mạp, khoảng chừng 5-60 tuổi đi vào. Thưa chủ tịch, sếp Hải đến rồi. Cô gái này cung kính gọi cô gái mặc vest trắng kia. Chủ tịch, cô tìm tôi có chuyện gì sao? Người đàn ông lên tiếng. Ông ta chính là Hải Tứ Phương, bác cả của Hải Hướng Đông, cũng là một thành viên trong hội đồng quản trị của Sở thị. Sau đó, cô gái mặc vest trắng xoay người lại, lộ ra một gương mặt tuyệt mỹ. Cô gái này có đôi mắt đen như ngọc thạch, ngũ quan cực kỳ tinh xảo, rạng rỡ sáng ngời. Quan trọng nhất là cô gái này không hề trang điểm, hoàn toàn là mặt mộc không son phấn, làn da nhẵn mịn như mỡ, trắng trẻo như tuyết.
mái tóc dài đen nhánh được búi cao sau đầu, mang lại cảm giác chị đại chứng trạc. Nhưng trên người cô tỏa ra khí chất lạnh lùng bức người một cách tự nhiên, mang lại cho người ta cảm giác cao ngoài tầm với, khiến người ta không dám mạo phạm. Cô chính là yêu nghiệt Sở Cửu Ca của Sở Thị, người làm cho Sở Thị nhanh chóng lọt vào top 10 thế giới chỉ trong chưa đầy 10 năm. Ở đế đô có vô số truyền thuyết về Sở Cửu Ca, nhưng mỗi khi nhắc đến cô, ngoại trừ ca ngợi nhan sắc tuyệt mỹ ra, mọi người không thể không nói một câu, cô gái này đúng là yêu nghiệt. Dù sao một cô gái tốn thời gian chưa đầy 10 năm để tạo dựng nên một tập đoàn sánh ngang với Thương hội Thiên Long, thậm chí cả các tài phiệt đỉnh cấp nước ngoài, một cô gái như vậy đủ để đảm nhận hai chữ yêu nghiệt. Đương nhiên hai chữ yêu nghiệt này không chỉ miêu tả thiên phú kinh doanh của Sở Cửu Ca yêu nghiệt, mà còn nói lên các phương diện khác cũng cực kỳ yêu nghiệt. Nói chung là trong mắt vô số người, Sở Cửu Ca chính là một truyền kỳ. Sự yêu nghiệt của cô đáng sợ đến nỗi khiến vô số con em nhà quyền quý và các nhân vật tai to mặt lớn đều phải dừng bước khi nhìn thấy cô, không dám đến gần. Hải Tứ Phương, chuyện đối phó với Đường Thị ngày hôm nay là do ông sắp xếp phải không? Sở Cửu Ca nhẹ nhàng cất lời. Đúng vậy. Hải Tứ Phương trả lời. Ai cho phép ông tự ý sử dụng sức mạnh của Sở Thị để đối phó với thế lực khác? Sở Cửu Ca lạnh nhạt nói, giọng điệu vẫn bình tĩnh nhưng tạo cho người ta cảm giác áp lực cực mạnh. Hải Tứ Phương khẽ run lên, nói, thưa chủ tịch Đường Thị và bạn trai của cô đã hại chết người Hải gia, cho nên tôi. Cho nên ông sử dụng sức mạnh của Sở Thị để giúp mình báo thù. Ông cảm thấy Sở Thị đổi sang họ Hải rồi à? Sở Cửu Ca chất vấn. Tôi không có ý này, tôi chỉ. Lạc Yên, thông báo cho toàn bộ công ty, bắt đầu từ bây giờ Hải Tứ Phương bị bãi nhiệm tất cả các chức vụ, ông ta không còn là thành viên hội đồng quản trị của Sở Thị nữa. Còn cổ phần trong tay ông ta, công ty sẽ mua lại hết. Sở Cửu Ca nói với cô gái mặc đồ công sở kia. Vâng, thưa chủ tịch. Cô gái kia gật đầu. Hải Tứ Phương nghe xong, mặt lập tức biến sắc, trông vô cùng khó coi. Ông ta nhìn Sở Cửu Ca đăm đăm, chủ tịch, cô không thể đối xử với tôi như vậy. Dù gì tôi cũng là nguyên lão trong công ty, hơn nữa còn sở hữu cổ phần của Sở Thị, sao cô có thể làm như vậy chứ? Và lại, tôi sẽ không bán cổ phần trong tay, cô không có quyền bãi bỏ thân phận thành viên hội đồng quản trị của tôi. Tôi muốn tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị. Ông đang đe dọa tôi đấy à? Sở Cửu Ca nhìn chằm chằm Hải Tứ Phương, trên người phát ra khí thế đáng sợ, trấn áp đối phương. Phụt! Hải Tứ Phương bị khí thế mạnh mẽ của Sở Cửu Ca trấn áp, quỳ xuống đất hộc máu. Thuộc hạ không dám. Trán đổ mồ hôi lạnh, Hải Tứ Phương vội vàng nói. Lôi ra ngoài. Sở Cửu Ca lạnh lùng ra lệnh, sau đó xoay người đi. Cô gái mặc đồ công sở lập tức bước đến, túm lấy cơ thể nặng 100 cân của Hải Tứ Phương rồi kéo ra ngoài. Sở Cửu Ca đứng trước cửa sổ sát sàn, đôi mắt đẹp lấp lóe, không biết đang nghĩ gì. 10 phút sau, Sở Thị đăng thông báo, nói rằng tất cả hành vi nhắm tới Đường Thị trước đó đều là hành động cá nhân của một thành viên ban giám đốc Sở Thị, không liên quan gì đến Sở Thị. Hiện tại đối phương đã bị Sở Thị sa thải, Sở Thị sẽ gánh chịu mọi tổn thất đã gây ra cho Đường Thị. Bài thông báo này xuất hiện lại dẫn đến cuộc bàn luận xôn xao. Mọi người không ngờ đến kết quả này. Coi bộ Sở Thị chịu thua rồi. Với tính cách của vị kia trong Sở Thị, sao lại chịu thua chứ? Nhưng bất kể thế nào, cơn bão này rốt cuộc cũng kết thúc rồi. Đường Thị may mắn sống sót. Nhưng bởi vì sóng gió lần này mà danh tiếng của Đường Thị càng thêm vang dội. Dù sao cũng chỉ có Đường Thị là có thể khiến cho hai gã khổng lồ giới kinh doanh Long Quốc là Thương hội Thiên Long và Sở Thị cùng ra tay. Nhất thời giá cổ phiếu của Đường Thị tăng vèo vèo, đạt đến một đỉnh điểm mới. Sự chèn ép của Sở Thị lần này chẳng những không hủy diệt Đường Thị, mà trái lại còn làm cho tổng thể Đường Thị đạt đến một tầm cao mới, có thể nói là trong họa có phúc. Sau khi Đường Sở Sở xuống máy bay và biết được tin tức về Đường Thị, cuối cùng nỗi lo lắng trong lòng cô mới tan biến. Anh Tiểu Phàm, cảm ơn anh. Đường Sở Sở kích động ôm chầm lấy Diệp Phàm, hôn lên mặt hắn một cái. Giữa chúng ta còn nói cảm ơn gì chứ? Diệp Phàm mỉm cười. Sau đó, Đường Sở Sở và Tôn Tiểu Tiểu đến Đường Thị, U Ảnh âm thầm đi theo bảo vệ. Diệp Phàm vốn định về biệt thự nhưng đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, bèn tới Bách Hoa Lâu ở Thiên Hải. Hôm nay Bách Hoa Lâu cực kỳ yên tĩnh, không có lấy một vị khách. Không đúng,
phải nói là có một vị khách. Vị khách này là một người đàn ông thoạt nhìn hơn 40 tuổi, mái tóc dài màu xám, tướng chuột, mày mày lấm lét, bộ dạng gian tà, khiến người ta ớn lạnh. Lúc này ông ta đang ôm Xuân Mai, một tay vuốt ve gương mặt nhẵn bóng của cô. Trong mắt Xuân Mai tràn đầy vẻ chán ghét và giận dữ, nhưng cô không thể nhúc nhích. Ba cô gái Hạ Trúc, Thu Cúc, Đông Mai và những người khác của Bách Hoa Lâu đều bị thương, nằm sóng xoài dưới đất. Gái ở Bách Hoa Lâu đẹp thật đấy, nếu biết sớm thì mình tôi nên đến từ lâu. Ha ha ha! Người đàn ông này cười to, vẻ mặt gian ác. Tên khốn này, mày dám làm loạn, thiếu chủ tuyệt đối sẽ không tha cho mày đâu. Đông Mai mắng người đàn ông này. Thiếu chủ! Các cô còn có thiếu chủ hả? Bảo cậu ta đến đây, tôi đảm bảo sẽ tát cậu ta một phát chết tươi. Người đàn ông này bật cười khinh bỉ, nhìn Xuân Lan và nói, người đẹp à, hôm nay bắt đầu từ cô nhé. Ông muốn tát ai một phát chết tươi cơ? Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên bên ngoài Bách Hoa Lâu. Diệp Phàm với gương mặt lạnh lùng đi vào. Thiếu chủ! Đám Hạ Trúc thấy Diệp Phàm xuất hiện như nhìn thấy cứu tinh, rối rít gọi to. Mày chính là thiếu chủ của bọn họ. Nhìn như thằng yếu nhất ấy, à không, phải là trai bao mới đúng. Ha ha ha! Người đàn ông này nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt mỉa mai. Vừa rồi ông nói là muốn tát tôi một phát chết tươi. Diệp Phàm đi về phía người đàn ông. Nhãi danh, được chết trong tay lãng đãng công tử một trong thập đại ác nhân của ác nhân cốc coi như là vinh hạnh của mày đấy. Người đàn ông trân cháo nói. Ác nhân cốc. Diệp Phàm nghe thấy cái tên này thì nhíu mày. Hắn không ngờ mình lại gặp phải người của ác nhân cốc, hơn nữa còn là một trong thập đại ác nhân. Tuy nhiên, khi Diệp Phàm nghe thấy mấy chữ cuối trong câu nói của đối phương, hắn cạn lời luôn, lãng đãng công tử, ông á. Thằng cha này đúng là dám khoe. Chỉ với bộ dạng này mà cũng dám tự xưng là công tử. Ông đúng là không biết xấu hổ. Diệp Phàm lạnh lùng hừ mũi. Tự tìm đường chết. Người đàn ông kia hừ lạnh, thả Xuân Lan ra, phóng tới chỗ Diệp Phàm. Ông ta vung một chưởng về phía Diệp Phàm. Người đàn ông này vừa ra tay đã bộc phát thực lực cực kỳ đáng sợ, thực lực toàn thân đã bước vào địa cảnh, hơn nữa còn là cao thủ địa cảnh tầng 4 trở lên. Bốp! Đối mặt với người này, Diệp Phàm cũng tung ra một chưởng. Chưởng này của hắn ra sau mà tới trước, tát vào mặt đối phương. Theo một tiếng bạt tai vang lên, người đàn ông này bị tát bay. Bộp! Sau đó, ông ta đập mạnh vào một mặt tường của Bách Hoa Lâu. Cả người ông ta khảm vào trong tường, có gỡ cũng không gỡ xuống được. Người này tắt thở chết luôn, thậm chí không kịp giãy giụa. Lãng đãng công tử, một trong thập đại cái ác nhân của ác nhân cốc cứ thế bị Diệp Phàm tát một phát chết tươi. Các cô không sao chứ? Diệp Phàm bước đến nhìn mấy người Xuân Lan, lên tiếng hỏi han. Thưa thiếu chủ, chúng tôi không sao. Đám Xuân Lan nhao nhao trả lời. Sao người của ác nhân cốc lại xuất hiện ở Thiên Hải? Diệp Phàm nhìn thi thể của lãng đãng công tử, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng. Các cô đi điều tra ác nhân cốc, hôm nào tìm thời gian tiêu diệt lũ ác ôn này cũng coi như làm việc tốt. Diệp Phàm lạnh lùng hừ mũi. Nếu có người biết Diệp Phàm dự định tiêu diệt ác nhân cốc, thì e là sẽ sợ hết hồn. Dù sao ác nhân cốc cũng là một nơi cực kỳ nguy hiểm ở Long Quốc, tập trung vô số kẻ xấu trong thiên hạ, ngay cả chính phủ Long Quốc và các thế lực giới võ đạo cũng không làm gì được. Sao có thể nói diệt là diệt được? Đương nhiên đối với Diệp Phàm mà nói, ác nhân cốc gì đó dám động đến hắn thì hắn vẫn tiêu diệt như thường. Tiếp đó, Diệp Phàm lấy ra mấy tâm pháp và công thức điều chế thuốc đặc biệt đưa cho Xuân Lan, bảo họ tu luyện và tắm thuốc. Thiên phú của bốn cô gái Xuân Lan đều tốt, nếu tăng cường bồi dưỡng thì tương lai sẽ trở thành cao thủ hàng đầu chân chính. Thoát cái màn đêm đã buông xuống. Trong khu biệt thự, Diệp Phàm nhìn Đường Sở Sở đã về đến nhà, kinh ngạc hỏi, người thân của em tới rồi á? Vâng ạ, hai cậu và một dì đều tới rồi. Tối nay cha em đặt phòng VIP ở nhà hàng Thiên Hải, bảo chúng ta đến dự. Đường Sở Sở trả lời. Không đi có được không? Diệp Phàm bất đắc dĩ nói. Đối mặt với mẹ vợ Dương Ngọc Lan, hắn đã đủ nhức đầu rồi. Bây giờ còn phải gặp mấy anh em nhà bà ta, nghĩ thôi cũng thấy nhức hết cả đầu. Nếu anh Tiểu Phàm không muốn đi thì em sẽ nói với cha là anh có việc bận không tới được. Đường Sở Sở đáp. Thôi, anh vẫn nên đi thì hơn,
kẻo mẹ em lại ghét anh hơn. Diệp Phàm nói, xin lỗi anh Tiểu Phàm vì để anh phải chịu ấm ức. Đường Sở Sở mủi lòng. Cô bé ngốc, có gì ấm ức đâu. Diệp Phàm xoa đầu Đường Sở Sở, khẽ mỉm cười. Hai người đi thẳng tới nhà hàng Thiên Hải. Trong Thiên Hải, một bóng người lặng lẽ đi trên đường, lẩm bẩm một mình, con trai của Diệp Thiên Long, hy vọng cậu không khiến tôi thất vọng. Trong phòng bao tại một khách sạn lớn ở Thiên Hải, Đường Chính Nhân và Dương Ngọc Lan ngồi trước một bàn ăn. Đám người ngồi bên cạnh bọn họ chính là anh cả và anh hai, cả nhà cô em gái của Dương Ngọc Lan. Trong đó còn có hai thanh niên mang dáng vẻ cà lơ phất phơ và một cô gái trang điểm xinh đẹp, ăn mặc đầy khêu gợi, đó là hai người anh họ và chị họ của Đường Sở Sở. Lúc này, cửa phòng bao bị mở ra, Diệp Phàm và Đường Sở Sở đi vào. Sở Sở, Tiểu Phàm tới rồi, mau ngồi đi. Đường Chính Nhân trực tiếp chào hỏi. Cả nhà chúng ta ăn cơm, con mang cậu ta tới đây làm gì? Dương Ngọc Lan vừa nhìn thấy Diệp Phàm liền bày ra vẻ mặt không vừa mắt. Là tôi bảo Tiểu Phàm tới, Tiểu Phàm là bạn trai Sở Sở, vừa dịp gặp hai bác và dì, đây cũng là việc nên làm. Đường Chính Nhân nói, tôi không thừa nhận cậu ta là bạn trai Sở Sở. Dương Ngọc Lan lẩm bẩm. Chính Nhân à, cậu ta là bạn trai của Sở Sở à? Sao trông quen thế nhỉ? Lúc này, dì Dương Ngọc Quyên của Đường Sở Sở nhìn Diệp Phàm, lên tiếng hỏi. Dì từng gặp anh Tiểu Phàm ạ? Đường Sở Sở nhìn Dương Ngọc Quyên nói. À, dì nhớ tới, ngày hôm nay lúc dì đi ngang qua Bách Hoa Lâu, nhìn thấy có một thanh niên đi vào, hình như chính là cậu ấy. Dương Ngọc Quyên chỉ vào Diệp Phàm nói. Bách Hoa Lâu, đó chẳng phải địa điểm ăn chơi nổi tiếng ở Long Quốc sao? Không phải người nào cũng vào được đâu. Hai người anh họ của Đường Sở Sở nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt hâm mộ. Bộp! Nghe như vậy, vẻ mặt của Dương Ngọc Lan trở nên vô cùng khó coi, bà ta đập mạnh xuống bàn, chỉ vào Diệp Phàm quát lớn. Thứ khốn nạn nhà cậu, lại còn dám đến những nơi như vậy, đúng là mất mặt. Sở Sở con thấy chưa, người này căn bản không phải là người tốt. Cậu ta ở cạnh con, đoán chừng chính là vì lừa gạt tiền. Sau đó đi ra ngoài chơi đùa người phụ nữ khác. Loại cặn bã vô dụng, còn làm loạn như vậy, con mau chia tay với cậu ta đi, mẹ không muốn nhìn thấy người này nữa. Lúc này, Dương Ngọc Lan vô cùng tức giận, sự chán ghét đối với Diệp Phàm lại tăng thêm. Mẹ hiểu lầm rồi, anh Tiểu Phàm không phải loại người đó. Đường Sở Sở vội vàng giải thích. Vậy con để cho cậu ta trả lời, có phải cậu ta tới nơi đó không? Dương Ngọc Lan lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Tôi đã tới Bách Hoa Lâu. Diệp Phàm trực tiếp trả lời. Con xem, chính cậu ta cũng thừa nhận. Dương Ngọc Lan nói lớn. Nhưng mà chỉ là có việc đi xử lý, không làm chuyện khác, hơn nữa Bách Hoa Lâu cũng không phải nơi hưởng lạc gì, con gái ở đó đều bán nghệ không bán thân, các người suy nghĩ nhiều rồi. Diệp Phàm thản nhiên nói. Tên khốn khiếp nhà cậu còn không biết vô liêm sỉ mà nói ra những lời này. Cậu đúng là cặn bã từ đầu đến đuôi. Mau cút đi. Dương Ngọc Lan quát lớn. Mẹ, nếu mẹ bắt anh Tiểu Phàm đi, vậy con cũng đi. Đường Sở Sở lạnh lùng nói. Mọi người đừng nóng giận, khó khăn lắm cả nhà chúng ta mới cùng nhau ăn một bữa cơm, đừng làm cho không vui như vậy, việc này để sau hãy nói, ngồi xuống ăn cơm cái đã. Đúng vậy, em ba, đừng nóng giận, khả năng đúng là hiểu lầm, ngồi xuống ăn cơm. Hai bác của Đường Sở Sở vội vàng đứng dậy nói. Hừ. Dương Ngọc Lan hừ lạnh một tiếng, ngồi nghiêng mặt sang một bên. Sở Sở, Tiểu Phàm kia, hai đứa cũng ngồi đi. Hai người bác nhìn Đường Sở Sở và Diệp Phàm nói. Đường Sở Sở và Diệp Phàm trực tiếp ngồi xuống. Sở Sở à, cũng lâu rồi chúng ta không gặp, hôm nay bác cả mời cháu một ly. Bác cả Dương Thiên Sơn của Đường Sở Sở giơ chén rượu lên nói. Sở Sở. Bác hai cũng mời cháu một chén. Bác hai Dương Thiên Phong cũng vội vàng giơ chén lên. Hai đứa, mau mời em họ một chén. Hai người bác mắng con trai mình. Sở Sở à, lâu rồi không gặp, dì nhớ con chết đi được, nào, để chị họ con mời con một ly. Dương Ngọc Quyên cũng nhiệt tình với Đường Sở Sở. Lúc này, ba nhà thân thích có thể nói là rất nhiệt tình với Đường Sở Sở. Bác cả, bác hai, dì út, mọi người khách khí quá. Người nên kính rượu là Sở Sở mới đúng.
Đường Sở Sở cầm chén rượu đứng dậy nói. Mỗi người đều uống một chén rồi lần lượt ngồi xuống. Sở Sở, bây giờ con chính là người có tiếng tăm trong giới kinh doanh ở Long Quốc, tập đoàn Đường Thị cứu ra Đan Chú Nhan, hiện tại đã trở thành bảo bối mà vô số người vung số tiền lớn cũng muốn có được, không biết con có thể cho chúng ta một viên hay không? Dương Thiên Sơn nhìn Đường Sở Sở mỉm cười nói. Đương nhiên có thể, cũng chỉ là mấy viên Đan Chú Nhan mà thôi, mọi người muốn bao nhiêu cũng được. Không đợi Đường Sở Sở trả lời, Dương Ngọc Lan đã trực tiếp đồng ý. Ngọc Lan, vẫn là chị giỏi, sinh ra một đứa con gái lợi hại như Sở Sở, dành vinh quang cho nhà họ Dương chúng ta, không giống đứa con trai nhà em, hơn 20 tuổi rồi cũng không có lấy công việc đàng hoàng. Sở Sở, công ty cháu còn thiếu người không? Tìm cho anh họ một công việc ở Đường Thị, không cần phải tốt quá, bình thường thôi là được. Bác hai Dương Thiên Phong của Đường Sở Sở khen Dương Ngọc Lan, sau đó nhìn Đường Sở Sở hỏi. Không sai, Sở Sở, nếu công ty cháu có chức vị gì thì cũng sắp xếp cho anh họ đi, hiện tại nó làm việc ở công ty kia bán sống bán chết, một tháng chỉ kiếm được mấy nghìn, chút tiền đó chẳng làm được gì. Dương Thiên Sơn cũng lên tiếng. Đúng, còn có chị họ cháu, bây giờ con bé cũng chưa tìm được công việc phù hợp, chỉ bằng tới công ty cháu làm đi đi, dù sao chúng ta đều là người một nhà, dùng người nhà cũng yên tâm. Dương Ngọc Quyên lập tức nói. Con người của chị không thích ở công ty cả ngày, còn phải ra ngoài hẹn hò, sắp xếp cho chị công việc mỗi ngày chỉ cần làm mấy tiếng là được, nhưng mà tiền lương 10 vạn trở lên, nếu không thì quá thấp, ngay cả túi xách hàng hiệu chị cũng không mua nổi. Chị họ ngạo nghễ nhìn Đường Sở Sở, giống như không phải đang xin người ta công việc mà là đang chỉ đạo cho người khác. Yêu cầu của anh cũng không cao, làm giám đốc hay quản lý cũng được. Có bộ phận nào nhiều gái xinh không, để anh trông coi bọn họ. Hai người anh họ của Đường Sở Sở nhao nhao nói. Đường Sở Sở nghe mấy người anh họ nói xong, vẻ mặt cô không tốt lắm. Chỉ bằng tặng luôn Đường Thị cho mấy người đi, như vậy không phải là tốt hơn sao? Diệp Phàm khẽ cười. Nếu em họ đồng ý, tôi đây cũng không ngại. Người anh họ nhà bác cả không chút khách khí nói. Nói bậy bạ gì đó. Dương Ngọc Sơn trừng mắt nhìn con trai một cái, ông ta quay sang Đường Sở Sở ngượng ngùng cười. Sở Sở đừng để ý, với cái đức hạnh này của anh họ cháu, cứ tùy tiện sắp xếp cho nó một công việc nhẹ nhàng, kiếm nhiều tiền là được. Đúng vậy. Sở Sở, chúng ta đều là người một nhà, cháu sẽ giúp đỡ chuyện này đúng không? Dương Thiên Phong mỉm cười nhìn Đường Sở Sở. Vừa muốn thoải mái lại muốn kiếm nhiều tiền, tôi đề nghị mấy người nên đi cướp ngân hàng. Diệp Phàm không hề khách khí. Sau đó ánh mắt hắn nhìn về người chị họ của Đường Sở Sở. Cô cảm thấy một tháng của mình đáng giá 10 vạn sao. Muốn nằm không kiếm tiền, chỉ bằng tới hộp đêm làm gái thử xem. Anh nói cái gì vậy? Lúc này người chị họ tức giận chỉ vào Diệp Phàm quát lên. Danh con, mày có biết nói chuyện hay không? Bọn tao đang nói chuyện với Sở Sở, mày là cái thá gì? Hai người anh họ của Đường Sở Sở khinh thường, trừng mắt nhìn Diệp Phàm. Vẻ mặt của hai bác và dì Đường Sở Sở cũng không tốt lắm. Ngọc Lan, xem ra nhà chị giàu rồi, xem thường họ hàng thân thích đúng không? Dương Thiên Sơn nhìn Dương Ngọc Lan hừ lạnh nói. Ngọc Lan, lúc trước chị chưa không gả vào nhà họ Đường, anh em chúng tôi đối xử với chị cũng không tệ. Hôm nay, chẳng qua là để con gái chị tìm công việc giúp, lại bị con rể châm chọc như vậy, chẳng lẽ chị không định nói chút gì sao? Dương Thiên Phong cũng không vừa ý nói. Chị cả, em vẫn luôn rất kính trọng chị và anh rể. Kết quả con rể của chị lại sỉ nhục con gái em như vậy, nếu hôm nay chị không cho em một câu trả lời, chị em chúng ta liền ân đoạn nghĩa tuyệt. Dương Ngọc Quyên trực tiếp hô lên. Anh cả, anh hai, em gái, mọi người bớt giận. Dương Ngọc Lan vội vàng nói, ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm, lập tức xin lỗi anh họ, chị họ Sở Sở. Tôi không nói sai, xin lỗi cái gì? Diệp Phàm không cho là đúng. Cậu! Lúc này Dương Ngọc Lan trừng mắt nhìn Diệp Phàm, vô cùng tức giận. Mẹ, mẹ đừng nói nữa. Bác cả, bác hai, dì út, vừa rồi anh Tiểu Phàm nói năng hơi xúc động, mọi người đừng để ý. Cháu sẽ cho người đi sắp xếp công việc của hai anh họ và chị họ, ngày mai có thể tới Đường Thị làm việc. Đường Sở Sở trực tiếp nói. Hừ, thế còn được. Dương Ngọc Quyên hừ lạnh. Cứ như vậy, cả nhà Dương Ngọc Lan vừa ăn vừa trò chuyện. Ngó lơ luôn Diệp Phàm.
Diệp Phàm cũng không để ý, tự mình dùng bữa. Đường Sở Sở cũng nhìn ra không khí xấu hổ, ăn một lúc rồi dẫn Diệp Phàm đi trước. Ngọc Lan, thằng danh này không xứng với Sở Sở, em nhất định không thể để bọn họ ở bên nhau. Diệp Phàm và Đường Sở Sở vừa rời đi, Dương Thiên Sơn đã quay sang nói với Dương Ngọc Lan. Đúng vậy, cậu ta không chỉ chơi gái ở bên ngoài, còn không xem chúng ta ra gì, người này không xứng. Dương Thiên Phong và Dương Ngọc Quyên đều nói xấu Diệp Phàm. Em vốn không đồng ý để cậu ta ở cạnh Sở Sở, nếu không phải do con bé vẫn kiên trì, em đã đuổi cậu ta từ lâu rồi. Ngay cả công việc đàng hoàng cậu ta cũng không có, phải dựa vào Sở Sở nhà chúng ta nuôi, giờ còn dám làm sằng bậy ở bên ngoài, đúng là thứ cặn bã vô dụng, em nhất định sẽ khiến cho người họ chia tay. Dương Ngọc Lan lạnh lùng nói. Ngọc Lan, thật ra Tiểu Phàm vẫn rất tốt, bà cũng không nên đi quấy rầy. Đường Chính Nhân khuyên nhủ. Tôi đang suy nghĩ cho hạnh phúc nửa đời sau của con gái chúng ta, ông cảm thấy cậu ta có tư cách làm con rể chúng ta sao? Tôi thấy Sở Hà kia thích hợp hơn, vừa có tiền, dáng dấp cũng không tệ, ngày mai tôi đi tìm lão phu nhân xin số điện thoại của cậu ấy, liên hệ thử xem. Dương Ngọc Lan trừng mắt nhìn Đường Chính Nhân quát. Bên ngoài, Diệp Phàm lái xe đưa Đường Sở Sở về nhà. Anh Tiểu Phàm, ngại quá, đêm nay để anh phải oan ức rồi. Đường Sở Sở nhìn Diệp Phàm, vẻ mặt áy náy nói. Chuyện này thì có gì mà oan ức? Diệp Phàm mỉm cười, nói, nhưng mà em thật sự muốn tuyển ba cái thức vô dụng kia vào công ty sao? Em biết, nhưng dù sao cũng là anh họ, chị họ của em, hơn nữa hôm nay cả cậu và dì đều ở đây, em cũng không tiện từ chối, nếu không thì bọn họ sẽ nói em không có tình nghĩa, ngay cả mẹ em cũng sẽ bị tức chết. Em bảo Tiểu Tiểu sắp xếp cho bọn họ một vị trí không quan trọng, coi như là nể mặt mẹ em đi. Đường Sở Sở thản nhiên nói. Em lương thiện quá đấy. Diệp Phàm đưa tay xoa đầu Đường Sở Sở, cưng chiều nói. Cẩn thận. Đột nhiên Đường Sở Sở thấy phía trước xe xuất hiện một bóng người, cô vội vàng hô lên. Diệp Phàm đạp mạnh phanh xe, tiếng phanh gấp chói tai vang lên. Trong phòng bao tại một khách sạn lớn ở Thiên Hải. Đường Chính Nhân và Dương Ngọc Lan ngồi trước một bàn ăn. Đám người ngồi bên cạnh bọn họ chính là anh cả và anh hai, cả nhà cô em gái của Dương Ngọc Lan. Trong đó còn có hai thanh niên mang dáng vẻ cà lơ phất phơ và một cô gái trang điểm xinh đẹp, ăn mặc đầy khêu gợi, đó là hai người anh họ và chị họ của Đường Sở Sở. Lúc này, cửa phòng bao bị mở ra, Diệp Phàm và Đường Sở Sở đi vào. Sở Sở, Tiểu Phàm tới rồi, mau ngồi đi. Đường Chính Nhân trực tiếp chào hỏi. Cả nhà chúng ta ăn cơm, con mang cậu ta tới đây làm gì? Dương Ngọc Lan vừa nhìn thấy Diệp Phàm liền bày ra vẻ mặt không vừa mắt. Là tôi bảo Tiểu Phàm tới, Tiểu Phàm là bạn trai Sở Sở, vừa dịp gặp hai bác và dì, đây cũng là việc nên làm. Đường Chính Nhân nói. Tôi không thừa nhận cậu ta là bạn trai Sở Sở. Dương Ngọc Lan lẩm bẩm. Chính Nhân à, cậu ta là bạn trai của Sở Sở à? Sao trông quen thế nhỉ? Lúc này, dì Dương Ngọc Quyên của Đường Sở Sở nhìn Diệp Phàm, lên tiếng hỏi. Dì từng gặp anh Tiểu Phàm ạ? Đường Sở Sở nhìn Dương Ngọc Quyên nói. À, dì nhớ tới, ngày hôm nay lúc dì đi ngang qua Bách Hoa Lâu, nhìn thấy có một thanh niên đi vào, hình như chính là cậu ấy. Dương Ngọc Quyên chỉ vào Diệp Phàm nói. Bách Hoa Lâu, đó chẳng phải địa điểm ăn chơi nổi tiếng ở Long Quốc sao? Không phải người nào cũng vào được đâu. Hai người anh họ của Đường Sở Sở nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt hâm mộ. Bộp! Nghe như vậy, vẻ mặt của Dương Ngọc Lan trở nên vô cùng khó coi, bà ta đập mạnh xuống bàn, chỉ vào Diệp Phàm quát lớn. Thứ khốn nạn nhà cậu, lại còn dám đến những nơi như vậy, đúng là mất mặt. Sở Sở con thấy chưa, người này căn bản không phải là người tốt. Cậu ta ở cạnh con, đoán chừng chính là vì lừa gạt tiền. Sau đó đi ra ngoài chơi đùa người phụ nữ khác. Loại cặn bã vô dụng, còn làm loạn như vậy, con mau chia tay với cậu ta đi, mẹ không muốn nhìn thấy người này nữa. Lúc này, Dương Ngọc Lan vô cùng tức giận, sự chán ghét đối với Diệp Phàm lại tăng thêm. Mẹ hiểu lầm rồi, anh Tiểu Phàm không phải loại người đó. Đường Sở Sở vội vàng giải thích. Vậy con để cho cậu ta trả lời, có phải cậu ta tới nơi đó không? Dương Ngọc Lan lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Tôi đã tới Bách Hoa Lâu. Diệp Phàm trực tiếp trả lời. Con xem,
chính cậu ta cũng thừa nhận. Dương Ngọc Lan nói lớn. Nhưng mà chỉ là có việc đi xử lý, không làm chuyện khác, hơn nữa Bách Hoa Lâu cũng không phải nơi hưởng lạc gì, con gái ở đó đều bán nghệ không bán thân, các người suy nghĩ nhiều rồi. Diệp Phàm thản nhiên nói. Tên khốn khiếp nhà cậu còn không biết vô liêm sỉ mà nói ra những lời này, cậu đúng là cặn bã từ đầu đến đuôi. Mau cút đi. Dương Ngọc Lan quát lớn. Mẹ, nếu mẹ bắt anh Tiểu Phàm đi, vậy con cũng đi. Đường Sở Sở lạnh lùng nói. Mọi người đừng nóng giận, đừng nóng giận. Khó khăn lắm cả nhà chúng ta mới cùng nhau ăn một bữa cơm, đừng làm cho không vui như vậy. Việc này để sau hãy nói, ngồi xuống ăn cơm cái đã. Đúng vậy, em ba, đừng nóng giận, khả năng đúng là hiểu lầm, ngồi xuống ăn cơm. Hai bác của Đường Sở Sở vội vàng đứng dậy nói. Hừ. Dương Ngọc Lan hừ lạnh một tiếng, ngồi nghiêng mặt sang một bên. Sở Sở, Tiểu Phàm kia, hai đứa cũng ngồi đi. Hai người bác nhìn Đường Sở Sở và Diệp Phàm nói. Đường Sở Sở và Diệp Phàm trực tiếp ngồi xuống. Sở Sở à, cũng lâu rồi chúng ta không gặp, hôm nay bác cả mời cháu một ly. Bác cả Dương Thiên Sơn của Đường Sở Sở giơ chén rượu lên nói. Sở Sở, bác hai cũng mời cháu một chén. Bác hai Dương Thiên Phong cũng vội vàng giơ chén lên. Hai đứa, mau mời em họ một chén. Hai người bác mắng con trai mình. Sở Sở à, lâu rồi không gặp, gì nhớ con chết đi được, nào, để chị họ con mời con một ly. Dương Ngọc Quyên cũng nhiệt tình với Đường Sở Sở. Lúc này, ba nhà thân thích có thể nói là rất nhiệt tình với Đường Sở Sở. Bác cả, bác hai, dì út, mọi người khách khí quá. Người nên kính rượu là Sở Sở mới đúng. Đường Sở Sở cầm chén rượu đứng dậy nói. Mỗi người đều uống một chén rồi lần lượt ngồi xuống. Sở Sở, bây giờ con chính là người có tiếng tăm trong giới kinh doanh ở Long Quốc, tập đoàn Đường Thị Cứu Gia Đan Chú Nhan, hiện tại đã trở thành bảo bối mà vô số người vung số tiền lớn cũng muốn có được, không biết con có thể cho chúng ta một viên hay không? Dương Thiên Sơn nhìn Đường Sở Sở mỉm cười nói. Đương nhiên có thể. Cũng chỉ là mấy viên đan chú nhan mà thôi, mọi người muốn bao nhiêu cũng được. Không đợi Đường Sở Sở trả lời, Dương Ngọc Lan đã trực tiếp đồng ý. Ngọc Lan, vẫn là chị giỏi, sinh ra một đứa con gái lợi hại như Sở Sở, dành vinh quang cho nhà họ Dương chúng ta, không giống đứa con trai nhà em, hơn 20 tuổi rồi cũng không có lấy công việc đàng hoàng. Sở Sở, công ty cháu còn thiếu người không? Tìm cho anh họ một công việc ở Đường Thị. Không cần phải tốt quá, bình thường thôi là được. Bác hai Dương Thiên Phong của Đường Sở Sở khen Dương Ngọc Lan, sau đó nhìn Đường Sở Sở hỏi. Không sai, Sở Sở, nếu công ty cháu có chức vị gì thì cũng sắp xếp cho anh họ đi, hiện tại nó làm việc ở công ty kia bán sống bán chết, một tháng chỉ kiếm được mấy nghìn, chút tiền đó chẳng làm được gì. Dương Thiên Sơn cũng lên tiếng. Đúng, còn có chị họ cháu, bây giờ con bé cũng chưa tìm được công việc phù hợp. Chỉ bằng tới công ty cháu làm đi đi, dù sao chúng ta đều là người một nhà, dùng người nhà cũng yên tâm. Dương Ngọc Quyên lập tức nói. Con người của chị không thích ở công ty cả ngày, còn phải ra ngoài hẹn hò, sắp xếp cho chị công việc mỗi ngày chỉ cần làm mấy tiếng là được. Nhưng mà tiền lương 10 vạn trở lên, nếu không thì quá thấp, ngay cả túi sách hàng hiệu chị cũng không mua nổi. Chị họ ngạo nghễ nhìn Đường Sở Sở, giống như không phải đang xin người ta công việc mà là đang chỉ đạo cho người khác. Yêu cầu của anh cũng không cao, làm giám đốc hay quản lý cũng được. Có bộ phận nào nhiều gái xinh không, để anh trông coi bọn họ. Hai người anh họ của Đường Sở Sở nhao nhao nói. Đường Sở Sở nghe mấy người anh họ nói xong, vẻ mặt cô không tốt lắm. Chỉ bằng tặng luôn Đường Thị cho mấy người đi, như vậy không phải là tốt hơn sao? Diệp Phàm khẽ cười. Nếu em họ đồng ý, tôi đây cũng không ngại. Người anh họ nhà bác cả không chút khách khí nói. Nói bậy bạ gì đó. Dương Ngọc Sơn trừng mắt nhìn con trai một cái, ông ta quay sang Đường Sở Sở ngượng ngùng cười, Sở Sở đừng để ý, với cái đức hạnh này của anh họ cháu, cứ tùy tiện sắp xếp cho nó một công việc nhẹ nhàng, kiếm nhiều tiền là được. Đúng vậy. Sở Sở, chúng ta đều là người một nhà, cháu sẽ giúp đỡ chuyện này đúng không? Dương Thiên Phong mỉm cười nhìn Đường Sở Sở. Vừa muốn thoải mái lại muốn kiếm nhiều tiền. Tôi đề nghị mấy người nên đi cướp ngân hàng. Diệp Phàm không hề khách khí. Sau đó ánh mắt hắn nhìn về người chị họ của Đường Sở Sở, cô cảm thấy một tháng của mình đáng giá 10 vạn sao. Muốn nằm không kiếm tiền,
chi bằng tới hộp đêm làm gái thử xem. Anh nói cái gì vậy? Lúc này người chị họ tức giận chỉ vào Diệp Phàm quát lên. Danh con, mày có biết nói chuyện hay không? Bọn tao đang nói chuyện với Sở Sở, mày là cái thá gì? Hai người anh họ của Đường Sở Sở khinh thường, trừng mắt nhìn Diệp Phàm. Vẻ mặt của hai bác và dì Đường Sở Sở cũng không tốt lắm. Ngọc Lan, xem ra nhà chị giàu rồi, xem thường họ hàng thân thích đúng không? Dương Thiên Sơn nhìn Dương Ngọc Lan hừ lạnh nói. Ngọc Lan, lúc trước chị chưa không gả vào nhà họ Đường, anh em chúng tôi đối xử với chị cũng không tệ. Hôm nay, chẳng qua là để con gái chị tìm công việc giúp, lại bị con rể châm chọc như vậy, chẳng lẽ chị không định nói chút gì sao? Dương Thiên Phong cũng không vừa ý nói. Chị cả, em vẫn luôn rất kính trọng chị và anh rể, kết quả con rể của chị lại sỉ nhục con gái em như vậy, nếu hôm nay chị không cho em một câu trả lời, chị em chúng ta liền ân đoạn nghĩa tuyệt. Dương Ngọc Quyên trực tiếp hô lên. Anh cả, anh hai, em gái, mọi người bớt giận. Dương Ngọc Lan vội vàng nói, ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm, lập tức xin lỗi anh họ, chị họ Sở Sở. Tôi không nói sai, xin lỗi cái gì? Diệp Phàm không cho là đúng. Cậu! Lúc này Dương Ngọc Lan trừng mắt nhìn Diệp Phàm, vô cùng tức giận. Mẹ, mẹ đừng nói nữa. Bác cả, bác hai, dì út, vừa rồi anh Tiểu Phàm nói năng hơi xúc động, mọi người đừng để ý. Cháu sẽ cho người đi sắp xếp công việc của hai anh họ và chị họ, ngày mai có thể tới Đường thị làm việc. Đường Sở Sở trực tiếp nói. Hừ, thế còn được. Dương Ngọc Quyên hừ lạnh. Cứ như vậy. Cả nhà Dương Ngọc Lan vừa ăn vừa trò chuyện, ngó lơ luôn Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng không để ý, tự mình dùng bữa. Đường Sở Sở cũng nhìn ra không khí xấu hổ, ăn một lúc rồi dẫn Diệp Phàm đi trước. Ngọc Lan, thằng danh này không xứng với Sở Sở, em nhất định không thể để bọn họ ở bên nhau. Diệp Phàm và Đường Sở Sở vừa rời đi, Dương Thiên Sơn đã quay sang nói với Dương Ngọc Lan. Đúng vậy, cậu ta không chỉ chơi gái ở bên ngoài. Còn không xem chúng ta ra gì, người này không xứng. Dương Thiên Phong và Dương Ngọc Quyên đều nói xấu Diệp Phàm. Em vốn không đồng ý để cậu ta ở cạnh Sở Sở, nếu không phải do con bé vẫn kiên trì, em đã đuổi cậu ta từ lâu rồi. Ngay cả công việc đàng hoàng cậu ta cũng không có, phải dựa vào Sở Sở nhà chúng ta nuôi, giờ còn dám làm sằng bậy ở bên ngoài, đúng là thứ cặn bã vô dụng, em nhất định sẽ khiến cho người họ chia tay. Dương Ngọc Lan lạnh lùng nói. Ngọc Lan, thật ra Tiểu Phàm vẫn rất tốt, bà cũng không nên đi quấy rầy. Đường Chính Nhân khuyên nhủ. Tôi đang suy nghĩ cho hạnh phúc nửa đời sau của con gái chúng ta, ông cảm thấy cậu ta có tư cách làm con rể chúng ta sao? Tôi thấy Sở Hà kia thích hợp hơn, vừa có tiền, dáng dấp cũng không tệ, ngày mai tôi đi tìm lão phu nhân xin số điện thoại của cậu ấy, liên hệ thử xem. Dương Ngọc Lan trừng mắt nhìn Đường Chính Nhân quát. Bên ngoài. Diệp Phàm lái xe đưa Đường Sở Sở về nhà. Anh Tiểu Phàm, ngại quá, đêm nay để anh phải oan ức rồi. Đường Sở Sở nhìn Diệp Phàm, vẻ mặt áy náy nói. Chuyện này thì có gì mà oan ức? Diệp Phàm mỉm cười, nói, nhưng mà em thật sự muốn tuyển ba cái thức vô dụng kia vào công ty sao? Em biết, nhưng dù sao cũng là anh họ, chị họ của em, hơn nữa hôm nay cả cậu và dì đều ở đây, em cũng không tiện từ chối. Nếu không thì bọn họ sẽ nói em không có tình nghĩa, ngay cả mẹ em cũng sẽ bị tức chết. Em bảo Tiểu Tiểu sắp xếp cho bọn họ một vị trí không quan trọng, coi như là nể mặt mẹ em đi. Đường Sở Sở thản nhiên nói. Em lương thiện quá đấy. Diệp Phàm đưa tay xoa đầu Đường Sở Sở, cưng chiều nói. Cẩn thận. Đột nhiên Đường Sở Sở thấy phía trước xe xuất hiện một bóng người, cô vội vàng hô lên. Diệp Phàm đạp mạnh phanh xe. Tiếng phanh gấp chói tai vang lên.